chương 1581 chiến người vương điện lão tổ. Thần đình chi chủ, Lâm Việt, tại đây, hướng người vương điện tiên chiến, Lâm. Việt nhàn nhạt một câu, giống như chuông lớn đại lữ, ở phía chân trời vang vọng, đây. Là linh giao đế vực tìm người kia, hay gã người vương điện cổ tiên cây ết, yêu ta sợ. Bất quá ngược lại lại hóa thành kinh hỉ, mau, mở ra trận pháp, đem này vây trói ở chỗ này, cổ tiên hét lớn chỉ thấy phía dưới có người đã sớm chờ bọn họ vẫn luôn có điều dự bị chỉ là làm người có chút ngoài ý muốn chính là lâm việt không có trực tiếp đi đến lạc hoàng lĩnh mà là ở ngàn dặm ở ngoài lạc hoàng thành xuất hiện lâm việt trên người khí huyết hừng hực quả nhiên ở nhân tộc di tích bên trong sơ đại loại chính là từ nhỏ âm phủ chạy trốn đi lên dư nhiệt cổ tiên mang theo ý cười lâm việt dựng thân ở lạc hoàng thành phía trên hừng hực khí huyết Hóa thành một vòng đại ngay, chiếu sáng lạc hoàng thành mỗi một mảnh địa vực. Phía dưới có nhân tộc nô lệ, lúc này Si Ngốc nhìn, bọn họ bị nô dịch vô tận năm tháng, chính là Trong lòng vẫn luôn có một cổ bất khuất ý tư thần. Đình hiện, nhân tộc khởi, bình loạn thế, khai thái bình. Nhân tộc biết rõ cổ xưa ca dao, ở nô lệ trong miệng hiện lên. Bọn họ ở thấp giọng nỉ non, mặc dù là dị tộc roi, không ngừng ở bọn họ trên người quất đánh, giờ khắc này, lạc hoàng thành bên trong. Có nô lệ phát động bạo loạn, đang ở đầu đường ma giao giết heo trung niên nam tử, ngậm thuốc lá sợi. Lúc này nhìn về phía vòm trời bên trong, đôi mắt bởi vì xương khói mà hư khởi. Không biết nghĩ đến cái gì. Lâm Việt trên người có một cổ khí chất làm cho cả lạc hoàng thành mọi người. Đều là không tự chủ được nhút nhát, thời gian trôi qua giây lát cùng Lâm Việt rằng có hai tôn cổ tiên, lúc này khẽ nhíu mày, hắn phát hiện. Trận pháp cũng không có mở ra. Bọn nhãi danh, các ngươi kế hoạch thoát được quá ra ra đôi mắt sao, nhưng. Vào lúc này, một con quạ đen xuất hiện, theo hắn mở miệng chi gian, phía dưới trận pháp. Ấm vang một tiếng, trực tiếp bạo toái mở ra, phía dưới duy trì trận pháp người. Tất cả đều đã chịu phản phệ. Có thậm chí hình thần đều diệt nhất xuyến xuyến huyết vụ ở lạc hoàng thành bốn phía xuất hiện, ở không trung bốc hơi, tức khác. Một cổ mùi máu tây tràn ngập mở ra, ngươi. Cổ tiên giật mình, hắn không nghĩ tới, lâm việt bên người. Thế nhưng còn có một vị trận pháp cao thủ. Bất quá là linh thánh hậu kỳ mà thôi, làm ngươi có đến mà không có về cổ. Tiên nhìn về phía Lâm Việt như cũ là vẫn duy trì đạm nhiên, bất quá hiển nhiên. Lâm Việt cũng không có tính toán cho bọn hắn chút nào cơ hội, hắn phía sau trực tiếp xuất hiện hộ đạo con dối. Một cổ khủng bố cảm giác áp bách đánh úp lại. Đường hộ đạo con dối tản mát ra lực lượng khoảnh khắc không trung vạn dặm tầng mây rũ xuống. Màu đỏ lôi quang hiện lên, ở này quanh thân phách lóe đây. Là, thần thánh chiến trường hộ đạo con dối. Hai gã cổ tiên sắc mặt đại biến, bọn họ hơi thờ tức khắc bị áp chế, ở hộ đạo con dối trước mặt. Tại thế nhân trước mặt cao cao tại thượng cổ tiên lúc này thế nhưng không chịu nổi này cổ uy áp cả người cốt cách đều ở động tĩnh thế nhưng trực tiếp quỳ xuống cổ tiên cảnh giới cho dù là một cái cảnh giới đều là cách xa nhau hồng câu lạch trời khó có thể vượt qua con rối một lóng tay trực tiếp đem hai người phế bỏ theo sau lâm việt đem một người đạp lên trên mặt đất sắc mặt lạnh nhạt trên người hơi thở cực độ hừng hực người vương điện lão tặc ở đâu không phải muốn tìm ta sao tốc tới nhận lấy cái chết trong Thiên địa tầng mây ở kích động, Lâm Việt Nhàn nhạt nhìn không chung bên trong, nếu là lão tổ tới, ngươi sống không bằng chết, hắn dưới chân cổ tiên, lạnh giọng nói. "Ồn ào, ta làm ngươi nói chuyện sao?" Lâm Việt Nhàn nhạt mở miệng, chân mặt hơi chút dùng một chút lực. Trực tiếp đem người nọ đầu dẫm bạo, một đạo thần niệm lao ra. Lập tức đi tới rồi phía chân trời bên trong, hướng về Lạc Hoàng lĩnh mà đi lâm việt không có ngăn cản hắn chính là vì làm người vương điện lão tổ tiến đến không bao lâu thiên địa trở nên áp lực vô cùng chỉ thấy trong hư không xuất hiện năm đạo thân ảnh bọn họ bên người phù văn đan sen giống như năm tôn lộng lẫy màu tím đại ngày hư không đang không ngừng rách nát người vương điện năm tên lão tổ lâm việt nhìn phía chân trời phía trên năm tôn thân ảnh sắc mặt không có chút nào biến hóa người vương điện lão tổ tới Lạc Hoàng Thành bên trong các nô lệ, lúc này gần như tuyệt vọng. Kia cổ kinh khủng cảm giác áp bách làm tất cả mọi người là quỳ sát xuống dưới. "Tiểu tử, Lục Vũ đi tới Lâm Việt bên người, làm tốt sao?" Lâm Việt nghiêng đầu hỏi, "Không." Thành vấn đề, Lục Vũ đáp lại nói, "Thần." Đình Dư Nghiệt tốc tốc quỳ xuống, có lẽ có thể bảo tồn tánh mạng. Không trung bên trong, vài đạo thân hình ở vào mây đen bên trong thoạt nhìn rất là vĩ ngạn, bọn họ lưng đeo đôi tay, tựa hồ thiên địa chi gian. Không có bất luận cái gì đồ vật có thể câu động bọn họ cảm xúc liền. Các ngươi, nhân tộc phản đồ. Lâm Việt khóe miệng mang theo cười lạnh chi ý, đã từng nhân tộc vô số người. Ở chống lại linh giao đế vực bên trong, tử chiến không lùi, chính là không nghĩ tới. Nhân tộc năm xưa nhất cường thịnh một mạch, lại là ở cuối cùng làm phản, hiện giờ trở thành linh giao đế vực tay sai dương gian hết thảy, khôn sống mống chết, điều chọn lương mộc mà tê, dư nghiệt. Người không có tư cách nói những lời này, một người lão giả chậm rãi mở miệng. Có thể nhìn đến, bọn họ trên người, có năm tháng hơi thở biểu lộ, cực độ cường đại. Làm cho cả tồn tại đã lâu năm tháng lạc hoàng thành. Lúc này đều là xuất hiện sụp đổ, nơi này giống như nhân gian tận thế giống nhau. Còn gần chỉ là mấy người hơi thở phát ra, chính là tạo thành như thế đáng sợ dao động, hộ đạo con dối sao, mấy người gặp được hộ đạo con dối lúc sau, ánh mắt hơi hơi một ngưng. Không thể tưởng được, không lâu phía trước tiến vào đến thần thánh chiến trường người. Cũng là ngươi, người vương điện tin tức linh thông, biết ở thần thánh chiến trường bên trong. Có người vận dụng nhân tộc cổ lệnh, bọn họ tuy rằng là suy đoán tới rồi, 72 tiên cung người. Chỉ là không nghĩ tới, Lâm Việt cũng là ở trong đó, hơn nữa được đến hộ đạo con dối, loại. Này thiên phú, càng là lưu ngươi không được một. Người nói, chỉ thấy hắn dò ra bàn tay, giống như một phương đại giới giống nhau. Cấm chế hướng về Lâm Việt đánh úp lại. Người vương điện tám vị lão tổ ở cổ tiên cảnh giới, lắng động lại hồi lâu. Nếu không phải ở cổ trước trận chiến ấy, khả năng có cơ hội tiến vào đến tiên tôn cảnh giới. Bọn họ đang nhìn tiên cốc bế quan vô số năm tháng, mong đợi có thể đột phá đến tiên tôn cảnh giới, tuy rằng không có thành công, chính là tự thân thực lực, cũng là tới làm người khó có thể với tới nông nỗi, Lâm Việt một lóng. Tay điểm ra, hộ đạo con rối trực tiếp sát thượng Cao Thiên. Bất quá thực mau, hộ đạo con rối liền bị vây quanh, năm người trên người có khủng bố thủ đoạn. Có thể kiềm chế hộ đạo con rối, mắt thấy hộ đạo con rối. Đó là phải bị hoàn toàn trấn áp, lúc này, một đạo khủng bố trận văn hiện lên. Lục Vũ xuất hiện ở Cao Thiên phía trên lão tiểu tử nhóm, có phải hay không quên mất ra ra, lục vũ một tiếng kêu to. Chỉ thấy hắn ở lạc hoàng thành bên trong khắc lục trận văn, lúc này bạo phát toàn bộ uy năng. Đây là ở thần thánh chiến trường được đến trận văn. Theo lục vũ đem trận kỳ chữa trị hoàn chỉnh, một đạo quầng trăng mờ trùng tiêu mà thượng. Thế nhưng ngạnh sinh sinh đem trong đó một người đánh lui, rồi sau đó quầng sáng bốc lên đem không người thân hình bao phủ ở trong đó có thể nhìn đến bọn họ trên người hơi thở xuất hiện suy yếu này thần bí trận pháp có thể hạn chế trụ cổ tiên hậu kỳ cường già bọn họ lực lượng thế nhưng ở trận pháp bên trong bị suy yếu hộ đạo con rối không chịu ảnh hưởng ở trong phút chốc đột phá mấy người hạn chế cấm chế hướng về trong đó ba người sát đi loại này biến cố bất ngờ làm vài tên lão tổ trong lúc nhất thời đều là không có phản ứng lại đây. Chương 1582 nhân tộc che giấu cường giả đồ tể xuất hiện. Mặc dù các ngươi có che giấu thủ đoạn ở tuyệt đối thực lực trước mặt, cũng không tính cái gì, một người lão tổ nhàn nhạt nói, bọn họ thực mau thích ứng loại này áp. Chế, ra tay chỉ thấy, đem con rối đánh lui vài bước. Bất quá hắn tự thân, cũng là đã chịu không nhỏ thương tổn, trong đó hai người. Muốn trực tiếp đối với Lâm Việt ra tay, Lâm Việt nhàn nhạt nhìn. Kia cổ kinh khủng cảm giác áp bách gần như làm hắn không thở nổi, hắn một tiếng thở dài, nói: "Đã không có cách nào sao?" Liền ở Lâm Việt chuẩn bị vận dụng hộ đạo con rối bên trong cuối cùng sát trận. Muốn vận dụng con rối, đem năm tôn người vương điện lão tổ lưu lại nơi này thời điểm, thần chủ đại nhân đều xuất hiện a, à, nhưng vào lúc này, một đạo sâu kín thở dài tự thân vang lên một con dao giết heo, mang theo lộng lẫy quang huy. Trực tiếp ngăn cách chiến trường, hai gã người vương điện lão tổ kinh hãi. Không cấm lùi lại vài bước. Hắn nhìn về phía lâm Việt trước mặt, không biết khi nào, lâm Việt trước người. Xuất hiện một đạo thân ảnh, hắn dâu ria xồm xoàm, thoạt nhìn có chút lôi thôi lách thách. Trên tay đều là dầu mỡ, chính là không thể nghi ngờ, nam tử cũng là tới cổ tiên hậu kỳ hơn nữa gần là một đau, liền bức lui hai gã người vương điện lão tổ, đồ tể, người. Vương điện lão tổ mang theo giật mình. Hắn không nghĩ tới, ở một vạn năm trước, bị người vương điện chém giết sơ đại loại. Lúc này thế nhưng lại là xuất hiện, hơn nữa ở một vạn năm bên trong, từ linh thánh cảnh giới. Đến tới cổ tiên hậu kỳ, đồ tể cực độ cường đại, đã từng lấy linh thánh cảnh giới. Đó là bị thương nặng người vương điện cổ tiên, ở lúc sau đột phá cổ tiên nếu không phải người vương điện lão tổ tự mình ra tay khả năng cả người vương điện đều là phải bị này ném đi bái kiến thần chủ đồ tể đối với lâm việt hơi hơi khom người đồ tể lâm việt nhìn về phía nam tử đối với nhân gian vực cổ sử lâm việt đi vào nơi này trước tiên liền đã hiểu biết quá rất nhiều trong đó ở nhân gian vực lưu lại nồng đậm rực rỡ một bút đồ tể lâm việt tự nhiên tại giã sử bên trong cũng là lược có nghe thấy, đồ tể vốn là nhân tộc một lần tán tu. Bởi vì không quen nhìn nhân tộc bị áp bách, phấn khởi phản kháng, ở phía sau tới. Bị người vương điện chấn sát. Chỉ là không nghĩ tới chính là, hắn thế nhưng vừa lúc ở lạc hoàng thành ngủ đông, đồ tể ở phá. Sau mà đứng, trên người hắn huyết mạch đã bị rút ra, không hề là sơ đại loại. Chính là trên người tu vi, lại là càng thêm sâu không lường được. Dao mổ xuất hiện ở hắn trong tay, hắn thấp giọng lẩm bẩm nói, lão bằng hữu. Hồi lâu không có giết người vương điện người, rồi. Sau đó, hắn nhìn về phía trời cao, nói, người vương điện lão tạp mau, không biết, hôm nay. Người hay không còn có thể đem ta đánh chết. Hắn nhảy dựng lên, một người đối kháng hai gã người vương điện lão tổ, trên người hơi thờ tung. Hoành, ánh đao vô cùng, xé rách hư không, một đao trực tiếp cắt ra màn trời, hiện giờ chiến cuộc đã so lâm việt bọn họ đoán trước. Càng vì khủng bố, bởi vì đồ tể gia nhập năm tên người vương điện lão tổ. Dần dần hiển lộ ra xu hướng suy tàn, lão nhị, lão tam, lão ngũ, tốc tới chợ trận trời. Cao bên trong, một người lão tổ hét lớn. Chỉ thấy ngày đó vũ bên trong, xuất hiện truyền tống trận. Chỉ thấy lại là ba đạo vĩ ngạn thân ảnh buông xuống, bọn họ mang theo hừng hực hơi thở, đồ tề, hộ đạo con dối, ba người thấy được lâm việt bọn họ bên này lúc sau. Không cấm khẽ nhíu mày, nửa canh giờ. Lâm Việt nhàn nhạt nói, nửa canh giờ, là hắn cực hạn, hắn chỉ có thể hy vọng. Ở nửa canh giờ thời gian bên trong, bọn họ có thể mang ra cung chủ, tám gã người vương điện lão tổ, trên người hơi thở triển lộ. Đồ tể tiền bối, kéo dài nửa canh giờ có thể, đến lúc đó, chúng ta tốc tốc rời đi, Lâm. Việt đối với trên không đồ tể nói, ở cũng là nhân tộc bên trong cường già. Tuy rằng chỉ là tán tu, chính là cũng nghe nói quá thần đình truyền thuyết. Lúc này hắn gia nhập đến chiến trường bên trong, trở thành cường đại viện thủ. Cái này làm cho Lâm Việt có chút cảm động, hảo, đồ. Tể cũng biết, hiện giờ người vương điện tám vị lão tổ thân đến. Bọn họ mặc dù là có cả người thủ đoạn, cũng là khó có thể ngăn cản chỉ có thể kéo dài thời gian, Lâm Việt đem kế hoạch đã báo cho đồ tể. Lúc này bọn họ chỉ cần kiên trì nửa canh giờ, liền có thể tìm cơ hội rời đi, ánh đao ở Lạc Hoàng thành trời cao tung hoành, đồ tể một người. Lực chiến bốn gã người Vương Điện lão tổ, lúc này cũng xuất hiện kiệt lực tình huống, nếu không phải Lục Vũ vận dụng trận pháp, đem mấy người áp chế, chỉ sợ bọn họ sớm đã bị thua, con rối trên người đều là người Vương Điện lão tổ phù văn lúc này lẫn nhau dây dưa đem từ trên người thần lực giam cầm đồ tể tiền bối chuẩn bị chém giết một người lâm việt mắt thấy thời cơ chín muồi hắn bí mật truyền âm lâm việt trên người xuất hiện một đạo thời không hơi thở thời không chồng lên xuất hiện hắn muốn liều mạng nguyên khí đại thương đem nơi này chiến cuộc ảnh hưởng chỉ thấy một đạo tiên liên từ hắn cái chán xuất hiện thời không gấp trăm lần trồng lên xuất hiện, gần là xuất hiện khoảnh khắc, Lâm Việt thần niệm. Đều đã đền bù cái khe, Lục Vũ, Khinh Thiên Trận Văn, Lâm Việt nhíu mày. Lục Vũ gật đầu, bọn họ lúc này chỉ có thể ở một bên quan vọng, Lục Vũ gật đầu. Đem Lâm Việt nơi này hơi thở che lấp xuống dưới, khủng bố thần niệm chi lực. Tung Hoành ở thiên địa chi gian, gấp trăm lần thời không trồng lên. Hơn nữa tiên liên kiếm quyết, Lâm Việt trong giây lát mở hai mắt khinh thiên trận văn mở rộng ra, đột nhiên gian, kiếm quyết lấy khó có thể suy đoán tốc độ. Hướng về vây công đồ tể một người lão tổ sát đi, này hết thầy phát sinh đến quá nhanh. Trên mặt đất dưới sinh linh, trong lúc nhất thời, đều là cảm giác thần niệm sinh đau. Gần là ở hơi thở ảnh hưởng dưới. Đều là có yêu mất đi cảm giác người vương điện một người lão giả. Trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, đầu suýt nữa bị xuyên thủng hắn thân chịu trọng thương, lâm việt sắc mặt tái nhợt. Chỉ thấy hắn thần niệm bên trong kia một cái màu lam hạt châu. Này thượng xuất hiện một đạo vết dạn, mặc dù là này kinh thế thần vật. Cũng là khó có thể chống cự thần vương lệnh gấp trăm lần thời không trồng lên. Lão giả thân mình lảo đảo, hắn hoảng sợ vạn phần, không nghĩ tới. Một cái linh thánh hậu kỳ con kiến. Thế nhưng có thể phát động như thế đáng sợ một kích gần là ngay lập tức chi gian đó là đêm này trọng thương. Tuy rằng không có chém giết người vương điện lão tổ, chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt. Gần là khoảnh khắc người vương điện lão tổ hơi thở chỉ một thoáng mỏng manh, đồ tể chảo chuẩn. Thời cơ, một bước giết tới, ngạnh kháng vài đạo công kích, lão lục, mặt khác ba người kinh hãi. Phốc đồ tể một đao, trực tiếp đem người vương điện sáu tổ đầu tước đi. Máu tươi phun tung tóe ở trời cao bên trong, có vẻ thập phần thê diễm. Lâm Việt thần niệm suy yếu vô cùng, hiển nhiên. Tuy rằng hắn vận dụng gấp trăm lần trồng lên lúc sau, chính mình thần niệm không có mất đi. Chính là bởi vậy cũng gặp tới rồi bị thương nặng. Đồ tể dẫn theo lão lục đầu người, một tiếng cười to, nói, không hổ là thần đình chi chủ. Ha ha ha, người vương điện lão tổ, chỉ thường thôi, hắn. Một tiếng cười to, trực tiếp đem sáu tổ đầu đánh nát. Người vương điện sáu tổ thần niệm ra thể cổ tiên cảnh giới tu sĩ rất khó giết chết, thấy được sáu tổ thần niệm chạy trốn. Đồ tể không có lại chi, không sai biệt lắm, Lâm Việt nói. Lục Vũ gật đầu, chỉ thấy hắn nghịch chuyển trận pháp, đột nhiên gian. Nơi này quầng trăng mờ đại thịnh, một đạo khủng bố công kích hình thành. Cơ hồ đã sắp đến tiên tôn thực lực, dư lại bảy tên người vương điện lão tổ, mày thâm nhan. Lập tức lui ra phía sau. Bọn họ thân hình, bị hoàn toàn bao phủ, lâm vào tới rồi trong đó. Này trận pháp có thể ngắn ngủi vây khốn bọn họ, Lâm Việt, Lục Vũ cùng Đồ Tể. Không có chút nào trần chờ, trực tiếp rời đi. Đồ Tể lúc này thâm bị thương nặng, cả người đều là giữ tận miệng vết thương. Bất quá theo bọn họ rời đi nơi này, lại là đang không ngừng cười to, hôm nay một trận chiến. Làm hắn thập phần thống khoái. Chương 1583 đi hướng vọng tiên cốc sao người vương điện hang ổ nửa canh giờ qua đi, bảy tên lão tổ đột phá trận pháp, trên người mang theo phù văn đan chéo. Làm cho cả thiên địa đều là trở nên áp lực, người vương điện người đều là run bần bật. Có người tại đây bẩm báo, nói 72 Tiên cung lão tổ đã trốn. Năm tổ trên tay cầm sáu tổ thần niệm, ánh mắt lạnh lẽo, 72. Tiên cung giấu kín địa phương đã biết, đi trước chi thần đình chi chủ. Hắn quan trọng nhất, đại tổ mở miệng mấy người tìm Lâm Việt bọn họ rời đi phương hướng, bắt đầu cực nhanh truy kích. Cả nhân gian vực bên trong, truyền khắp này lệnh người giật mình tin tức thần. Đình này một thế hệ thần chủ hiện thế, cứu ra 72 tiên cung cung chủ. Vạn năm trước cường giả đồ tể chém giết 6 tổ. Kinh người tin tức truyền khai, mặc dù là người vương điện nghiêm khắc phong tỏa tin tức. Chính là như cũ có rất nhiều người đã biết. Tại đây một khắc, một ít bị áp lực hồi lâu, bị coi làm nô lệ nhân tộc vào lúc này tập hợp ở cùng nhau, theo 72 tiên cung người xuất hiện. Bắt đầu chống lại người vương điện, chân chính đại chiến bắt đầu rồi, cả nhân gian vực bên trong. Hiện tại đã là chiến hỏa liên miên. Người vương điện mặc dù là xuất động đại lượng cường giả cũng là trấn áp không dưới trận này náo động, nhân tộc bên trong. Vẫn luôn truyền lưu một cái truyền thuyết đương thần đình chi chủ tái hiện là lúc. Tất là nghịch chuyển càn khôn ngày rất nhiều không cam lòng chịu đựng khuất nhục nhân tộc. Đều là gia nhập tới rồi 72 tiên cung bên trong, hơn nữa theo đại chiến bắt đầu. Càng ngày càng nhiều cường giả, đều là xuất hiện. Trong đó bao gồm, tương truyền sớm đã chết đi bên sông cổ tiên đám người. Này đó đều là nhân gian vực bên trong, đã truyền thuyết, sớm đã chết đi cường giả. Đều là bị người vương điện chấn sát, chính là ở đương thời, thế nhưng một lần nữa hiện thế nhân gian vực thiên muốn rối loạn, rất nhiều dị tộc. Đều là rời đi nơi đây, bọn họ bằng không đã chịu lan đến, chính là trên thực tế. Ở đại chiến bắt đầu lúc sau, động lại lửa giận hồi lâu nhân tộc. Liền đã chém giết không biết nhiều ít dị tộc. Này đó đều là từ linh giao đế vực tới, bọn họ vẫn luôn đem chính mình coi là địa vị cao giả. Đối đãi nhân tộc vẫn luôn giống như xúc vật linh giao đế vực người, vốn dĩ cho rằng, ở đã lâu năm tháng qua đi, nhân gian vực nhân tộc. Sớm đã mất đi tâm huyết, hẳn là mang theo nô tính mới đúng. Chính là không nghĩ tới, thế nhưng có vô số nhân tộc, lúc này ở 72 tiên cung. Cùng với vài tên cường giả xuất lĩnh dưới. Bắt đầu phát động phản công, nơi nơi đều là chiến hỏa ở lan tràn, chiến tranh. Ý nghĩa sinh linh đồ thán. Lâm Việt bọn họ cố tình tránh đi 72 tiên cung phương hướng bọn họ tự cấp dư cung chủ chữa thương thời gian, bọn họ còn biết hướng chúng ta, lục. Vũ nói, ở trên đường, hắn thiết lập nhiều nói thủ đoạn. Mà bảy vị người vương điện lão tổ, vẫn luôn tại hậu phương theo đuổi không bỏ, là. Tên kia tiên tôn lưu lại thủ đoạn sau, lục. Vũ mang theo cười lạnh, nói, quá mức với xem thường ra ra. Chỉ thấy trên tay, xuất hiện đào lưu, rồi sau đó ở ba người trên người nhìn quét một lần cuối cùng, từ con dối trên người, phát hiện một đạo dấu vết vừa. Lúc có thể mượn dùng hộ đạo con dối, chúng ta đi bọn họ hang ổ, Lâm Việt nói. Kế hoạch thực mau chế định, người vương điện lão tổ, trầm miên đang nhìn tiên cốc. Ngày thường đều là không có cơ hội, mà lúc này, đúng là tuyệt hảo hảo thời cơ, cũng. Là ta thế nhưng không nghĩ tới, lục vũ một phách đầu. Ba người ăn nhịp với nhau, Lâm Việt cấp con dối hạ đạt mệnh lệnh lúc sau từ nó mang theo vài tên người vương điện lão tổ. Đi đến mặt khác địa phương, mà bọn họ còn lại là đi tới rồi vọng tiên cốc phương hướng. Ba người tiêu phí mấy ngày thời gian, đi tới một chỗ thật lớn sơn cốc. Nơi này có đáng sợ trận văn tồn tại, từ tiên tôn sở lưu, có khủng bố dao động biểu lộ. Bên trong có tiên khí ở lưu chuyển, rực rỡ lung linh, thụy thú phủ phục. Linh tuyền xuất phát từ kẽ hở, trung linh dục tú là một chỗ khó được thần mà, này thượng cấm chế, không làm khó được lục vũ. Hắn tiêu phí mấy cái canh giờ thời gian, công phá nơi này, theo quầng sáng dần dần biến mất. Lâm Việt ba người, cũng là tiến vào tới rồi trong đó, nơi này là người vương điện tám vị lão tổ. Bế quan nơi, có người vương điện nội tình, chứa đựng ở trong đó. Lục vũ mắt mạo tinh quang, trên đầu huyền phù đào lưu, bắt đầu mọi nơi siêu tầm, nơi này thụy thú cũng là bị hắn bắt được trực tiếp hầm ở đại lu bên trong, mạnh hơn một chút. Trực tiếp bị thu đi, liền đất đều là không có lưu lại, giống như châu chấu quá cảnh giống nhau. Nhìn đến Lục Vũ hành động, đồ tể ở một bên, một đầu hắc tuyến. Lâm Việt còn lại là đi tới chỗ sâu trong, nơi này có một cổ kỳ dị hơi thở ở biểu lộ. Theo không ngừng thâm nhập dưới, hắn đi tới một chỗ dãy núi vây quanh nơi. Nơi này có một chỗ cổ xưa tế đàn, có thể nhìn đến, tế đàn phía trên, có tám đệm hương bồ. Này thượng có đạo tác chứa lý, đây là người vương điện tám vị lão tổ bế quan nơi. Bọn họ ở chỗ này, ở tìm hiểu cái gì, chỉ là đoạt được đến hiệu quả. Tự hồ cực kỳ bé nhỏ, lâm việt ở trong cơ thể tiên tôn sở lưu lại lực lượng chỉ dẫn dưới. Hắn đi tới tế đàn trung ương. Tên kia tiên tôn đã từng nói qua, muốn đem chính mình trong cơ thể văn minh nguyên hòa. Hoàn toàn dung hợp yêu cầu đi vào này vọng tiên cốc chỉ là không biết. Cụ thể hẳn là như thế nào làm kia có thể dung hợp văn minh nguyên hòa địa phương. Hẳn là chính là này tế đàn, Lâm Việt nói. Đường hắn đang lâm đến tế đàn phía trên thời điểm, trong cơ thể yên lặng hồi lâu nguyên hòa. Lúc này đã xảy ra dị động, Lâm Việt trên người, xuất hiện cổ xưa ánh lửa. Đồ tề cũng ở siêu tầm có thể lợi dụng thần vật đương cảm giác tới rồi lâm việt trên người hơi thở lúc sau hắn trong lòng thế nhưng dâng lên một loại muốn quỳ sát mà xuống xúc động thần chủ trên người có cái gì bí mật đồ tể gần là nhìn một lát liền đi tới rồi mặt khác địa phương lâm việt ngồi xếp bằng ở tế đàn trung ương mặt mày khẽ nhắm cả người cùng thiên địa tương hợp trên người có cổ xưa ánh lửa ở hiện lên hắn quanh thân đạo tắc đều là bị bậc lửa có một loại cao thâm khó đoán phù văn giống như đến từ cùng cổ sử phía trước từ cửu trọng thiên phía trên buông xuống thêm vào ở lâm việt trên người nguyên hỏa ở hắn mỗi một tấc da thịt bên trong chỉ là không có hoàn toàn cùng thân thể hắn tương dung đây cũng là tên kia tiên tôn làm lâm việt đi vào nơi này nguyên nhân nhưng vào lúc này tế đàn chậm rãi chấn động một đạo to lớn hơi thở từ mặt đất phía trên bốc lên chỉ một thoáng nơi này bị kia cổ hơi thở sở vây quanh toàn bộ tế đàn, chung quanh có từng đạo hư ảnh hiện lên, vạn dân ở thăm viếng. Tế đàn phía trước xuất hiện một đạo hùng vĩ thân ảnh, mang theo khủng bố dao động. Tựa hồ chư thiên vạn đạo đều là phủ phục ở hắn dưới chân. Này tuyệt đối là một người thiên đế cảnh giới vô thượng cường già. Hắn lúc này tựa hồ tại tiến hành hạng nhất ảnh hưởng muôn đời sự tình, có thể nhìn đến. Hắn phía sau là vô số nhân tộc đang không ngừng thăm viếng. Trong đó không thiếu có tiên tôn cảnh giới cường giả, nhưng đều không ngoại lệ, bọn họ đều là thành kính quỳ lạy trên mặt đất kia Tôn Thiên Đế đưa. Lừng về phía chúng sinh, không biết này nhớ nhung suy nghĩ phong. Thiện đại điển bắt đầu chư thiên tế bái. Một người tiên tôn, người mặc cổ xưa đạo bào, thân hình truyền đãng toàn bộ dương gian. Cách muôn đời năm tháng, đều là có thể cảm nhận được kia cổ túc mục cảm, Lâm Việt giống như hóa thành trong đó một viên, chỉ là hắn không có quỳ lại, mà là chiến lực ở đám người bên trong. Hắn nhìn về phía tế đàn phía trên, kia đưa lưng về phía chúng sinh thiên đế. Trước người có một vật cổ xưa ánh lửa, từ cửu trọng thiên ở ngoài phù văn ngưng tụ. Có thể nhìn đến, ở ánh lửa phía trên. Tựa hồ chiếu dọi vô số kỷ nguyên chìm nổi, lâm việt tâm thần bị hấp dẫn đi vào. Đây là văn minh nguyên hỏa, vốn dĩ bộ dạng sao, lâm việt thấp giọng lẩm bẩm Chương 1584 Hiên Viên Thiên Đế hư ảnh hiện kinh sợ Dương Gian. Năm xưa nhân tộc Thiên Đế ở thành đế lúc sau đều là sẽ đến nơi này. Tiến hành phong thiện đại điển, dùng để chiêu cáo thế gian, đồng thời cũng ở Văn Minh Nguyên Hỏa phía trên để lại cái gì? Đây cũng là Văn Minh Nguyên Hỏa. Vì cái gì sẽ đưa tới Dương Gian vô số thế lực lớn mơ ước nguyên nhân? nó có nào đó khủng bố tác dụng, là vô thượng thần vật đã từng bị nhân tộc Thiên Đế kiềm giữ. Quá, hiện tại dung nhập tới rồi Lâm Việt huyết nhục bên trong. Theo Lâm Việt đứng ở tại chỗ, không biết đi qua bao lâu, lại là một vị Thiên Đế. Đi tới tế đàn phía trên, tiến hành rồi phong thiện đại điển, tổng cộng 8 vị. Nhân tộc tổng, cộng xuất hiện 8 vị Thiên Đế cảnh giới cường giả. Bất quá ở mỗi một cái thời đại bên trong, Lâm Việt lại là có thể nhìn đến kim quang bao phủ người mặc long bảo thiên đế bên người còn có một đạo hắc y nam tử tóc đen như thác nước chư thiên đạo tắc đều là bị này dẫm lên dưới chân Cực độ cường giả, trên người hắn không cụ bị thiên đế uy áp, chính là kia cổ hơi thở. Lại là làm chư thiên đều là động dung, này chân chính thực lực. Chỉ sợ không kém gì thiên đế cảnh giới. Ở nào đó thời đại, nhân tộc đã từng có hai vị thiên đế cảnh giới cường giả cộng đồng tồn tại sao, Lâm Việt nhàn nhạt nói, hắn ở kia hắc y bóng dáng trên người. Cảm nhận được quen thuộc cảm giác tự hồ hai người xuất phát từ nhất thể. Chỉ cần là nhìn đến bắt được bóng người, thân hình hắn, thế nhưng ở xuất hiện tiêu tán. Tự hồ muốn hoàn toàn dung nhập trong đó giống nhau, không biết đi qua bao lâu. Bắt được hắc y nhân ảnh, không có quay đầu, liền chặt đứt Lâm Việt cùng với liên hệ. Hắn nhìn về phía mỗi một chỗ thời gian sông dài tràn ngập bá đạo chi ý, chỉ thấy một cái kỷ nguyên người săn thú, quỳ sát ở hắn dưới chân. Bắt đầu chậm rãi tiêu tán, lâm việt bên người, không biết khi nào. Cũng là xuất hiện một cái kỷ nguyên người săn thú. Hắn cầm một phen màu đen lưỡi hái, mang theo hủ bại hơi thở, lục vũ ở nơi xa. Trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy ra đầu tê dại kỳ. Nguyên người săn thú, hắn vì cái gì có thể phát hiện nơi này, nghe. Được lục vũ kêu sợ hãi tiếng động đồ tề cũng là nhìn về phía tế đàn phương hướng chỉ thấy không biết khi nào lâm việt phía sau đột ngột xuất hiện một cái kỷ nguyên người săn thú lúc này huy động trong tay lưỡi hái liền muốn thu hoạch lâm việt sinh mệnh quả nhiên như đại nhân theo như lời nơi này sẽ xuất hiện vấn đề sao kỷ nguyên người săn thú trên người có nùng liệt hắc khí thời gian sông dài ở hắn bên người ẩn hiện toàn bộ vọng tiên cốc đều là bị này cổ hơi thở sở bao phủ tối cao lôi đình ở này bên cạnh. Cũng là ảnh hưởng không được này chút nào, đồ tể càng là ra đầu tê dại. Hắn từ kia kỷ nguyên người săn thú trên người, cảm giác tới rồi khủng bố hơi thở. Kỳ thật lực, chỉ sợ đã với tới tiên tôn cảnh giới, lâm Việt ngồi xếp bằng. Tựa hồ không có bất luận cái gì cảm thụ, hắn đang ở chăm chú nhìn tế đàn bên trong diễn biến cảnh tượng nhưng vào lúc này người mặc long bào thiên đế chậm rãi chuyển qua đầu lâm việt trên người cùng với đế uy lẫn nhau liên hệ một đạo khủng bố lực lượng nếu thiên đế một lần nữa buông xuống thế gian chiếu sáng cả nhân gian vực cực xa người săn thú kinh hãi hắn thân hình gần như ở nháy mắt liền bắt đầu tiêu tán này đó là thiên đế chi uy mặc dù là cách muôn đời năm tháng cũng có thể hoành đạp thế gian sông dài đem lâm việt phía sau luân hồi người săn thú chém giết cả nhân gian vực đều ở chấn động. Bọn họ có thể nhìn đến, vòng trời phía trên, bắt được vĩ ngạn thiên đế hư ảnh. Đường hư ảnh xuất hiện kia một khác, tất cả nhân tộc đều là lòng có sở cảm. Bao gồm người vương điện người, lúc này thế nhưng đều là không chịu nổi này cổ uy áp. Quỳ gối trên mặt đất một ngày này cả nhân gian vực chấn động. Theo kia nói thiên đế thân ảnh xuất hiện, muôn vàn đại đạo, giống như chân long xoay quanh ở này chung quanh, hắn ánh mắt mang theo thâm trầm. Nhìn về phía linh giao đế vực, nhân tộc, yết kiến thiên đế, vô. Số nhân tộc, lúc này lệ mục, nhìn về phía trên 9 tầng trời ngày đó đế hư ảnh. Đây là đã từng nhân tộc thiên đế, dẫn dắt nhân tộc đi hướng cường thịnh. Chính là ở năm tháng bên trong, bởi vì không biết tên nguyên nhân mà ngã xuống, linh giao đế vực. Bên trong, mỗi một đạo hơi thở có cảm, một cổ đồng dạng thiên đế uy áp xuất hiện là linh giao đế tôn, nàng ở vào bế quan bên trong, cũng cách vô tận khoảng cách. Cảm nhận được nhân tộc thiên đế uy áp, nhân tộc thiên đế không có ngôn ngữ. Chỉ thấy hắn một bước bước ra, vòm trời phía trên, xuất hiện kim quang đại đạo. Trực tiếp liên thông tới rồi linh giao đế vực. Này hơi thở, làm vạn tộc đều là có điều cảm giác, giờ khắc này, vạn tộc bên trong lão quái vật. Chẳng lẽ là xuất quan, giờ phút này mỗ đầu trói chặt nhìn về phía vòm trời phía trên. Xem ra Dương Gian thật sự muốn phát sinh đại biến cố. Nhân tộc Thiên Đế đều là một lần nữa hiện hóa thế gian, mục đích của hắn là đi đến Linh giao địa vực sao? Có dị tộc tiên tôn cảnh giới cường giả. Lúc này lẩm bẩm tự nói, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Hắn ở Dương Gian đứng hàng đứng đầu chính là đối mặt Thiên Đế Hư Ảnh. Lại là cảm nhận được thật sâu vô lực gần là một bước bán ra, nhân tộc Thiên Đế Hư Ảnh đó là đi tới linh giao đế vực, hiên viên thiên đế, người muốn cùng ta một trận chiến sao. Dương gian truyền đến linh giao đế tôn thanh lãnh thanh âm, truyền khắp ba nghìn vực. Chính là dương gian cực tây giới hải. Lúc này đều là ở chấn động, thời gian sông dài ở linh giao đế vực xuất hiện. Nhân tộc thiên đế mặc dù mất đi muôn đời năm tháng, thế nhưng còn có như thế khí phách. Muốn cùng linh giao đế tôn một trận chiến sao, có người thấp giọng lẩm bẩm trên mặt tràn ngập hoảng sợ muôn vàn đại đạo ở linh giao đế vực rách nát có vô số người gặp nạn tại đây cổ cảm giác áp bách dưới quỳ sát mà xuống thiên đế có một loại đại khí phách hắn cũng không có ảnh hưởng đến người thường hắn hơi thở chỉ là nhằm vào với linh giao đế tôn cùng với hắn thủ hạ vài vị tiên tôn ta hiểu được thần linh tộc lão tổ lúc này cũng là xuất quan hắn bên người thần linh tộc tổ khí bởi vì nhân tộc thiên đế hơi thở tự động sống lại chùm tia sáng trùng tiêu xé rách trời cao hắn mượn dùng tổ khí thấy được linh giao đế vực tình huống nói nhân tộc thiên đế là muốn mượn dùng này dư lực kinh sợ linh giao đế vực cho nhân tộc cũng hoặc là ngươi trong miệng kia lâm việt trưởng thành thời gian thần minh ở một bên ánh mắt ngưng trọng nhân tộc thiên đế vào lúc này đều là ra tay vị kiêu uy áp làm ba nghìn vực đều ở chấn động cuối cùng thiên đế vươn một lóng tay trí cao vô thượng hơi thở trực tiếp đi tới rồi tiên mồ nối thẳng kia chỗ cổ thành hắn ra tay chỉ thấy liền kinh sợ hai cái khủng bố thế lực linh giao đế tôn chỉ là phát ra một câu ngay sau đó theo thiên đế hơi thở nhập chủ linh giao đế vực toàn bộ đế tôn thành đều là bị này cổ hơi thở vờn quanh ngàn năm ngươi không động đậy tay thiên đế uy nghiêm thanh âm xuất hiện chấn động mỗi người tâm thần rất nhiều người đều biết đã từng hiên viên thiên đế dữ dội cường thế cơ hồ muốn thống ngự dương gian làm sở hữu chủng tộc sợ hãi mặc dù hiện tại mất đi như cụ có thể chấn áp cùng chỗ với thiên đế cảnh giới linh giao đế tôn ngàn năm toàn bộ dương gian trầm mặc linh giao đế tôn cũng không nói gì nàng tựa hồ ngầm đồng ý hiên viên thiên đế cách nói có lẽ có thâm trình tự nguyên nhân nàng hiện tại đối mặt hiên viên thiên đế hư ảnh đều là khó có thể địch quá. Nàng không phải ngầm đồng ý hiên viên thiên đế, mà là nàng hiện tại không cụ bị cái loại này thực lực xem. Gia dương gian nghe đồn là thật sự, năm đó linh giao đế tôn thân thể. Ở đột phá thiên đế cảnh giới thời điểm, đã xảy ra vấn đề lớn. Có 10 đại chủng tộc lão tổ nói, bằng không lấy linh giao đế tôn cường ngạnh thủ đoạn chỉ sợ ở cổ trước liền đem dương gian thống ngự, mà không phải bế quan như thế lâu. Trường 1585 hoàn toàn dung hợp văn minh nguyên hòa. Thiên đế hư ảnh, không chỉ có làm linh giao đế tôn, ở ngàn năm thời gian nội không thể động thủ. Còn đồng thời kinh sợ tiên mồ cấm địa ở ngoài cổ thành, này thủ đoạn, thông thiên triệt địa. Cách muôn đời năm tháng ra tay, cũng là khủng bố đến làm người khó có thể suy đoán. Không biết đi qua bao lâu, người vương điện lão tổ lòng còn sợ hãi, bọn họ không biết. Thiên đế hư ảnh từ đâu xuất hiện, bọn họ thừa nhận lớn lao uy áp. Lúc này quỳ đứng ở trong hư không thật lâu sau. Lâm Việt cũng là sớm đã thức tỉnh, hắn nhìn về phía vòm trời phía trên. Thiên đế hư ảnh chậm rãi tiêu tán. Thẳng đến hồi lâu lúc sau, tế đàn phía trên mỗ một cổ lực lượng rơi vào hắn trong cơ thể. Văn minh nguyên hỏa đan chéo ở hắn huyết nhục bên trong đang ở cùng hắn toàn phương diện dung hợp một cổ kỳ vĩ lực lượng thêm vào ở hắn trong cơ thể cho tới bây giờ hắn mới cùng văn minh nguyên hỏa hoàn toàn dung hợp ở cùng nhau trong thân thể hắn tựa hồ đã xảy ra kinh người biến hóa thần thức đều là trở nên trong sáng lâm việt cảnh giới lúc này lại tiến thêm một bước tới linh thánh hậu kỳ đỉnh này chỉ là hắn hoàn toàn dung hợp văn minh nguyên hỏa lúc sau sở mang đến tiểu bộ phận tác dụng lớn hơn nữa tác dụng. Khả năng ở lúc sau thời gian bên trong mới có thể bày ra ra tới, Lâm Việt chậm rãi đứng dậy. Hắn quanh thân đều là mang theo một cổ huyền diệu hơi thở, biết hồi lâu lúc sau. Mới dần dần tiêu tán. Lục Vũ cùng không sai biệt lắm đem nơi này đồ vật dọn không, không có người biết. Lục Vũ đào lưu, có bao lớn không gian, chỉ kém nơi này đỉnh núi bởi vì không có bao lớn tác dụng, hắn không có dọn đi, đây cũng là thứ tốt lục. Vũ nhìn Lâm Việt dưới chân tế đàn, lúc này ánh mắt mạo tinh quang, muốn lấy đào lưu thu đi, chính là lại phát hiện. Chính mình đào lưu khó có thể khởi đến tác dụng, lúc trước thiên đế uy áp. Tựa hồ không có đối hắn tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Lúc này đang ở không ngừng đánh tế đàn chú ý, nguyên lai like là năm đó kia chỗ tế đàn sao? Khó trách dọn không đi, lục. Vũ Bừng tỉnh đại ngộ, Lâm Việt tiểu tử, còn có giết heo kia tiểu tử, lại đây hỗ trợ. Đây chính là nhân tộc đồ vật có đại tác dụng, mau tới, đem này đào đi, Lục Vũ nhắc nhở. Đồ Tể cùng Lâm Việt hỗ trợ, cùng nhau đem tế đàn đào ra tới, nhưng vào lúc này, người Vương Điện lão tổ hơi thở xuất hiện ở cách đó không xa. Bọn họ trong lòng có dự cảm bất hảo, tạm thời từ bỏ đuổi theo Lâm Việt. Lúc này muốn trở lại tổ địa, làm tiến thêm một bước kế hoạch bọn Họ đã trở lại, tế đàn lúc sau mới quyết định, tưởng rời đi, lâm. Việt nhắc nhở nói, bọn họ đã cảm nhận được, người vương điện lão tổ, đã càng thêm đến gần rồi. Còn kém một chút, lục vũ nói, mấy người cộng đồng tế lực. Đem tế đàn ngạnh sinh sinh rút khởi, đi, lục. Vũ hét lớn một tiếng, trực tiếp khiêng tế đàn, dẫm lên thiên hành độn pháp. Nhanh như chớp đã không có bóng người. Lục vũ ở tần lăng phong truyền thụ lâm Việt thiên hành độn pháp thời điểm thế nhưng cũng học trộm, lúc này thi triển. Thậm chí còn so lâm Việt nắm giữ còn muốn hoàn mỹ, đồ. Tể tiền bối, ta chờ cũng tốc tốc rời đi, lâm Việt nói. Người vương điện lão tổ bế quan nơi, gần như đã bị dọn không, bọn họ thấy được ba đạo thân hình. Một trước một sau, trước sau rời đi. Nhìn đến lúc sau, người vương điện lão tổ đột nhiên thấy không ổn. Đường đi tới vọng tiên cốc lúc sau, cảnh tượng làm cho bọn họ giật mình ở tại chỗ vọng tiên cốc bên trong một thảo một mộc đều đã không thấy, trụi lủi Lại vô phía trước trung linh dục tú. Như là bị thế ngoại châu chấu quét sạch một lần, khi bọn hắn tiến vào đến chỗ sâu trong lúc sau. Càng là thấy được liên tế đàn, đều là bị người dọn đi rồi. Là lâm việt bọn họ, gầm lên giận dữ, dẫn động phía chân trời lôi đình, bổ tới vọng tiên cốc. Cự thạch tung bay, truy, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ đi rồi, người vương điện lão tổ nói lục vũ ở lâm việt bọn họ phía trước mấy người một trước một sau bọn họ trên đường đi qua một chỗ chiến trường tất cả mọi người là bị không trung bên trong cảnh tượng hấp dẫn một cái lão quạ đen khiêng to như vậy tế đàn gần như hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp biến mất ở tại chỗ gần là trong phút chốc lại là lưỡng đạo ánh sáng xuất hiện mọi người đỉnh đầu lục vũ chậm một chút chúng ta đi nhân gian vực phương đông lâm việt nói bọn họ rời đi nửa tháng thời gian, lúc này 72 tiên cung truyền đến tin tức. Hiện giờ bọn họ đại bản doanh, ở vào nhân gian vực phương đông. Tới gần vĩnh dạ nơi vị trí, đã có mấy tôn cường già. Già nhập tới rồi 72 tiên cung bên trong, nơi đó đã kiên cố không phá vỡ nổi, hảo. Lục vũ đáp ứng rồi một tiếng, so với ai khác đều chạy trốn mau, làm hắn chạy, lâm. Việt bất đắc dĩ nói đồ tể cùng lâm việt trực tiếp buông xuống đến một chỗ thành trì bên trong nơi này bất quá có linh vương cảnh cường giả bảo hộ đồ tể tùy ý ra tay chỉ thấy liền đem nơi này cường giả chém giết rồi sau đó bọn họ bước lên vực môn liền ở bọn họ thân hình biến mất kia một khác người vương điện bảy vị lão tổ giết tới chính là chậm hơn một chút chỉ có thể trơ mắt nhìn lâm việt bọn họ biến mất đáng chết người vương điện lão tổ không cấm chửi ầm lên bọn họ nhìn về phía lục vũ phương hướng, tiếp tục về phía trước truy kích tế. Đàn không thể ném, bọn họ không tiếc vận dụng căn nguyên, tốc độ cực nhanh, kia. Hai cái tiểu tử thế nhưng cõng ta chạy, lục vũ quái kêu. Hắn thấy được người vương điện lão tổ tới gần, tốc độ nhanh không biết nhiều ít. Trong lúc nhất thời, làm người vương điện lão tổ thế nhưng đuổi theo không thượng. Không biết đi qua bao lâu, Lâm Việt cùng đồ tể, đã đi tới 72 tiên cung công chiếm địa vực. Nơi này chiến hỏa bình nghỉ, có nhân tộc ở trùng kiến gia viên, phía trước một chỗ hùng vĩ pháo. Đài có thể nhìn đến, này thượng có mấy tôn cường giả sừng sững. Này đó đều là từ người vương điện trong tay, sống sót nhân tộc cường giả. Trải qua năm tháng tích lũy, hiện giờ bởi vì Lâm Việt thân phận hiện hóa trên thế gian. Lúc này tất cả đều xuất thế tới chống cự người vương điện. Bọn họ đồng dạng cũng là cảm giác tới rồi thiên đế hơi thở, linh giao đế vực phát sinh hết thảy càng là làm cho bọn họ tin tưởng đại chấn, chủ nhân đã trở lại, đế kiếm khí linh cùng Lâm Việt Long có cảm ứng, lúc này vui vẻ nói, có tiền đồ một chút. Tiên Liên ở một bên thanh lãnh nói, đế kiếm khí linh ngoan ngoãn gật đầu. Lúc này cũng là bắt chước Tiên Liên, đem đôi tay lưng đeo ở phía sau. Chỉ là đương nhìn đến Lâm Việt thân hình lúc sau, hắn lại là che giấu không được cao hứng. Trực tiếp đi tới trời cao bên trong, quỳ gối hư không, nghênh đón Lâm Việt tham kiến chủ nhân đứng lên đi lâm việt bình tĩnh nói đồ tề có chút giật mình hắn từ đế kiếm khí linh trên người cảm nhận được một cổ thiên đế hơi thở tuy rằng thập phần mỏng manh chính là này cũng đủ làm người tim đập nhanh thần chủ đại nhân đã trở lại cùng chủ đỡ dâu bạc trắng cười nói trải qua nửa tháng tu dưỡng trên người hắn thương thế đã hảo nghe được tần lăng phong giảng thuật lúc ấy lạc hoàng lĩnh bên trong nếu không phải bên sông cổ tiên ra tay bọn họ khả năng cứu không ra cung chủ lâm việt đối với vài vị cường giả ôm quyền gặp qua thần chủ đại nhân mấy người đều là đáp lễ tuy rằng lâm việt thực lực chẳng qua là linh thánh đại viên mãn chính là thân phận lại là ở nhân tộc bên trong ở vào đứng đầu bởi vậy nơi này cường giả đều là đối với lâm việt thi lễ chư vị không cần đa lễ, Lâm Việt nói, lúc này đồ tể, lại là nói ra chính mình lo lắng, nói. Lục vũ lão tổ, chúng ta bỏ xuống hắn, không có quan hệ sao, hắn. Bản lĩnh khác không nhiều lắm, chạy trốn nhất lưu, nhưng thật ra không cần lo lắng, Lâm. Việt nói, không lâu lúc sau, ở bên ngoài hấp dẫn người vương điện lão tổ hộ đạo con dối. Cũng là về tới nơi này, ba ngày thời gian trôi qua, cung chủ triệu tập nơi này cường giả, cuối cùng thương nghị vẫn là đi yểm hộ lục vũ phía trước ra tới tin tức người vương điện mấy tôn lão tổ gần như không muốn sống nữa giống nhau muốn đem lục vũ bắt được thần vương đại nhân các ngươi làm cái gì thế nhưng làm người vương điện mấy cái lão cẩu không tiếc bất luận cái gì đại giới cũng muốn đem lục vũ lão tổ bắt có người mang theo khó hiểu chỉ là đưa bọn họ bế quan mà đồ vật toàn bộ dọn không mà thôi lâm việt lắc đầu nói Chương 1586 thành lập nhân tộc Đồng Minh. Đồ Tể tinh tế giảng thuật bọn họ đang nhìn tiên cốc hành động. Làm rất nhiều người sắc mặt đều là xuất sắc lên. Bọn họ thế nhưng ở tránh né người Vương Điện lão tổ đuổi giết đồng thời. Lẻn vào tới rồi này hang ổ, đem bên trong đồ vật toàn bộ dọn không? Thậm chí liền một gốc cây thảo đều không có buông tha ha 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 ở quả nhiên là lục vũ lão tổ làm việc phong cách cũng khó trách mấy cái lão cẩu phải dùng hết mọi thứ thủ đoạn đem này bắt cung chủ không cấm cười nói tần lăng phong mấy người sớm tại thần thánh chiến trường đều đã kiến thức qua mọi người tức khắc khởi hành đi trước chiến trường đi tiếp dẫn lục vũ vọng tiên cốc là người vương điện lão tổ bế quan nơi trong đó chỉ sợ có người vương điện rất nhiều nội tình lúc này bị lục vũ toàn bộ được đến hắn trên người có kinh thế thần tàng, nói cái gì cũng không thể làm người vương điện lấy về đi, bọn họ làm tốt đại chiến chuẩn. Bị chẳng qua ở đứng đầu chiến lực phía trên, bọn họ vẫn là có điều không được. Chỉ có cung chủ, đồ tể, bên sông Cổ Tiên cùng với Lâm Việt hộ đạo con rối. Có Cổ Tiên hậu kỳ thực lực nhiều nhất hơn nữa tiên liên, ở sử dụng đế kiếm tình huống dưới. Có thể lực chiến Cổ Tiên hậu kỳ. Hiện tại còn không phải cuối cùng đại chiến thời điểm chúng ta chỉ cần tiếp dẫn hồi lục vũ lão tổ là được cung chủ nói. Bọn họ hiện tại thành lập thế lực tuy rằng cực độ cường thịnh. Đã không kém gì dương gian giữa dòng chủng tộc. Chính là nếu là muốn chiến thắng người vương điện. Lại vẫn là yêu cầu tiêu phí một chút năm tháng, việc này không được cấp. Bọn họ khuynh xào xuất động, đi tới một chỗ hoành đoạn núi non chỗ, thiết lập hạ trận pháp. Nếu là người vương điện lão tổ dám tiến vào nói, bọn họ cũng sẽ không lưu tình có thể không tiếc hết thầy đại giới lưu lại mấy người chỉ là duy nhất một chút đó là người vương điện bên trong còn có tiên tôn tồn tại tuy rằng hắn ở linh giao đế vực bên trong chính là nếu là lưu có thủ đoạn chỉ sợ rất khó đối phó mọi người đã cấp lục vũ truyền lại tin tức làm hắn hướng về bên này tới rồi đang không ngừng bôn đào lục vũ tiếp thu tới rồi tin tức lúc sau lập tức thay đổi phương hướng, hiện tại đã đến gần rồi nhân tộc liên minh địa phương. Nếu là tiếp tục đuổi theo, khả năng xuất hiện vấn đề lớn, bảy tổ mày thâm nhan. Bọn họ đã đuổi theo hồi lâu thời gian. Đã thâm nhập tới rồi nhân tộc liên minh khu vực bên trong, nếu là tiếp tục đi xuống. 72 tiên cung cung chủ đi vào nơi này lúc sau, khả năng sẽ xuất hiện vấn đề lớn, làm một phen sau. Khi quyết định, bọn họ cắn răng, cuối cùng hướng về tạm thời rút đi hiện giờ tiên tôn lão tổ tạm thời thoát không khai thân chúng ta cần thiết trấn áp ở người vương điện để tránh phát sinh vấn đề đại tổ nói bọn họ đi vòng vèo chỉ là lúc này lục vũ cũng là ngừng lại ở nơi xa truyền âm nói đi như thế nào muốn hay không ra ra từ từ các ngươi lời này làm rời đi vài tên lão tổ một đầu hắc tiến có người muốn tiếp tục truy kích chính là bị đại tổ ngăn cản cuối cùng, lục vũ bất mãn, đi tới 72 tiên cung tiếp dẫn hắn vị trí, người vương điện lão tổ. Cũng phi ngu dại hạng người, biết phía trước khả năng thiết có mai phục. Bởi vậy không có tiếp tục thâm nhập, các ngươi lại đến chậm một chút, ta khả năng liền đã chết. Lục vũ đối với cung chủ một đốn đổ ập xuống giáo huấn, cung chủ chỉ là vẻ mặt cười làm lành. Lục vũ thân phận, cao đến dọa người, nơi này nhân tộc chỉ sợ đều hẳn là kêu hắn một tiếng lão tổ, bởi vậy không có người phản bác bọn họ về tới nhân. Tộc liên minh bên trong, bọn họ triệu khai một hồi đại hội hiện. Giờ nhân gian vực chiến hỏa đã hoàn toàn bậc lửa, bước tiếp theo nên như thế nào làm bên. Sông Cổ Tiên nói, không bằng liền thừa thắng sông lên, đem người vương điện tiêu diệt. Đoạt lại nhân gian vực có người nói nói. Ta khủng không ổn, người vương điện rốt cuộc phát triển nhiều như vậy năm trong đó càng là có tiên tôn lão tổ, là linh giao đế vực 10 đại tiên tôn chi nhất. Nếu là chúng ta bước cho thật chặt, hắn đến lúc đó xuất hiện. Này hậu quả là không dám tưởng tượng, bọn họ nghe được lời này lúc sau. Đều không cấm là cho mày, tiên tôn cảnh giới. Là một cái khó có thể vượt qua hồng câu, trong đó tiên 49 đỉnh. Ngăn trở từ xưa đến nay nhiều ít thiên kiêu. Bổn trở thành thiên tôn cường giả, ở một cái thời đại bên trong đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại, linh giao đế tôn ngồi xuống 10 đại tiên tôn. Chiến lực phía trên, càng là dương gian đứng đầu, làm nhiều ít thế lực đều là vô cùng kiêng kỵ. Tiên tôn xuất thế, táng diệt một cái đại vực. Đều là dễ như trở bàn tay, việc này liên quan đến cực đại, không dung có chút đại ý, lục. Vũ lão tổ, người thấy thế nào, cung chủ muốn trưng cầu lục vũ ý kiến. Mà lúc này lục vũ lão thần khắp nơi, đối với này đó mưu hoa hắn là chút nào nhấc không nổi hứng thú. Lúc này thế nhưng ở ngủ say, nghe được có người kêu hắn lúc sau, hắn mới loạn choạng đầu, nói. Bàn bạc kỹ hơn, các ngươi chậm rãi thương lượng tới. Lục vũ nói, không có chút nào tác dụng, thần chủ đại nhân đâu, cung. Chủ lại là nhìn về phía lâm Việt, chiến trường người. Không có người bởi vì lâm Việt cảnh giới thấp hèn mà coi khinh hắn. Bọn họ đã nghe nói, ở thần thánh chiến trường bên trong. Lâm Việt có thể ở cùng 10 đại chủng tộc truyền nhân bên trong. Đều là lấy được cuối cùng thắng lợi, này thiên phú, cho hắn thời gian. Thành tựu thiên tôn chi vị, không có chút nào vấn đề. Hiện giờ liên minh bên trong, đứng đầu thực lực không đủ, hơn nữa lộn xộn. Không bằng lại lắng động lại một đoạn thời gian, tĩnh chờ thời cơ, Lâm. Việt làm đơn giản phân tích, mọi người đối này, đều là sôi nổi gật đầu nhân gian vực bị người vương điện thống trị như thế lâu muốn ở trong khoảng thời gian ngắn dao động này căn cơ căn bản là không có khả năng sự tình hơn nữa mặc dù là hiện tại mở ra đại chiến bọn họ liên minh bên trong đứng đầu cường giả nhân số là xa xa không đủ càng không cần phải nói suy xét người vương điện tiên tôn cường giả trước đem mọi người triệu tập lui về nơi này đi rốt cuộc nhân tộc suy nhược lâu ngày lâu lắm yêu cầu một đoạn an ổn phát triển thời gian, cung chủ nói. Mọi người thương nghị lúc sau, đều là từng người rời đi. Chuẩn bị đem nhân tộc khởi xướng phản kháng đội ngũ. Toàn bộ thu nạp đến bọn họ công chiếm địa vực. Lục vũ lúc này đây nhưng thật ra cảm khái, đem chính mình từ vọng tiên cốc được đến đồ vật. Phân hơn phân nửa ra tới, dùng để phát triển nhân tộc, một tháng thời gian trôi qua. Nhân gian vực chiến hỏa tạm thời tố cáo một đoạn lạc. Người vương điện cùng nhân tộc đồng minh đều là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đình chỉ đại chiến, bởi vì bọn họ hai bên thế lực đều là không có mười phần nắm chắc đem đối phương đánh hạ đại chiến bình nghỉ chính là quy mô nhỏ chiến đấu vẫn luôn ở tiếp tục đồng thời nhân tộc đồng minh cũng đang không ngừng phát triển lớn mạnh có rất nhiều nhân tộc đều là thoát ly người vương điện khống chế. Đi tới nhân tộc đồng môn sở quản hạt khu vực 72 Tiên cung đem tu luyện đạo pháp. Tản đi ra ngoài, ở nhân gian vực bên trong, đại bộ phận nhân tộc đều là không cho phép tu luyện, hơn nữa từ sinh ra khởi, đó là bị đánh hạ nô lệ dấu vết. Thật sâu khắc ở bọn họ trong lòng, này đó đều yêu cầu nhất định thời gian đi giải quyết. 72 Tiên cung cung chủ, ở quyết định dưới, thành lập tu luyện cung. Bắt đầu sàng chọn có tu hành tư chất nhân tộc, thậm chí thiên phú cao giả. Có tư cách kế thừa 72 tiên thuật, như thế, làm nhân tộc đồng minh. Đang ở lấy cực nhanh tốc độ phát triển. Lâm Việt này một tháng tới nay, đều là ở vào bế quan bên trong. Hắn ở vì đột phá cổ tiên cảnh giới làm chuẩn bị. Ở dung hợp văn minh nguyên hỏa lúc sau, Lâm Việt ở linh thánh cảnh giới. Đã ở trung điểm đi thêm một bước, hiện giờ thân thể bên trong linh đài. Minh khắc 49 điều đạo văn, tràn ngập nói cùng lý. Bất quá Lâm Việt cũng biết, chính mình đột phá đến quá mức với tấn mãnh. Bất quá nửa năm thời gian, hắn đã từ linh thánh lúc đầu tới linh thánh đại viên mãn. Bởi vậy hắn yêu cầu lắng động lại một đoạn thời gian, đi tiêu ma tự thân mệt đãi. mươi 1587 yên lặng tu vi dương gian luyện tâm. Lâm Việt ở tìm hiểu nói dẫn kinh phía trên khởi nguyên cổ tự chính là một tháng thời gian trôi qua lại là không có chút nào tiến triển có lẽ là bởi vì ta vốn không phải dương gian người bởi vậy đối với thế giới này căn nguyên hiểu biết không đủ thấu triệt lâm việt nghĩ tới tự thân vấn đề bởi vì sinh ra ở tiểu âm phủ ở bên trong đặt chân nguyên thần lĩnh vực bởi vậy ở tiến vào đến dương gian lúc sau tuy rằng là mượn dùng cùng nguyên hỏa tiêu trừ dương gian bài xích cảm giác chính là đối với Dương Gian đạo tắc lại là không có khắc sâu hiểu biết quá. Không có nguyên với bản năng thân cận, bởi vậy Lâm Việt mới có thể tại như vậy lâu tới nay. Đều là không có tìm hiểu nói dẫn kinh phía trên khởi nguyên cổ tự, mấy ngày thời gian trôi qua. Lâm Việt hắn đi ra bế quan nơi. Hắn nghĩ ra đi đi một chút, ở lắng động lại tự thân cảnh giới đồng thời. Cũng đem làm quen một chút Dương Gian, từ tiến vào Dương Gian tới nay hắn cơ hồ một đường chinh chiến chưa từng có yên lặng xuống dưới nghiêm túc tự hỏi quá con đường của mình lúc này đây hắn không có mang bất luận kẻ nào chỉ là đơn giản cấp cung chủ báo cho lúc sau liền đi tới rồi nhân tộc đồng minh sở quản hạt địa vực bên trong lâm việt không có hiển lộ chính mình tu vi hắn hóa thành người thường tiến vào tới rồi một chỗ trấn nhỏ bên trong Nơi này trải qua chiến hỏa lễ rửa tội lúc sau, ở 72 Tiên cung gia nhập dưới, đã trùng kiến lên. Có thể nhìn đến, nơi này đại bộ phận đều là người thường, chỉ có 72 Tiên cung đệ tử. Ở lại tại nơi đây, giáo hóa mọi người tu hành, nơi này có thể ở cửa hàng sao? Lâm Việt đi tới một chỗ nhà tranh, nơi này có nồng đậm pháo hoa khí, có một cái lão nhân. Ở trà lau mặt bàn, lão nhân thấy được Lâm Việt ăn mặc lúc sau, ánh mắt có chút do dự tiền không là vấn đề lâm việt mang theo một tia ý cười đảo không phải tiền vấn đề ta là sợ đại nhân ở nơi này không thói quen ông lão nói nơi này chỉ có hai nơi lụi bại phòng ốc hắn nhìn đến lâm việt ăn mặc không phải đơn giản như vậy bởi vậy lo lắng lâm việt sẽ ghét bỏ nơi này không quan hệ lâm việt nói lão nhân làm một phen do dự cuối cùng mang theo lâm việt đi tới chủ phòng đây là một chỗ cỏ tranh dựng tiểu viện có hai cái phòng một chỗ nhà bếp ngày thường ông lão ở bên đường mở ra một nhà không lớn tiểu điếm dùng để duy trì sinh kế có thể nhìn đến tiểu viện bên trong có một cái hài đồng chân chính gặm mặt đất bùn đất thoạt nhìn đã ngu dại nước miếng không được hạ lưu ông lão nhìn đến lúc sau chạy chậm tiến lên nói tiểu nhạc nhạc nói qua này bùn đất không thể ăn ông lão ngôn ngữ bên trong có trách cứ chi ý chính là càng nhiều là bất đắc dĩ cùng cưng chiều, hắn dùng ngón tay moi ra hài đồng trong miệng bùn đất. Lại là lấy tay áo đem này miệng trà lau sạch sẽ. Mẫu thân, mẫu thân, tiểu nam hai sáu bảy tuổi tuổi tắc liền lời nói đều không thể nói. Chỉ là hàm hồ ê ê a a, ta là gia gia, mẫu thân. Bọn họ ra xa nhà, ông, lão trong ánh mắt mang theo bất đắc dĩ chi ý. Lâm Việt nhìn về phía hài đồng, lại là có thể phát hiện, hài đồng trên người. Tựa hồ có một loại mỏng manh huyết mạch chi lực. Chỉ là tựa hồ căn nguyên bị người ngạnh sinh sinh cướp lấy, trong lòng thật huyết. Đã biến mất không thấy, đây là tạo thành hài đồng ngu dại nguyên nhân. Ông lão tiến vào đến trong phòng, đem nhà chính đằng ra tới, thay sạch sẽ đệm chăn, khách. Quan, ngươi ở nơi này mặt đi, ông lão cười nói, bất quá hắn hốc mắt có chút hồng. Tựa hồ là vừa rồi ở trong phòng đã khóc. Lâm Việt gật đầu, tiến vào đến trong phòng, có thể nhìn đến, đệm chăn tuy rằng cũ nát. Đã tẩy đến trắng bạch lại là thực sạch sẽ, ông lão đem hài đồng ôm, nói, tiểu nhạc nhạc. Chúng ta đi trên đường chơi được không, không cần ở chỗ này quấy giày đại ca ca nghỉ ngơi. Hảo nha, hảo nha, tiểu nhạc nhạc ê ê a a, cùng ông lão cùng rời đi, Lâm Việt nhìn. Trong lòng có cảm xúc, không biết có bao nhiêu lâu không có người kêu hắn đại ca ca chính mình một đường tới đều là một lòng vì tu hành rất ít có làm bạn thân hữu thời gian chính mình thê nhi đều là bị chính mình tự mình phong ấn cái này làm cho lâm việt trong lòng ngũ vị tạp trần hắn cũng không phải vô tình hạ người tuy rằng thoạt nhìn lạnh nhạt vô cùng chính là hắn một đường chinh chiến rất lớn nguyên nhân đều là vì có thể bảo hộ chính mình để ý người thẳng đến mặt trời lặn tây sơn ông lão hai người trở về khách quan đói bụng đi ta đổi thân quần áo lập tức nấu cơm cho ngươi ông lão nói hắn trên vai có vết nước hẳn là hài đồng nước tiểu ở hắn trên người một chút đều không nghe lời ông lão trách cứ hài đồng một câu hắn mang theo hài đồng tiến vào tới rồi phòng bên trong thay sạch sẽ quần áo ông lão tiến vào tới rồi nhà bếp không bao lâu một bàn đồ ăn liền bị hảo tuy rằng thức ăn đơn sơ bất quá lâm việt cũng không có ghét bỏ lão nhân ra có rượu không lâm việt hỏi có có lão nhân tiến vào đến phòng ốc bên trong lấy ra một vò tử rượu nhà mình nhưỡng không biết hay không hợp ngươi khẩu vị ông lão nói cơm cơm đói bụng hai đồng ném đại nước mũi ghé vào trên bàn không được lưu trữ nước miếng lại đây không cần quấy giày đại ca ca ăn cơm ông lão nói nắm hài đồng muốn đi không có việc gì làm hắn ăn chút đi lâm việt nói hắn cũng không có ghét bỏ hài đồng một phen nước mũi này ông lão có chút ngượng ngùng chính là cũng không lay chuyển được hài đồng cầm một đôi chén đũa cấp hài đồng chọn một ít đồ ăn liền đi tới rồi cây hòe già hạ hắn tuy rằng ngoài miệng không kiên nhẫn chính là chiếu cố hài đồng thời điểm trong ánh mắt toàn là sủng nịch lão trượng nhiều chọn chút thịt hài tử trường thân thể lâm việt uống hai ly rượu lúc sau đó là khởi bàn rời đi trên bàn rất nhiều đồ ăn đều là lâm việt không có động quá hắn biết ông lão là chờ hắn ăn xong lúc sau muốn đem thừa đồ ăn tạm chấp nhận hắn cùng hài đồng ăn này rượu không tồi ta đi ra ngoài đi một chút lâm việt nói hắn buông xuống mấy cái rượu thù không đợi ông lão nói quá nhiều đó là đi ra sân ông lão tự nhiên cũng là minh bạch lâm việt dụng ý bưng lưu chữ mấy viên cơm chén, trong ánh mắt biểu lộ cảm động. Lâm Việt đi tới đường cái phía trên, sắc trời đem mộ. Nơi này đã không thấy nhiều ít người đi đường, toàn bộ đường cái phía trên. Có loại cô tịch cảm giác. Hắn lúc này cũng không hề nghĩ chính mình đột phá cảnh giới. Cũng hoặc là tìm hiểu khởi nguyên cổ tự, mà là bỏ xuống hết thảy về tu luyện sự tình. Không có mục đích, Lâm Việt đi rồi nửa canh giờ, tới chấn nhỏ cuối, mới đi vòng vèo sắc trời đã tối sầm xuống dưới, trăng sáng sao thưa, nhân tộc trong nhà. Có lay động ánh nến, hắn thấy được 72 tiên cung đệ tử nơi. Nơi này cùng chấn nhỏ nhà tranh vô dị, rất là đơn giản, này cùng 72 tiên cung dạy dỗ có quan hệ. Tiến vào sân, ông lão vì Lâm Việt lưu chữ nhóm, ra tôn hai người. Đã ngủ, Lâm Việt cũng là tiến vào tới rồi trong phòng, tới rồi hắn cái này cảnh giới hắn sớm đã không cần giấc ngủ, hắn nằm ở trên giường, lúc này, hài đồng đi vào tiến vào. Như thế nào, ngủ không được sao, Lâm? Việt vuốt ve hài đồng đầu, mang theo ý cười, tiểu hài từ đối mặt người sống. Không có hiện ra sợ hãi, mà là gật gật đầu, ông lão lúc này cũng khoác quần áo, đi tới nơi này. Nói, thực xin lỗi, quấy giày khách quan nghỉ ngơi. Không quan hệ, hài đồng cha mẹ đâu, Lâm? Việt hỏi, hắn cùng ông lão ngồi ở ghế phía trên, nghe được Lâm Việt đề cập. Ông lão không cấm ánh mắt ảm đạm, điểm ngọn nến tay, không cấm run run dày dày, nói. Bị người vương điện người giết hại. Hài đồng vốn là thức tỉnh rồi huyết mạch sơ đại loại. Chỉ là ở người vương điện tra xét đến lúc sau, không chỉ có mạnh mẽ rút ra hắn huyết mạch. Càng là đêm này cha mẹ, đều là bắt đi, rồi sau đó tiến hành rồi tàn nhẫn thực nghiệm muốn minh bạch, nhân tộc vì sao sẽ ra đời đặc thù thể chất cùng huyết mạch. Chương 1588 lấy văn minh nguyên hỏa chữa trị hài đồng huyết mạch. Lâm Việt giò ra một lóng tay, văn minh nguyên hỏa lực lượng ở hắn trong tay hiện lên mà ra. Chỉ thấy kia tiểu nam hài trên người, dần dần xuất hiện một đạo nhu hòa chùm tia sáng, ông lão thấy được một màn này trong ánh mắt toát ra giật mình chi sắc. Hắn đã biết Lâm Việt là một cái khó có thể tưởng tượng cảnh giới người tu hành hơn nữa cực độ cường đại, từ kia nói như hòa chùm tia sáng bên trong, có thể biết. Lâm Việt cũng không phải ở đối tiểu nam hài làm cái gì không tốt sự tình. Mà là ở chữa trị trong thân thể hắn huyết mạch. Này cổ kinh khủng thủ đoạn, ông lão chưa từng có gặp qua, ở phía trước. Hắn đã từng khẩn cầu quá 72 tiên cung đệ tử, chính là mặc dù là bọn họ tìm tới trưởng lão. Như cũ không có bất luận cái gì biện pháp, hắn vốn dĩ đều đã từ bỏ chính là hiện tại Lâm Việt thế nhưng ở vận dụng một loại khủng bố thủ đoạn văn minh nguyên hòa. Lực lượng khó có thể suy đoán, mặc dù là ông lão không có trải qua tu hành. Như cụ có thể từ Lâm Việt trên người, cảm nhận được một cổ vô thượng hơi thở. Nhìn về phía Lâm Việt giống như là nhìn lên trời cao giống nhau, hồi lâu qua đi lúc sau. Hài đồng đã phiêu phù ở không trung phía trên, chỉ thấy hắn trên người. Xuất hiện cường đại khí huyết chi lực, dần dần, hài đồng trong ánh mắt hiện ra thần niệm hơi thở, trở nên thanh minh lên. Cả đêm thời gian trôi qua, ông lão một đêm chưa ngủ, ra. Ra, hài đồng không biết khi nào thức tỉnh lại đây, hắn thấp giọng hô tiểu. Nhạc nhạc, ông lão đôi tay run run dày dày, vút tiểu nam hài đầu, đây là mấy năm tới nay. Tiểu nhạc nhạc lần đầu tiên kêu hắn ra ra. Cái này làm cho ông lão mệt nhọc tung hoành, đói bụng, tiểu nhạc nhạc nói, ra. Ra, ra lập tức đi cho ngươi làm ăn, ông. Lão hỉ cực mà khóc, hủy diệt khóe mắt nước mắt, nhanh chóng đi tới rồi nhà bếp bên trong. Nấu một chén cháo thịt. Tiểu Nhạc Nhạc ăn ngấu nghiến, thực mau ăn xong, ông lão mang theo Tiểu Nhạc Nhạc. Quỳ gối Lâm Việt trước mặt nói, ân nhân, đại ân đại đức, không biết như thế nào có thể báo. Không cần, hiện giờ nhân tộc liên minh đúng là yêu cầu người thời điểm, đến lúc đó. Có thể cho Tiểu Nhạc Nhạc bái nhập 72 Tiên cung bên trong, Lâm Việt nói, lấy ra một đạo cổ lệnh, cấp tới rồi ông lão trên tay. Ông lão trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây. Lâm Việt không chỉ có trị hết tiểu nhạc nhạc, càng là lấy ra một quả cổ lệnh. Làm hắn trực tiếp bái nhập đến 72 tiên cung. Nơi này người, đều là biết, 72 tiên cung đại biểu cho cái gì. Kia chính là đủ để cùng người vương điện chống lại thế lực. Tồn tại không biết nhiều đã lâu năm tháng, càng là từ nhân tộc tiên hiền sáng chế. Ông lão mang theo Tiểu Nhạc Nhạc, lập tức quỳ trên mặt đất. Không được gật đầu, thẳng đến sáng sớm thời gian. Lâm Việt mang theo Tiểu Nhạc Nhạc cùng ông lão đi tới 72 Tiên cung tập hợp vị trí. Ta chỉ là trị hết Tiểu Nhạc Nhạc thần niệm thương, nếu là muốn đem huyết mạch hoàn toàn sống lại, khả năng yêu cầu chính hắn đi ngộ, Lâm Việt nói. Hắn chỉ là mượn dùng Văn Minh Nguyên Hỏa, đem Tiểu Nhạc Nhạc thần niệm chữa trị ở này thân thể bên trong để lại một cái hạt giống huyết mạch thứ này dựa vào không được những người khác chỉ có thể xem chính mình nghị lực rốt cuộc tiểu nhạc nhạc huyết mạch đã bị rút ra mấy năm thời gian tâm đầu huyết sớm đã khô héo bất quá trải qua lâm việt cha xét cũng may căn cơ còn ở cũng liền đại biểu cho khả năng ở lúc sau năm tháng bên trong có thể sống lại nơi này đã tụ tập đám người bất quá nơi này đại đa số đều là một ít hài tử, 72 tiên cung bên trong có đệ tử. Phụ trách chỉ đạo này đó hài tử tu hành, lão. Hồ cũng không e lệ, lớn như vậy còn nghĩ tu hành đâu. Có người ở một bên, không được nhạo báng một cái nam tử phụ. Nhân chính là tóc dài kiến thức ngắn, nhân ra 72 tiên cung đại nhân đều nói. Nghe đạo có trước sau, tuổi tác không là vấn đề, nam. Tử không có chút nào để ý, xoay đầu, đi tới 72 tiên cung đệ tử trước mặt hảo, liền đưa các ngươi đến nơi đây, ta liền tưởng rời đi, lâm. Việt nói, nơi này cũng không phải mục đích của hắn mà, đem ông lão đưa tới lúc sau. Liền xoay người rời đi. 72 tiên cung đệ tử, chú ý tới, thoạt nhìn khí chất có điều bất đồng lâm Việt. Bất quá cũng không có đuổi theo đi. Mấy người có càng chuyện quan trọng phải làm, tiểu nhạc nhạc lúc này thu thập sạch sẽ. Bị ông lão nắm, đi tới giữa sân có người thấy được gia tôn hai người, trong lòng tuy rằng là mang theo không đành lòng. Chính là vẫn là không cấm nói, trần lão đầu chính là quật tiên cung đại nhân đều nói. Hai từ bệnh hảo không được, hiện tại còn tới trì hoãn đại gia tu hành, lão. Trượng, nhưng có chuyện gì sao? 72 tiên cung nam tử, thái độ còn tính hảo, đi tới ông lão trước mặt. Giò hỏi, đối với tiểu nhạc nhạc, hắn là không xa lạ, rốt cuộc khi đó. Kinh động phụ trách một mảnh khu vực trưởng lão, chỉ là cuối cùng. Không có lấy được bất luận cái gì hiệu quả mà thôi. Ta tôn nhi đã khôi phục. Ông lão có chút cao hứng, không có khả năng tiên. Cùng đệ tử lắc đầu, một tháng trước, chính là Linh Thánh cảnh giới trưởng lão. Đi vào nơi này lúc sau, đều là ngắt lời, cả đời này. Tiểu nhạc nhạc đều chỉ có thể là cái dạng này. Bất quá một tháng thời gian, sao có thể khôi phục, lão? trượng tâm tình của ngươi chúng ta lý giải tiên cung đệ tử nói hắn cho rằng là ông lão cũng phạm vào phán đoán chứng tiên cung đại nhân ta bệnh thật sự hảo là một vị đại ca ca đem ta chữa khỏi tiểu nhạc nhạc nghiêm túc nói mọi người nghe được tiểu nhạc nhạc như thế lưu loát lên tiếng đều là hảo một trận giật mình tiên cung đệ tử cẩn thận kiểm tra rồi tiểu nhạc nhạc phát hiện hắn rách nát linh đài thật sự đã bị chữa trị cũng chính là ý nghĩa hắn hiện tại đã là một người bình thường hơn nữa từ thôn dân trong miệng biết được quá tiểu nhạc nhạc đã từng là thức tỉnh huyết mạch sơ đại loại kia loại này thiên phú chỉ sợ cũng là không cần nói cũng biết tiên cung đệ tử hỏi ngươi nhưng nhớ rõ người nọ cái dạng gì mạo sao tiên cung đệ tử có chút giật mình đã từng trưởng lão đều nói qua chỉ sợ cũng là cổ tiên cảnh giới cường giả thân đến đều là khó có thể đem này chữa trị hiện tại thế nhưng có như thế cường giả đem một người bình thường chữa khỏi không khỏi làm bọn họ trong lòng sinh ra một cổ cây ếch yêu ta sợ cảm giác bọn họ không cấm phỏng đoán chẳng lẽ ở nhân gian vực bên trong còn có tiên tôn cảnh giới cường giả tồn tại hơn nữa vẫn luôn ở vào hồng trần bên trong đây là kia đại nhân cho chúng ta, nói có thể bằng vào cổ lệnh bái nhập 72 Tiên cung ông. Lão lấy ra cổ lệnh, nhìn đến cổ lệnh lúc sau, này thượng có hai cái cổ tự, thần đình, đây là thần chủ sở lưu. Tiên cung đệ tử nhìn đến lúc sau, trong lòng cây ết ta sợ không thể nghi ngờ phục thêm, mấy người lập tức đối với Lâm Việt Phương, hướng quỳ xuống, 72 Tiên cung các đệ tử nhưng đều là kiến thức quá Lâm Việt khủng bố dẫn dắt bọn họ đại sư huynh tiến vào đến thần thánh chiến trường. Cuối cùng đánh bại 10 đại chủng tộc cường thế lấy được thắng lợi. Ở Lạc Hoàng Lĩnh càng là cùng đột phá hai người. Ngạnh sinh sinh bám trụ người vương điện tám gã lão tổ. Trọng thương một người, từng cọc chiến tích làm người đều bị rất là kính nể. Cổ lệnh phía trên lưu trữ một đạo tin tức làm 72 tiên cung hảo sinh bồi dưỡng tiểu nhạc. Nhạc thậm chí có thể cho lục vũ tự mình dạy dỗ tiểu nhạc nhạc trải qua văn minh nguyên hỏa lễ rửa tội lúc sau có cơ hội phá sau mà đứng khả năng huyết mạch càng thêm cường đại có quang minh tiền đồ thấy được nơi này lúc sau tiên cung đệ tử không cấm trở nên trịnh trọng lên sư muội ngươi thả ở chỗ này dạy dỗ ta đi tìm trưởng lão bọn họ tiên cung đệ tử nhíu mày tiếp tục nói lão trượng ngươi cùng tôn nhi thả cùng ta đi nói hắn dưới chân xuất hiện một mảnh không biết cái gì sinh linh tế luyện lông chim một trượng dài ngắn, phiêu phù ở không trung, mang theo ông lão cùng tiểu nhạc nhạc. Nhanh chóng đi tới rồi 72 Tiên cung một chỗ phân điện. Chương 1589 Minh Nguyệt Am đệ tử gặp nạn. Nơi này chấn dân, đều là mang theo giật mình, hết thảy phát sinh đến quá nhanh. Làm cho bọn họ trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, lão. Trần trong miệng theo như lời vị kia đại nhân, chẳng lẽ là hôm qua ở hắn trong tiệm mặt ở cả đêm người trẻ tuổi có người nói nói bọn họ ánh mắt tràn ngập giật mình bọn họ không nghĩ tới kia thoạt nhìn chỉ là bộ dạng anh tuấn người trẻ tuổi thế nhưng có như thế đáng sợ địa vị ở hắn rời đi lúc sau tiên cung đệ tử đều còn muốn thăm viếng nếu là làm nhà ta hai tử ai có người không cấm thở dài ở bóp cổ tay thở dài bọn họ bỏ lỡ tiên duyên kia nam tử càng là quỳ trên mặt đất, ngửa mặt lên trời thét dài, không được kêu gọi. Khóc lóc thảm thiết, ở người ngoài an ủi hồi lâu lúc sau, tài lực hơi bình phục tâm tình, nói. Nếu là biết người trẻ tuổi kia là thần chủ, ta như thế nào cũng đến lỉ lợm la l yêu bái nhập hắn môn hạ. Thôi bỏ đi, người một cái giết heo, có. Người ở một bên, tuy rằng muốn an ủi, chính là nghe được nam tử nói như thế đều là không cấm ghét bỏ nói, các ngươi biết cái cái gì, năm đó đồ tể. Cũng không phải ở Lạc Hoàng Thành, giết không biết nhiều ít năm heo sao. Nam tử nói, lại là không được khóc thút thít, một bên tiên cung đệ tử, trong đó hai gã nữ đệ tử. Không cấm có chút ảm đạm, bọn họ không có gặp qua lâm Việt bộ dáng bất quá là nghe nói. Thần chủ thoạt nhìn thực tuổi trẻ, còn thực anh Tuấn, giống như thiên nhân. Chính là bọn họ vẫn luôn đều chỉ là nghe nói lại không có thấy quá chân dung, đây là bọn họ khoảng cách gần nhất một lần. Cũng là nhất có cơ hội nhìn thấy Lâm Việt thời điểm, chính là bọn họ lại bởi vì sơ sẩy mà bỏ. Lỡ, Lâm Việt đi ra trấn nhỏ lúc sau. Nửa tháng thời gian trôi qua, hắn đã đi tới mặt khác một chỗ người thành, nơi này có chiến hỏa. Bùng nổ, trong đó có may mắn còn tồn tại dị tộc. Giấu kín ở dãy núi chi gian, bọn họ đã từng đều là nô dịch nhân tộc trên tay có nhân tộc rất nhiều tánh mạng. Hiện giờ nhân tộc phản kháng bắt đầu, có 72 tiên cung tồn tại. Bọn họ đều là rời khỏi người thành, tránh né ở nơi này, bọn họ trong ánh mắt mang theo hận ý. Người Vương Điện cùng nhân tộc đồng môn bình ổn chiến hỏa lúc sau. Bọn họ đang không ngừng quấy nhiễu nhân tộc đồng minh, chỉ là bọn hắn giấu kín này thân hình, mỗi một lần toàn ra tay thiết huyết. Trên đường đi qua một cái thôn xóm cái gì đều sẽ không lưu lại hơn nữa nơi này đã ở vào nhân tộc đồng minh cùng người vương điện phân giới bởi vậy quản chế thập phần mỏng manh lâm việt nửa tháng thời gian trôi qua thoạt nhìn đã càng thêm bình thường giống như một cái không có chút nào tu vi người thường hành tàu tại thế gian du lịch núi sông hắn thấy được chiến trường phía trên thi thể ngẫu nhiên cũng sẽ nhíu mày theo hắn tiến vào tới rồi một chỗ núi lớn bên trong nơi này cỏ cây sớm đã bởi vì chiến hỏa hóa thành cho tàn nơi nơi đều là phế tích còn có đã từng chiến đấu dấu vết lâm việt tiến vào đến trong đó có thể nhìn đến mặt đất phía trên gần hai tháng thời gian trôi qua lúc sau phế tích bên trong đã có sinh cơ ở hiện lên đất khô cằn phía trên có vài cọng xanh biếc cỏ dại sinh trưởng ra tới hắn tại đây nghỉ chân dừng lại hồi lâu thẳng đến hồi lâu lúc sau phía trước truyền đến dị động chỉ là Lâm Việt như cũ là thập phần bình tĩnh, tựa hồ không có gì đồ vật. Có thể xúc động đến hắn, nhà A, lại là một cái lạc đơn nhân tộc, không có tu vi. Làm sao dám tới nơi này? Phía trước có một người dị tộc, lúc này nhàn nhạt cười, hắn trên người. Mang theo nùng liệt mùi máu tươi, có thể nhìn đến, bọn họ phía sau. Còn nâng vài nhân tộc thi thể. Một ít dị tộc coi nhân tộc vì đồ ăn, bọn họ tại đây chiến trường bên cạnh thỉnh thoảng sẽ chém giết nhân tộc dùng để duy trì sinh kế bất quá cùng nhiều bọn họ là vì cái loại này lạc thú đem hắn trói chặt dị tộc người phân phó nói lâm việt không có phản kháng lúc này hắn trong lòng tựa hồ đã bị kia một gốc cây từ phế tích bên trong sinh trưởng cỏ dại sở chiếm cứ trong ánh mắt mang theo lỗ trống thoạt nhìn là cái ngốc tử một người dị tộc cười ha hả nói cái gì ngốc tử không ngốc tử hầm canh đều giống nhau một người nói này đó nhân tộc đáng chết cũng dám phản kháng chờ ta tộc bên trong tài nguyên tới rồi làm cho bọn họ sống không bằng chết một người dị tộc nói hiển nhiên hắn là một vực bên trong mặt khác dị tộc phía sau có thế lực hơn nữa tự thân thực lực cũng không nhược hiện tại ngủ đông ở chỗ này chỉ là vì chờ trong tộc tài nguyên đã đến Long huynh thật là hảo nhã hứng, người vương điện vốn dĩ sẽ bảo hộ ngươi. Ngươi lại đi tới nơi này, có người ở khen ngợi, trải. Qua huyết cùng hỏa, mới có thể trưởng thành lên, cầm đầu nam tử, không thèm để ý nói. Kia tiểu nương ra hy vọng tỉnh, đêm nay chúng ta nhạc nhạc, cầm đầu nam tử nói, Long. Huynh trước tới, mọi người đều là nói, không nghĩ tới, tại đây chiến trường bên trong thế nhưng có thể nhìn thấy như thế mạo mỹ nhân tộc nữ tử kia ngạo nghễ dáng người kia vòng eo ngẫm lại đều sảng không nói chúng ta nhanh chóng trở về cầm đầu dị tộc nói phía sau bọn họ trừ bỏ lâm việt còn có mấy cái người sống bất quá bọn họ trong ánh mắt đều là tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng nâng thi thể bên trong có rất nhiều bọn họ thân nhân làm một ít người trong ánh mắt toàn là sát ý Thời gian trôi qua một canh giờ, bọn họ bước qua hai nơi núi lớn, đi vào danh địa. Bọn họ ở chỗ này thành lập một chỗ sơn trại, có thể nhìn đến, đầu gỗ sở chế nhà giam phía trên. Có phù văn ở tràn ngập, trong đó giam giữ một trăm nhiều danh nhân tộc. Đêm này mấy người quản đi vào, còn có, đem kia mấy cái tiểu nương ra lôi ra tới. Ta đã nhịn không được, minh nguyệt am đệ tử A, chúng ta ở phía trước. Nhưng đều là không có tư cách hưởng dụng, vài tên dị tộc nói. Bất quá các nàng sống nhưng thật ra khá tốt, không hổ ở năm xưa nhân tộc bên trong. Đều là phụ có nổi danh, có người cười nói, Lâm Việt lúc này chậm rãi mở hai mắt. Nhìn về phía tứ phương, nhìn cái gì mà nhìn, cấp lão tử đi vào, một người dị tộc xô đẩy nói. Lâm Việt tiến vào tới rồi lồng giam bên trong, hắn hiện tại trong cơ thể. Dần dần xuất hiện một đạo quang huy. Chỉ thấy nói dẫn kinh bên trong cái thứ hai khởi nguyên cổ tự vào lúc này bị hắn tìm hiểu ra tới, thêm vào ở thần vương lệnh phía trên. Thời không nghịch chuyển năng lực, rốt cuộc là lại lần nữa trở về. Hắn nhìn về phía bốn phía, nơi này tổng cộng có mười mấy lồng sắt. Có một trăm nhiều danh nhân tộc có biểu lộ sợ hãi, có mang theo hận ý, lúc này. Lều chạy bên trong, có vài tên tư sắc rào hảo nữ tử, bị tùy ý mang theo ra tới. Các nàng xiêm y tán loạn, cẩn thận mặc vào lâm việt có thể từ xiêm y hình dạng và cấu tạo biết này đó đều là minh nguyệt am đệ tử không tôi buổi tối tiếp tục không nghĩ chúng ta đối với các ngươi thánh nữ như vậy liền nghe lời một chút cầm đầu nam tử đi tới vài tên nữ tử trước mặt nâng bọn họ cầm tùy tiện nói nhớ kỹ ngươi lời nói vài tên nữ tử trên mặt mang theo tuyệt vọng chi ý nếu không phải vì thánh nữ bọn họ sẽ không chịu đựng như thế khuất nhục nói cái gì ta không nhớ được cầm đầu nam tử nhàn nhạt nói. Lâm Việt lúc này cảm giác tới rồi một cổ quen thuộc hơi thở. Chính là hiện tại cực độ mỏng manh, Lâm Việt thấy được lồng giam ở ngoài. Một chỗ cọc gỗ phía trên, có một người tuyệt sắc nữ tử. Tay chân đều là bị xiềng xích vây trói trụ, mặt nếu giấy vàng, lúc này sâu kín tỉnh lại. Người vô sỉ, minh nguyệt am đệ tử, trên người đều là gặp một loại độc tố. Thế cho nên tu vi đình trệ, thánh nữ A à, tư vị so với các ngươi sợ là tốt hơn không biết nhiều ít, ha ha ha, cầm đầu nam tử cười, đem. Nàng kéo vào ta phòng, cơm chiều không cần kêu ta. Cầm đầu nam tử nói, chương 1590 Minh Nguyệt Am Thánh Nữ Ngọc Lả Lướt. Long huynh, buổi tối có thể để lại cho ta sao, một. Người nam tử, nâng xiềng xích muốn đem thánh nữ đưa vào mành trướng bên trong, không? Bằng buổi tối ta chờ cùng nhau, cầm đầu nam tử mang theo ta chi ý, kiến thức quá minh nguyệt am phục sức người thủ đoạn lúc sau hắn hiện tại trong đầu đều là thánh nữ ở chính mình dưới thân khóc thút thít xin tha chi các người đáng chết nếu là dám đối với thánh nữ làm cái gì minh nguyệt am thần đình tổ chức sẽ không buông tha các ngươi minh nguyệt am đệ tử quát lớn nói phải không cầm đầu nam tử nói đem nàng cấp mặt khác huynh đệ nếm thử tư vị cầm đầu nam tử nói có vài tên dị tộc đồng thời vây quanh lại đây, Minh Nguyệt Am đệ tử gần như tuyệt vọng, thần nữ A, ta tới. Cầm đầu nam tử, nhìn phía trước cầm thú một màn. Không có chút nào để ý, lồng giam bên trong nhân tộc. Đều là không đành lòng đem đầu chuyển qua một bên. Không đành lòng nhìn đến lệnh người phẫn nộ một màn, là lướt. Lâm Việt nhìn bị xiềng xích bó trụ tuyệt sắc nữ tử, không phải những người khác mà là ngọc lả lướt chính mình thành hôn thê tử, lâm việt chậm rãi đứng lên, khủng bố sát ý. Giống như đến cửu u bốc lên dựng lên. Hắn không nghĩ tới, chính mình ở chỗ này, thế nhưng có thể nhìn đến ngọc lả lướt, hơn nữa. Nàng còn thân bị trọng thương, đang muốn bị vũ nhục, một cổ khó có thể nói rõ sát ý. Ở lâm việt trong ánh mắt bùng nổ, người nào? Có dị tộc cả người phát lạnh, đương hắn đứng dậy muốn chất vấn thời điểm chỉ thấy một đạo hàn quang hiện ra hắn không kịp phản ứng lại đây đó là thi thể chia lìa vô lực sụi lơ ở trên mặt đất lâm việt từ lồng giam bên trong đi ra trên người đạo tác chứa lý biểu lộ làm tất cả mọi người là kinh hãi vô cùng trên mặt đất minh nguyệt am đệ tử lúc này cũng là cảm giác tới rồi nơi này hơi thở như là bắt được cuối cùng một sợi rơm dạ tiền bối cứu cứu thánh nữ minh nguyệt am đệ tử, xiêm y rách nát, lộ ra mấy mặt tiết trắng. Lúc này ôm Lâm Việt cẳng chân, không được cầu xin, yên tâm, Lâm Việt nhàn nhạt nói một câu. Gần là một đạo ánh mắt phát ra, đó là làm nơi này dị tộc thần hồn đều nứt. Lâm Việt không có giết bọn hắn, làm nhiều như vậy xúc sinh biểu tình. Hắn sẽ không làm này đó dị tộc như thế an ổn chết đi. Lâm Việt một lóng tay, lều chạy rách nát, chỉ thấy ngọc lả lướt, lúc này nằm ở trên giường ánh mắt lỗ trống, nàng đã tuyệt vọng. Lâm Việt, phu quân. Đường hắn thấy được bên ngoài, phát ra hừng hực hơi thở Lâm Việt. Trong ánh mắt, đầu tiên là khó có thể tin. Cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, chính là kia cổ hơi thở. Lại là lạnh thấu xương mà chân thật, là lướt, ngươi chịu khổ. Lâm Việt nhìn về phía ngọc lả lướt, trong ánh mắt, toát ra một mặt ôn nhu, ngươi. Là người nào, cầm đầu nam tử, nhìn thấy có người quấy giày chính mình nhã hứng người sắc mặt lạnh nhạt trong ánh mắt tràn ngập sát ý chết lâm việt chỉ là nhàn nhạt nói một câu chỉ thấy hắn ra tay thập phần sắc bén đạo tác chứa lý vờn quanh ở bên người này bất quá là linh thánh trung kỳ nam tử còn tới không tích cực phản ứng lâm việt đã đi tới hắn bên cạnh trực tiếp bị dẫm vào mặt đất bên trong hắn gân cốt vào lúc này đứt từng khúc thật lớn đau đớn đánh úp lại làm nam tử thống khổ gào giống người rốt cuộc là người nào nam tử lạnh giọng quát lớn, lúc này bên ngoài dị tộc đã bị dọa đến sụi lơ trên mặt đất thần. Đình chi chủ, Lâm Việt, bọn họ từ bức họa bên trong đã từng nhìn thấy quá Lâm Việt lúc này vô cùng hoảng sợ. Bọn họ tuy rằng sinh ra ở không có thần đình tồn tại thời đại. Chính là trong tộc sách cổ bên trong lại là ghi lại quá thần đình. Năm xưa cực độ cường đại, thần chủ chi vị càng là có hy vọng chứng đạo thiên đế tư chất. Mới có thể đảm nhiễm. Lâm Việt ở nhân gian vực đã sát ra uy danh, ở cùng đồ tể sóng vai một trận chiến bên trong. Càng là mượn dùng thủ đoạn, ngạnh sinh sinh đem người vương điện lão tổ suýt nữa chém giết tới. Rồi cuối cùng, đem vọng tiên cốc nội tình dọn không? Từng cọc chiến tích làm mọi người nhút nhát, hiện tại thấy được chân nhân. Bọn họ mới biết được, Lâm Việt đến tột cùng có bao nhiêu cường thế, nam tử lúc này cũng biết. Lâm Việt chính là truyền thuyết bên trong người nọ, trong ánh mắt tràn ngập kinh sợ. Ta tưởng, trong đó có cái gì hiểu lầm, cầm. Đầu dị tộc run run dày dày nói, chính là đáp lại hắn, chỉ là một chân. Trực tiếp đem này ngực xuyên thủng, Lâm Việt vượt qua một đạo hơi thở. Làm này ở trong khoảng thời gian ngắn, khó có thể chết đi. Lúc sau, Lâm Việt đi tới ngọc lả lướt trước người, vượt qua một đạo tinh thần diệu khí. Làm này trên người thương thế, có điều hòa hoãn, hắn đem này ôm vào trong ngực. Lạnh nhạt nhìn giữa sân. Tiếp theo, mấy chỉ điểm ra, muốn chạy trốn mấy người, trực tiếp bị xuyên thủng. Ngã quỵ ở trên mặt đất, hơi thở đoạn tuyệt, ở lồng giam bên trong người. Đều là giật mình nhìn một màn này, bọn họ biết được cứu, ngươi trở nên càng thêm cường đại rồi. Ngọc là lướt ôm lâm Việt, cảm thụ thân thể phía trên ấm áp hơi thở. Không cấm cười, nàng mặt nếu giấy vàng chính là cũng khó có thể che lấp kia cổ phong tình, lâm việt cách không NS Iota khởi còn lưu có. Nửa cái mạng nam tử, lạnh nhạt nói, ngươi chủng tộc ở nơi nào? Ngươi muốn làm gì, nam tử suy yếu nói, bình ngươi tộc, diệt ngươi loại, lâm. Việt nhàn nhạt một câu, nam tử muốn kiệt lực chống cự, chính là lâm Việt cường đại thần niệm. Trực tiếp xâm nhập tới rồi này thức hải bên trong. Đi trước tìm tòi ra về nam tử chủng tộc tin tức có cổ tiên hậu kỳ cường giả, Lâm Việt nhàn nhạt một câu, chỉ thấy hắn sách theo nam tử tàn khu. Đem nơi này người, toàn bộ giải phóng ra tới, bái kiến thánh vương. Minh Nguyệt am đệ tử, lúc này thấy tới rồi thánh nữ được cứu trợ. Trên mặt đều là mang theo một cổ khó có thể miêu tả tươi cười, cuối cùng. Mấy người nhìn nhau gật đầu, trực tiếp cầm lấy dị tộc tàn lưu xuống dưới vũ khí. Mặt hướng về phía chính mình cổ. Gặp được một màn này, Lâm Việt không có ngăn cản, bọn họ vì thánh nữ, làm ra quá nhiều. Không tiếc hy sinh thân thể của mình. Đã biết này đó lúc sau, Ngọc Lả lướt hốc mắt mang theo nước mắt. Nàng vốn dĩ tính cách liền tương đối cường ngạnh, lúc này thấy tới rồi một màn này lúc sau. Cũng là không cấm lã chã rơi lệ, ta mang ngươi đi giết người, Lâm Việt bình tĩnh nói. Chờ đến Ngọc Lả lướt đem vài tên đệ tử mai táng lúc sau, Lâm Việt mang theo Ngọc Lả lướt trực tiếp đi tới rồi nhân gian vực ở ngoài nam tử chủng tộc tên là nửa long tộc ở vào nhân gian vực phương bắc tới gần nhân gian vực không coi là rất xa hắn làm ra những việc này hiển nhiên đã chọc giận lâm việt ngọc lả lướt ở lâm việt trong lòng ngực nhìn một màn này nàng biết lâm việt đã trưởng thành đi lên không có gì đồ vật có thể ngăn cản hắn bước chân bọn họ bước lên vực môn không có quá khứ bao lâu trực tiếp buông xuống tới rồi nhân gian vực mặt bắc hồ vực hắn một đường sách theo nam tử hành tẩu vòm trời phía trên thoạt nhìn thập phần ns yêu ta người hộ đạo con dối cũng là suất hiện ở hắn bên người hắn bình tĩnh đi tới một chỗ sơn môn phía trước người nào dám ở nửa long tộc làm cằn hai người đi ra bọn họ là trong cửa đệ tử chính là đương hắn nhìn đến lâm việt trong tay nam tử lúc sau ánh mắt trong giây lát biến hóa địch tập bọn họ phát ra cảnh cáo, lúc sau, Lâm Việt bước vào sơn môn. Phía sau hai gã nửa long tộc đệ tử, trực tiếp bạo làm huyết vụ, Lâm Việt mặt không đổi sắc. Không đợi chút nào thương hại, tiểu tử, thật can đảm, một. Tóc trắng xóa lão giả, trực tiếp buông xuống tới rồi nơi này. Lão tổ, cứu ta. Lâm Việt trong tay nam tử, lúc này suy yếu kêu gọi nói, hắn không nghĩ tới. Lâm Việt thế nhưng thật sự dám đến chính mình tộc địa làm hắn thấy được sinh hy vọng lâm việt đem nam tử tùy ý vứt bỏ trên mặt đất này đó là nửa long tộc sao lâm việt nhìn về phía bốn phía nơi này có rất nhiều đồ vật đều là đã từng nhân tộc đồ vật ở nhân tộc thất bại rút đi tiểu âm phủ thời điểm có rất nhiều dị tộc đều là ở ra tay đoạt lấy rất nhiều thần vật mà này nửa long tộc đó là một trong số đó chương một nghìn năm trăm chín mươi xúc ta cấm luyến diệt ngươi nhất tộc Nhân tộc tóc trắng xóa lão giả, đã biết nhân gian cùng phát sinh kinh thiên biến cố. Đang ở dối dám thế lực tiến đến tri viện người vương điện, chính là hắn không nghĩ tới. Có nhân tộc cũng dám chủ động đăng lâm mà thượng, giết sạch bọn họ. Lâm Việt đối hộ đạo con dối tuyên bố mệnh lệnh, tiên liên xuất hiện lâm Việt bên người, nói. Ta không nghĩ nhìn đến một cái người sống tiên, liên trong tay xuất hiện đế kiếm, nhìn về phía không trung bên trong đã dày đặc nửa long tộc người bất quá nàng không có chút nào sợ hãi chỉ là nhàn nhạt gật đầu khủng bố uy áp ở toàn bộ nửa long tộc tộc địa tung hoành xé rách từng tòa núi lớn tiên liên cùng con rối bắt đầu đại khai sát giới lâm việt vẫn luôn ở phía trước hành không có một người có thể xâm gần đến này trước người nửa long tộc bên trong cường đại nhất cũng bất quá là một người cổ tiên hậu kỳ cường giả hiện tại còn ở vào bế quan bên trong Lâm Việt mang theo ngọc lả lướt, quanh thân toàn bộ đều là vỡ vụn thi thể, nam tử đã bị một màn này sở dọa choáng váng. Chính là ở Lâm Việt hơi thở chống đỡ dưới, hắn sinh mệnh hơi thở. Vẫn luôn chưa từng đoạn tuyệt, có thể rõ ràng nhìn đến tộc nhân của mình một đám chết đi. Ta cầu xin ngươi, không cần tiếp tục, nam tử gần như cầu xin, không. Cho ngươi nhìn đến cuối cùng, sao lại có thể? Lâm Việt nhàn nhạt nói một câu nam tử đã tuyệt vọng chính là hiện tại hắn cái gì cũng làm không được thậm chí liền tự sát đều là làm không được lâm việt đem này thần niệm vây trói ở thân thể bên trong làm hắn một đường tới có thể rõ ràng nhìn đến nửa long tộc bị tàn sát tiên liên cùng hộ đạo con rối mỗi một lần công kích đều là có đại lượng nửa long tộc người hóa thành bột mịn đối với đã từng đối nhân tộc ra tay nửa long tộc lâm việt không có chút nào thương hại đã từng nhân tộc cũng là như vậy tuyệt vọng quá chính là bọn họ cũng không có lưu thủ lâm việt lúc này tựa như một tôn ma vương ở nửa long tộc tộc địa bên trong giống như chỗ không người tên kia lúc ban đầu lão tổ đã trở thành tử thi vô lực ngã xuống tiên liên dưới chân người nào ở ta nửa long tộc tạo này sát nhiệt không thể tha thứ chỗ sâu trong có một đạo hư ảnh xuất hiện chỉ thấy này long đầu nhân thân trong ánh mắt tràn ngập sát ý chính là đương hắn nhìn đến Lâm Việt lúc sau, sắc mặt không cấm ngưng trọng lên, chỉ là hiện tại hộ đạo con rối cùng Tiên Liên đã đem này vây quanh xuống dưới. Lâm Việt hiện tại đã đi tới chỗ sâu nhất đại điện phía trước. Hắn nhàn nhạt nhìn nửa Long tộc lão tổ, không có chút nào ngôn ngữ, sắc mặt lạnh nhạt vô cùng. Chỉ là tùy ý phất tay, hộ đạo con rối cùng Tiên Liên hiểu ý, trực tiếp hướng về nửa Long tộc lão tổ sát đi ngươi là nhân tộc liên minh thần chủ, nửa. Long tộc lúc này nhìn về phía Lâm Việt, minh bạch một chút sự tình, nửa. Long tộc, hôm nay lúc sau, không cần ở lưu tại thế gian, Lâm. Việt bình tĩnh nói, hắn lời nói, làm nửa long tộc còn sống tộc nhân, đều là tuyệt vọng. Hộ đạo con dối cùng tiên liên quá mức với cường đại rồi, ở nửa long tộc bên trong. Gần như là không thể địch tồn tại, mặc dù là hiện tại lão tổ xuất quan, như cũ là bị nghiền áp nếu không bao lâu, liền phải bị chấn sát ta. Nửa long tộc gần nhất tựa hồ không có trêu chọc đến ngươi. Lão tổ trên người quầng trăng mờ lượn lờ. Gian nan chống cự lại hộ đạo con rối cùng với tiên liên công kích, hắn đã muốn kiệt lực. Trên người càng là bị tiên liên để lại nhiều đạo thương khẩu, này. Đến hảo hảo cảm tạ một chút tộc nhân của ngươi. Lâm Việt đem nam tử tàn khu tùy ý ném ở trên mặt đất, hạo nhi, lão. Tổ thấy được nam tử trải qua một phen thăm dò thần niệm. Minh Bạch rất nhiều sự tình, chỉ là như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng là vì chuyện này. Vì bọn họ nửa long tộc đưa tới họa sát thân. Con rối cùng Tiên Liên, đãi lão tổ cha xét nam tử thần niệm lúc sau. Xem như làm hắn bị chết Minh Bạch một ít, khủng bố hơi thở áp lạc. Lão tổ vốn dĩ cũng đã già nua, đình trệ ở cổ tiên cảnh giới hồi lâu thêm chi không có vọng tiên cốc như vậy thần mà hắn tu vi sớm đã tới cuối hắn cả người nhiễm huyết ở cuối cùng muốn cầu xin lâm việt nói ta hy vọng người có thể buông tha nửa long tộc mặt khác vô tội người vô tội năm đó các ngươi vây công nhân tộc thời điểm có từng nghĩ tới trong đó có vô tội người lâm việt mang theo cười lạnh chi ý tiếp tục nói còn có ngươi muốn tài nguyên người vương điện muốn nhìn đến chúng ta tộc giết hại lẫn nhau ai lại là vô tội, Lâm Việt hai câu lời nói, trực tiếp làm nửa long tộc lão tổ tuyệt vọng. Cuối cùng, ở tiên liên cùng hộ đạo con rối liên hợp vây công dưới, nửa long tộc lão tổ. Trực tiếp bị đánh chết, thân thể vô lực ngã xuống cung điện trước, Lâm Việt không có chút nào. Thương hại chi sắc, đây là một hồi đơn phương tàn sát. Thẳng đến mấy cái canh giờ thời gian trôi qua, nơi này huyết tinh đã nhiễm hồng nửa bầu trời vũ mặc dù là cách cực xa khoảng cách như cũ là có thể nhìn đến lâm việt mang theo hộ đạo con dối cùng tiên liên rời đi nơi đây từ đây lúc sau nửa long tộc chân chính hủy diệt liền một chút huyết mạch đều là không có lưu lại thẳng đến hai ngày lúc sau có nhân tài phát hiện nửa long tộc đã ở mấy ngày trước bị người tiêu diệt nơi nơi đều là thi thể giống như tu la luyện ngục giống nhau làm người nhút nhát hai ngày trước ta liền cảm giác tới rồi nửa long tộc lão tổ tựa hồ cùng ai đã xảy ra chiến đấu chỉ là không nghĩ tới cổ tiên hậu kỳ nửa long tộc lão tổ thế nhưng bị người chém giết có dị tộc người đi vào nơi này tra xét tình huống không cấm thở dài nói có thể hay không với nhân tộc có quan hệ có người suy đoán nói nửa long tộc phát triển đến bây giờ rất nhiều chủng tộc đều là biết này cùng bọn họ năm xưa, cướp sạch nhân tộc một chỗ tộc địa có quan hệ. Bằng không ở lúc ấy, nửa long tộc liền tam lưu chủng tộc đều là không tính là. Chỉ là bắt được thời cơ, chỉ là thiên đạo tuần hoàn, báo ứng khó chịu tới rồi đời sau. Bọn họ cũng đúng là bởi vì nhân tộc mà diệt tộc. Đồng thời, một ít còn lại tham dự quá cướp sạch nhân tộc chủng tộc đều là mang theo lo lắng. Bọn họ lập tức về tới trong tộc, bắt đầu phòng bị hết thảy, lâm việt hắn đã mang theo ngọc là lướt về tới nhân gian vực bên trong minh nguyệt am đã xảy ra cái gì lâm việt vận dụng thần vương lệnh thời không nghịch chuyển năng lực đem ngọc là lướt thương thế chữa trị không cấm là nhíu mày hỏi ngọc là lướt xuất hiện ở nơi đó chỉ sợ không phải trùng hợp mà nàng miệng vết thương cũng tuyệt đối không phải nửa long tộc kia nam tử lưu lại mà là có một loại kỳ dị lực lượng tựa hồ là người vương điện thủ đoạn ở nửa tháng trước, Minh Nguyệt Am Thánh chủ nhóm, muốn cử giáo đầu nhập vào nhân tộc đồng minh, chỉ là không biết vì sao. Bị người vương điện phát hiện, vận dụng diệt lại đại trận, đem thánh chủ đám người. Đều là vây khốn ở Minh Nguyệt Am bên trong. Ngọc là lướt nhíu mày nói. Ngay lúc đó liễu như thế cùng thăng hai người, đều là đem truyền lại tin tức. Trốn đi cơ hội cấp tới rồi Ngọc là lướt trên người chỉ là ngọc là lướt bởi vì đột phá diệt thần đại trận cũng là thân bị trọng thương. Tuy rằng đào thoát người vương điện đuổi bắt, cuối cùng hôn mê ở chiến trường bên trong, cuối cùng bị nửa long tộc nam tử bắt được. Lâm Việt ý thức được hiện tại Minh Nguyệt Am, cũng là Lâm vào tới rồi tình thế nguy hiểm bên trong, bọn họ cần thiết mau chóng nghĩ cách cứu. Viện kéo đến thời gian càng dài, liễu như thế bọn họ đem càng thêm nguy hiểm, đi. Minh Nguyệt Am đi lâm việt nói ta tưởng đưa ngươi đi nhân tộc đồng minh hắn chuẩn bị tự thân đi trước cũng không chuẩn bị thông chi cung chủ bọn họ hiện tại nhân tộc đồng minh yêu cầu thời gian đi phát triển hiện tại tuyệt đối không phải khai chiến tốt nhất thời cơ bởi vậy lâm việt chuẩn bị một mình đi trước ta và ngươi cùng đi ngọc lả lướt nói nàng lo lắng liễu như thế bọn họ ngươi đi quá mức với nguy hiểm lâm việt nói ngươi cho rằng ta cũng là trói buộc sao ngọc lả lướt không cầm ánh mắt ảm đạm như thế nào không có ở câu trần quốc gia cổ tự tin như vậy ngọc lả lướt ta nhưng không thích lâm việt cười nói ngươi đi đến nhân tộc đồng minh chờ ta tin tức yên tâm ta sẽ không làm minh nguyệt am xuất hiện vấn đề lâm việt nói tiếp theo hắn cho ngọc lả lướt cổ lệnh lúc sau hộ tống nàng thượng vực môn đi tới rồi nhân tộc đồng minh địa giới chương 1592 cứu Minh Nguyệt Am mọi người. Tiễn đi ngọc lả lướt lúc sau, Lâm Việt nhìn về phía Minh Nguyệt Am phương hướng, trong ánh mắt. Mang theo lạnh lẽo, người vương điện dám đối với liễu như thế bọn họ động thủ. Đã xúc Lâm Việt cấm luyến, cần thiết làm cho bọn họ trả giá tương ứng đại giới. Ở chạy đến Minh Nguyệt đồng thời, Lâm Việt truyền đi tin tức mấy ngày thời gian trôi qua lục vũ đi tới đi vào lâm việt nơi này hội hợp tiểu tử lại chuẩn bị làm cái gì đại sự một chỗ người thành bên trong lục vũ hóa là một con bạch hạc tiên phong đạo cốt nếu không phải lâm việt bằng vào hơi thở chỉ sợ cũng khó có thể nhận ra đây là lục vũ hai người đều là biến hóa thân hình lúc này đã lẻn vào tới rồi người vương điện sở quản hạt địa vực đi minh nguyệt am cứu ra thê tử của ta lâm việt nói ta yêu cầu ngươi trợ giúp minh Nguyệt Am đã bị thiết hạ Diệt Thần đại trận, mặc dù là cổ tiên hậu kỳ. Chỉ sợ tiến vào trong đó đều phải gặp nạn, bởi vậy Lâm Việt mới tìm tới Lục Vũ. Muốn hắn ra tay, đem Diệt Thần đại trận phá vỡ, không có vấn đề. Lục Vũ nói, hắn có thể nhìn đến, Lâm Việt hiện tại trong ánh mắt mang theo lãnh khốc. Lục Vũ cũng là hiếm thấy không có nói dỡn, bọn họ thương lượng mấy cái canh giờ lúc sau. Đó là chuẩn bị đi tới rồi Minh Nguyệt Am địa giới có thể nhìn đến minh nguyệt am không chung bên trong bao phủ khủng bố sát khí màu đỏ quầng sáng bao phủ phạm vi trăm dặm bất quá ở chỗ này tựa hồ không có nhìn đến người vương điện lão tổ thân hình không biết bọn họ đi tới nơi nào từ từ lâm việt nói phía trước xuất hiện một người người vương điện đệ tử vẻ mặt mặt rỗ. hành tàu ở đường phố phía trên mang theo bất mãn thẳng đến rời đi người thành lâm việt bọn họ hai người lặng lẽ theo đi lên này khổ sai sự luôn cho ta hắn mang theo bất mãn nhỏ giọng lầu bầu hắn tự hồ là muốn đi đến minh nguyệt am địa vực đi bẩm báo sự tình gì ở hắn không ngừng lầu bầu là lúc không biết khi nào lâm việt hai người đã xuất hiện ở trước mặt hắn các ngươi là người nào người vương điện hành sự tốc tốc cút ngay người vương điện đệ tử nói chỉ là lâm việt hai người lại là giống không có nghe thấy giống nhau, thẳng đến người vương điện đệ tử tiến lên. Quát lớn nói, ngươi có biết đây là nơi nào, tìm chết không thành. Trong tay hắn trường kiếm ra khỏi vỏ, không khỏi phân trần. Đó là muốn đem Lâm Việt chém giết, ở hắn xem ra. Lâm Việt bất quá là một người bình thường nhân tộc mà hắn bên người tiên hạc. Thoạt nhìn hơi thở cũng không phải rất mạnh, khả năng chỉ là vừa mới bước vào tiến hóa người vương điện nam tử, vốn dĩ tâm tình liền không tốt, chém giết một hai gã nhân tộc. Vừa lúc có thể phát tiết một chút buồn bực cảm xúc. Chỉ là đương hắn trường kiếm dơ lên là lúc lâm việt một đạo lộng lẫy ánh mắt. Trong đó có vũ hỏa lực lượng, trực tiếp đem này thân mình đốt cháy. Liền kêu thảm thiết đều là không có phát ra. Lục vũ nhanh chóng tiến lên, lấy đào lưu, đem nam tử thần niệm trấn áp ở trong đó không bao lâu đem sở hữu tin tức được đến theo đào lưu chấn động liên quan thần niệm đều là hôi phi yên diệt một chút dấu vết đều là không có lưu lại bọn họ đã chế định kế hoạch chỉ thấy hai người chém giết người vương điện đệ tử lúc sau lục vũ hóa làm tên kia đệ tử bộ dáng mà lâm việt còn lại là hóa thành một nữ tử một tịch tóc đen giống như thiên nhân giống nhau đây là hắn ở hồng mông đại lục là lúc liền đã được đến thuật pháp có thể biến hóa thành nữ tử bộ dạng sẽ không khiến cho người chút nào hoài nghi tiểu tử không nghĩ tới ngươi còn có như vậy ham mê lục vũ cảm giác cả người mang theo nổi da gà thế nào lâm việt hỏi này thuật pháp hắn đã hồi lâu không có vận dụng qua hiện giờ thi triển hơi có chút mới lạ thực hoàn mỹ giống như tiên tử giống nhau lục vũ nghiêm túc nói bất quá nghĩ đến là lâm việt biến thành chính là có một cổ ghê tầm cảm giác hiện tại ta kêu Lâm Tiên, đừng nói lỡ miệng, Lâm Việt nói. Bọn họ từ người vương điện đệ tử thần niệm bên trong, đã được đến tin tức. Nơi này chỉ có người vương điện đệ nhất tử, tại đây chấn thủ. Bất quá thực lực của hắn thực khủng bố, đã đột phá tới rồi cổ tiên lúc đầu, hơn nữa trên tay. Còn kiềm giữ tiên tôn lưu lại cổ khí, chỉ sợ cũng là Lâm Việt kiềm giữ hộ đạo con dối. Chỉ sợ cũng là không địch lại. Lâm Việt bọn họ ẩn nấp thân hình, lúc sau, trải qua lục vũ trợ giúp. Ở tạm thời không có phá hủy diệt thần đại trận đồng thời. Lâm Việt tiến vào tới rồi Minh Nguyệt Am bên trong, mà lục vũ. Còn lại là lẻn vào tới rồi người vương điện đóng giữ người bên trong, đem tin tức bẩm báo. Toàn bộ Minh Nguyệt Am bên trong, đã nhìn không tới tiên khí mở mịt. Nơi nơi đều là sát khí, đại điện bên trong, thánh chủ ngồi xếp bằng trên mặt đất một người bà lão mặt nếu giấy vàng trên người có rậm rạp cái khe tựa hồ bị thứ gì gây thương tích hắn có lục vũ cho trận kỳ không có chút nào ngăn trở đó là tiến vào tới rồi đại điện người nào thánh chủ lập tức mở hai mắt lúc này thấy được đại điện phía trước không biết khi nào xuất hiện một đạo thân ảnh là ta lâm việt nói hắn một lần nữa hóa thành vốn dĩ bộ dạng nhìn đến lâm việt đã đến lúc sau bọn họ chẳng lẽ là chấn động thần chủ đại nhân sao ngươi lại tới đây thánh chủ lập tức tiến lên có thể nhìn đến nàng trên người cũng là mang theo miệng vết thương thâm có thể thấy được cốt mang theo một cổ suy yếu cảm giác phu quân thăng đi tới lâm việt bên người ôm lấy hắn cánh tay liễu như thế cũng là đi tới lâm việt bên người hơi hơi khom người bất quá trong ánh mắt cũng là mang theo vui sướng nói phu quân ta là tới cứu các ngươi lâm việt nói đại điện trung ương ngồi xếp bằng là minh nguyệt am lão tổ lúc này nàng cũng là chậm rãi mở hai mắt người đó là đương đại thần chủ sao nàng suy yếu mở miệng ở vài tên trưởng lão nâng dưới mới chậm rãi đứng dậy bà lão cảnh giới đã tới rồi cổ tiên hậu kỳ bất quá bởi vì thương thế có chút không vững chắc dấu hiệu quả nhiên là một thế hệ anh kiệt bà lão cảm giác tới rồi lâm việt trên người hơi thở đồng thời cũng nghe nói tới rồi về lâm việt sự tích không cấm khom người một trận tán thưởng nói gặp qua minh nguyệt am lão tổ lâm việt lễ phép đáp lễ tuy rằng thần chủ ngươi gan phách hơn người thiên tư vô song chính là không nên tới nơi này bà lão một tiếng thở dài nói vì chúng ta đem chính mình đặt hiểm địa nếu là chúng ta sẽ là nhân tộc tội nhân không sao ta cũng dám tới nơi này liền có nắm chắc Lâm Việt nói, ý bảo bà lão yên tâm, ở cha xét hơn người Vương Điện đệ tử thần niệm lúc sau. Lâm Việt đã biết, người Vương Điện đệ nhất tử muốn được đến Liễu như thế ba người. Đưa bọn họ hóa thành đỉnh lô, tương trợ này đặt chân càng cao cảnh giới. Đây cũng là đệ nhất tử đi vào nơi này nguyên nhân. Mà người Vương Điện lão tổ không có tới, một phương diện là vì khôi phục sáu tổ thương thế. Mặt khác một phương diện còn lại là biết nơi này đã ở vào người vương điện quản hạt chỗ sâu trong, lường trước nhân tộc đồng minh. Cũng là không dám tới. Bọn họ cũng không biết, Minh Nguyệt Am cùng thần vương điện quan hệ, nói cách khác. Chỉ sợ sớm đã ở chỗ này, thiết lập xuống dưới mai phục. Lúc sau, Lâm Việt vận dụng thần vương lệnh thời không nghịch chuyển lực lượng. Đem thánh chủ đám người trên người thương thế chữa trị tới rồi thánh chủ trên người thời điểm lâm việt ánh mắt hơi nhất định bất quá cũng không có biểu hiện ra ngoài mặt khác cảm xúc chẳng qua bà lão ở vào cổ tiên hậu kỳ yêu cầu nhất định thời gian lâm việt vận dụng thần vương lệnh lực lượng trải qua hai ngày thời gian mới đưa bà lão thương thế tất cả khỏi hẳn thần vương sở nắm giữ lực lượng quả thực thần bí khó lường bà lão nói liễu như thế bọn họ đều chưa từng có nhìn thấy quá lâm việt vận dụng quá thần vương lệnh lực lượng lúc này cũng không cấm là kinh hãi, bất quá Lâm Việt càng cường đại, hai người bọn nàng. Liền càng vui vẻ, bởi vì, đây là các nàng phu quân. Phu quân, người thấy được là lướt sao, liễu. Như thế lúc này đề cập nàng tự hỏi sự tình tương đối phía trước, nghĩ tới ngọc là lướt nàng. Đã đi tới rồi nhân tộc đồng minh, Minh Nguyệt Am bị nhốt tin tức. Cũng đúng là là lướt nói cho ta, Lâm Việt trả lời nói. Nghe được Lâm Việt trả lời lúc sau, Liễu như thế bọn họ tạm thời an tâm xuống dưới. Chương 1593 ai là Minh Nguyệt Am phản đồ? Thần chủ, chúng ta kế tiếp hẳn là như thế nào làm? Thánh chủ nói, hiện tại người Vương điện vài vị lão tổ hẳn là thoát không khai thân ở vì sáu tổ chữa thương. Đây là chúng ta cơ hội, Lâm Việt nói. Bất quá trước mắt nhất quan trọng có được có thể chống lại đệ nhất tử trong tay kia tiên tôn lưu lại thủ đoạn ta minh nguyệt am có một vật có thể chống lại tiên tôn pháp khí bà lão nói bất quá này yêu cầu thời gian chuẩn bị hiện giờ kia kiện đồ vật ở vào minh nguyệt am tuyệt địa bên trong cần thiết phải có người có thể thông qua tuyệt địa đi đem kia kiện đồ vật lấy được hơn nữa tất nhiên đưa tới động tĩnh chỉ sợ sẽ dẫn động đệ nhất tử trên tay tiên tôn pháp khí minh nguyệt am lão tổ cao mày nàng phía trước cũng là nghĩ tới chẳng qua thứ này tự cố tới nay đều là làm minh nguyệt am đệ tử thí luyện nơi làm minh nguyệt am mạnh nhất nội tình mặc dù là hiện tại minh nguyệt am thủy tổ cũng là không có tư cách lấy ra đây là năm xưa hy thiên đế vì ta minh nguyệt am sở luyện chế ở trên đó thiết lập cấm chế minh nguyệt am lão tổ nhíu mày nói yêu cầu ta đi lấy sau lâm Việt bình tĩnh nói, Minh Nguyệt Am lão tổ lắc đầu, nói, cần thiết ta Minh Nguyệt Am đệ tử. Nàng đem ánh mắt nhìn về phía liễu như thế cùng thăng hai người, chúng ta đi, liễu. Như thế cùng thăng khom người, việc này quan Minh Nguyệt Am sinh tử tồn vong. Bọn họ không có chút nào do dự, sẽ có bao nhiêu uy hát yêu ta, Lâm Việt dò hỏi. Thập tử vô sinh, Minh Nguyệt Am từ thành lập tới nay, chưa từng có đệ tử. Có thể xông qua, Minh Nguyệt Am lão tổ sâu kín thở dài nói. Chỉ là hiện tại không có bất luận cái gì biện pháp tiên tôn lưu lại tới pháp khí. Quá mức với đáng sợ, trước mắt không có gì biện pháp có thể chống cự, không cần sốt ruột, Lâm. Việt nhíu mày, hắn tự nhiên sẽ không làm chính mình thê tử đi thiệp hiểm. Ta sẽ lẻn vào đến người vương điện bên trong, nghĩ cách hạn chế trụ kia kiện pháp khí, Lâm. Việt nói, hắn trong lòng vốn dĩ đã có kế hoạch bất quá chính là đệ nhất tử trong tay tiên tôn. Pháp khí, làm người có chút khó giải quyết. Phu quân, chúng ta, liễu như thế hai người trong ánh mắt mang theo cảm động bọn họ không? Nghĩ trở thành trói buộc, muốn tiến vào trong đó, vì Minh Nguyệt Am tẫn một phần lực chờ. Các ngươi cảnh giới vậy là đủ rồi, tiến vào trong đó, ta sẽ không ngăn trở, lâm. Việt nhàn nhạt nói. Mọi người trầm mặc một hồi, chúng ta tin tưởng thần chủ thánh. Chủ nói, nếu Lâm Việt dám đến nơi này, liền có chính mình nắm chắc, mặc dù là không được. Minh Nguyệt Am lão tổ nghĩ, mặc dù là hy sinh tánh mạng, cũng muốn đem Lâm Việt hộ tống đi. Bọn họ vốn dĩ ở Diệt Thần đại trận bên trong cũng đã tuyệt vọng. Không có nghĩ tồn tại đi ra ngoài, Lâm Việt có thể đi vào nơi này, liền đã rất là cảm động bất. Quá, trước mắt còn có một việc, Lâm Việt nhìn về phía giữa sân lão tổ thánh chủ các ngươi có hay không hoài nghi minh nguyệt am bên trong xuất hiện nội quỷ bởi vậy mới có thể bại lộ dẫn tới người vương điện tại đây thiết lập hạ diệt thần đại trận lâm việt nhìn về phía giữa sân xem kỹ mỗi người biểu tình điểm này chúng ta cũng hoài nghi tới rồi bất quá trải qua một phen tra xét lại là không có phát hiện bất luận cái gì vấn đề khả năng tên kia gian tế đã đi ra minh nguyệt am về tới người vương điện thánh chủ nói hay không có minh nguyệt am người rời đi nơi đây lâm việt nói tiếp theo hắn lại dò hỏi cùng ngọc lả lướt cùng đi ra ngoài người có mấy người xác nhận lúc sau lâm việt có thể kết luận này gian tế như cũ ở minh nguyệt am bên trong nếu là không có giải quyết lâm việt đi đến người vương điện trận doanh bên trong khả năng chính là dê vào miệng cóp không bằng làm nơi này người theo thứ tự tiến vào đến này trận pháp bên trong ai là gian tế tìm tòi liền biết lâm việt nói chỉ thấy hắn trên tay xuất hiện lục vũ lưu lại trận pháp tên là thăm thật trận có huyền ảo công hiệu có thể thăm thanh một người trong cơ thể hay không có mặt khác đồ vật có thể thánh chủ nói hắn chợt triệu tập tới mọi người nhất nhất tiến vào đến trong đó pháp trận bên trong trong đó bao gồm liễu như thế cùng thăng mấy người đều không ngoại lệ bất quá lại là cũng không có khiến cho dao động thánh chủ thỉnh lâm việt buông tay nói thánh chủ thân hình một đốn không cấm nhíu mày nói chẳng lẽ thần chủ đại nhân tại hoài nghi ta ở không có xác nhận tình huống dưới nơi này người đều đáng giá hoài nghi lâm việt bình tĩnh nói thánh chủ nhìn về phía minh nguyệt am lão tổ tiếp tục nói Thần chủ đại nhân, người nói như vậy, chỉ sợ có điều không ổn, ở đem ta thân phận. Đến nỗi chỗ nào? Lâm Việt phất tay chi gian, lục vũ cho trận pháp đầu truyền. Đem toàn bộ đại điện phong tỏa, làm nơi này hết thầy tin tức. Đều là khó có thể lộ ra, thánh chủ nhíu mày, nhìn về phía Lâm Việt, nói, đây là ý gì, ánh. Mắt của nàng bên trong, như cũ là mang theo nghi hoặc chi ý. Thánh chủ, thỉnh đi, Lâm Việt nói, nếu không phải ngươi tin tưởng ở toàn bộ Minh Nguyệt Am, đối với ngươi cũng không có bao lớn ảnh hưởng. Lâm Việt trước đó vận dụng thần vương lệnh thời không nghịch chuyển lực lượng là lúc. Ở Minh Nguyệt Am thánh chủ trên người thấy được một góc về người vương điện thân ảnh. Hơn nữa thánh chủ trên người thương thế, cũng là tạo giả, nàng cũng không có chân chính bị thương. Lão tổ Thánh chủ nhìn về phía Minh Nguyệt Am lão tổ, mang theo dò hỏi, "Đi." "Lên đi, ta tin tưởng ngươi." Minh Nguyệt Am lão tổ nói, Lâm Việt có thể không màng nguy hiểm. Đi vào Minh Nguyệt Am bên trong, tự nhiên không có gì ý xấu. Hơn nữa đang nói lời nói chi gian, Lâm Việt cũng là tự mình tiến vào tới rồi trận pháp bên trong. Cũng không có kiểm tra đo lường ra vấn đề, "Hảo, thánh." Chủ nói, chỉ thấy nàng bước lên trận pháp khoảnh khắc một đạo cầu vồng sáng lên, tất cả mọi người là sắc mặt đại biến. Tiểu Hồng, Minh Nguyệt Am lão tổ, nháy mắt đem thánh chủ tòa định ta. Ở Minh Nguyệt Am chấp trưởng mấy ngàn năm, sao có thể là ta thánh? Chủ nói, nếu thật là ta, chỉ sợ ta lên núi thánh chủ chi vị khi đó này, Minh Nguyệt Am. Đã trở thành người vương điện một bộ phận. Hơn nữa ta cho rằng, này thần chủ thân phận, cũng là có vấn đề. Hắn sao có thể ở không có bị người vương điện phát hiện tình huống dưới? liền bình yên tiến vào đến nơi đây thánh chủ nhìn về phía lâm việt kia không biết thánh chủ trên người làm bộ thương thế ra sao cố lâm việt nhàn nhạt nói ở phía trước ta liền phát hiện ngươi cũng không có thương chẳng qua là làm bộ mà thôi chẳng lẽ là vì trương hiển ngươi thánh chủ cũng ở tử chiến sao lâm việt mang theo cười lạnh chi ý sau đó làm minh nguyệt am người đối với ngươi càng thêm khăng khăng một mực lường trước thánh chủ khí phách hẳn là không đến mức dùng này thủ đoạn nhỏ đi vẫn là nói là vì không làm cho người khác hoài nghi người chính là ăn nói bừa bãi bắt lấy hắn này không phải chân chính thần đình chi chủ thánh chủ nói chỉ là hiện tại ở minh nguyệt am lão tổ bày mưu đặt kế dưới nơi này cũng không có người ra tay ở phía trước minh nguyệt am lão tổ đó là hoài nghi quá chỉ là lúc ấy chính mình bị thương còn không kịp vạch trần mà thôi nhìn thấy lâm việt hiện tại nói như thế càng thêm kiên định minh nguyệt am lão tổ hoài nghi nhìn thấy thánh chủ còn ở mạnh miệng lâm việt vận dụng thần vương lệnh thời không nghịch chuyển lực lượng trực tiếp đem phía trước thánh chủ tiếp xúc đệ nhất từ cảnh tượng chiếu dọi ra tới thánh chủ này lại làm gì giải thích lâm việt bình tĩnh hỏi ngươi thánh chủ không nghĩ tới lâm việt tâm tư thế nhưng như thế kín đáo ở tiến vào đến nơi đây thời điểm, liền đã bắt đầu hoài nghi nàng, bởi vậy từ ban đầu. Liền không có đem kế hoạch toàn bộ kéo ra. Chương 1594 hóa thành Lâm Tiên Tiết cục đệ nhất tử. Nhìn thấy làm phản việc đã là bại lộ, thánh chủ cũng không hề che giấu. Lúc này không cấm cười nói, không sai, là ta làm phản, chính là Ta không có làm phản Minh Nguyệt Am, mà là vì cho ta tông môn. Mưu hoa một cái quang minh tương lai nhìn thấy thánh chủ nói như thế lúc sau nơi này người đều là không cấm là mày nhăn lại thánh chủ đây là vì sao thăng trong ánh mắt mang theo ảm đạm thánh chủ là mẫu thân của nàng chính là hiện tại thế nhưng làm phản ở sự thật dưới làm thăng trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu minh nguyệt am lão tổ đã đem nơi đây hoàn toàn phong tỏa này truyền thuyết bên trong đại lý thần chủ bất quá là tiểu âm phủ mà đến nói đến cùng bất quá là vì tránh né linh giao đế vực. Thánh chủ nói, hiện giờ nhân tộc đồng minh bên trong, liền một người tiên tôn đều không có. Hơn nữa, nếu là ngàn năm lúc sau, linh giao đế tôn xuất thế, đó là đương thời thiên đế. Chân chính thiên đế, người nào có thể chống lại? Nói nơi này, thánh chủ cảm xúc trở nên kích động lên, tiểu. Hồng, người vĩnh viễn không biết, năm đó nhân tộc, vì bảo tồn xuống dưới mồi lửa làm ra bao lớn hy sinh ngươi có thể sống đến bây giờ minh nguyệt am lão tổ thở dài chỉ là việc đã đến nước này đã không có gì có thể nói thánh chủ đã làm phản ta biết thánh chủ đôi mắt bên trong mang theo ảm đạm rồi sau đó nhàn nhạt nói một tiếng nói lão tổ hy vọng ở ta đi rồi ngươi có thể thay ta chiếu cố thăng nhi nói xong nàng trên người xuất hiện hóa nói quang huy loại này xu thế không thể nghịch chuyển mẫu thân không thăng Thống khổ, đây là mẫu thân của nàng, tuy rằng phản bội nhân tộc chính là. Nhưng vẫn đều là nàng mẫu thân. Lâm Việt đứng yên ở nơi đó, hắn từ đầu đến cuối, không có nhiều lời một câu, xác thật. Nhân tộc tiền đô, thoạt nhìn thật sự rất là xa vời, cơ hồ nhìn không tới quang minh, chính là. Chẳng sợ có một tia hy vọng, bọn họ liền không có từ bỏ. Không có người phủ định, thánh chủ làm những chuyện như vậy sai rồi, trung quy là đạo bất đồng khó lòng hợp tác thánh chủ cũng biết điểm này chịu không nổi nội tâm khiển trách bởi vậy lựa chọn tự chủ hóa nói nàng ở phía trước một đoạn thời gian bán đứng thần đình chính là lại không có thuyết minh minh nguyệt am cùng thần đình quan hệ hiện tại người vương điện đối này cũng không biết được thăng đã ngất qua đi thẳng đến hồi lâu lúc sau mới thức tỉnh lại đây đối mặt chính mình mẫu thân làm phản nàng yêu cầu cực dài một đoạn thời gian mới có thể bình phục xuống dưới, mấy cái canh giờ qua đi ta. Không trách các ngươi, đây là mẫu thân lựa chọn, thăng nói. Liễu như thế ở một bên an ủi, chuẩn bị thi hành kế hoạch đi, thần chủ đại nhân, lúc. Này, đệ nhất tử đã mất đi kiên nhẫn, lúc này ở diệt thần đại trận ở ngoài xuất hiện. Tiên tôn pháp khí hơi thở, triển lộ không thể nghi ngờ. Giống như thần sơn giống nhau, đè ở mỗi người trong lòng, giao gia thành nữ đi, các ngươi còn có thể mạng sống, đệ. Nhất tử nhàn nhạt nói, hắn lời nói, giống như cửu thiên lôi đình buông xuống. Có mênh mông cuồn cuộn thanh thế. Này thiên tư, siêu việt mấy tử rất nhiều, đã từng bị dự ví. Không kém gì mười đại chủng tộc thiên kiêu, sớm tại phía trước. Liền đã đột phá tới rồi cổ tiên cảnh giới, được đến linh giao đế vực tiên tôn lão tổ cưng chiều. Cố ý ban cho thiên tôn pháp khí, dùng làm hộ đạo chi dùng hiện giờ hắn muốn mượn dùng cùng minh nguyệt am thánh nữ, dùng làm đỉnh lô. Làm chính mình cảnh giới, càng thêm củng cố, lâm việt ở mọi người nhìn theo dưới, đi ra đại trận. Hắn hóa thành lâm tiên, trên người có một cổ tiên khí mở mịt, mang theo một cổ linh động. Có thể nói trên trời dưới đất tiệt sắc Trên người hắn có liễu như thế cùng thăng hai người hơi thở. Đây là Minh Nguyệt Am Thánh nữ sở đặc có hơi thở, trải qua Minh Nguyệt Am lão tổ thêm vào có thể duy trì ba ngày thời gian chúng ta giao ra thánh nữ bất quá không phải ba người mà là này một cái chúng ta đã đem ba gã thánh nữ trên người thần lực tập hợp ở lâm tiên một người trên người minh nguyệt am lão tổ mang theo thở dài hắn giả vờ trọng thương thập phần suy yếu tự mình hộ tống lâm việt ra tới có thể đệ nhất tử nhìn thấy như thế mỹ mạo thánh nữ ánh mắt cũng là một trận động dung người minh nguyệt am làm ra một cái sáng suốt lựa chọn đệ nhất tử nói hiện tại có thể tản ra diệt thần đại trận sau, minh nguyệt am lão tổ nói đãi ta tu luyện xong không có vấn đề ta tự nhiên sẽ thả các ngươi đệ nhất tử nói lâm tiên đi tới đệ nhất tử bên người mặc dù là hắn có tiên tôn pháp khí cũng là không có phát hiện lâm tiên là từ lâm việt sở biến hóa đi thôi đệ nhất tử mang theo Lâm Việt về tới người vương điện trận doanh bên trong, đường thấy được Lâm. Tiên lúc sau, nơi này người vương điện mọi người đều là không cầm ánh mắt sáng ngời, đây. Là Minh Nguyệt Am Thánh Nữ sao, quả nhiên danh bất hư truyền, có gần như tiên tử Mỹ Mạo. Có người ở một bên kinh ngạc cảm thán, bởi vì thăng bọn họ, ở tuổi nhỏ là lúc. Liền bị đưa đến câu trần quốc gia cổ, lúc sau trở về cũng là thực bí ẩn, bởi vậy cũng không có gặp qua bọn họ chân dung, chính là tên cũng là không biết. Chỉ có Minh Nguyệt Am tồn tại truyền thuyết thánh nữ tu hành xong tu phương pháp. Có thể đối một người tu vi có củng cố gia tăng tác dụng, bởi vậy. Đệ Nhất Tử mới có thể đem chú ý đánh tới Minh Nguyệt Am phía trên. Vừa vặn lúc này, Minh Nguyệt Am chuẩn bị cử giáo rời, đi đến nhân tộc đồng minh. Này vừa lúc cho người Vương Điện cơ hội, Lâm Việt đứng ở đệ Nhất Tử bên người sắc mặt thập phần bình tĩnh, giống như một bức bức họa cuộn tròn giống nhau. Làm người cảnh đẹp ý vui. Lục Vũ Hóa làm đệ tử, lúc này trong ánh mắt mang theo quái dị, mặc dù là lúc trước. Đã nhìn thấy qua Lâm Việt biến hóa. Bất quá như cũ là có chút cách ứng, đây là Lâm Việt ở 10 vạn năm luân hồi bên trong. Đối với thế gian nữ tử lịch duyệt, Lâm Tiên bộ dạng, chọn không ra chút nào thì vết đệ nhất tử nhìn về phía mọi người trong ánh mắt mang theo lạnh nhạt chi ý, lúc này, nơi này mọi người, mới là phản ứng lại đây. Không dám lại xem Lâm Việt, sôi nổi đem đầu chuyển qua một bên. Rồi sau đó nói, chúc mừng đệ nhất tử, đạt được minh nguyệt am thánh nữ, chúc. Mừng đệ nhất tử, ở đây người, đều là quy sát mà xuống. Đệ nhất tử, đã chịu tiên tôn lão tổ thiên vị, nếu là không có ngoài ý muốn nói. Lúc sau người vương điện, tất nhiên là từ đệ nhất tử chấp trường hiện tại lại là được đến minh nguyệt am thánh nữ đợi đến đến thánh nữ trong cơ thể lực lượng lúc sau đệ nhất tử thiên tư chỉ sợ sẽ là nâng cao một bước đi thôi đệ nhất tử đối với lâm việt nói bọn họ tiến vào tới rồi hành cung bên trong nghĩ muốn cái gì đồ vật phân phó hạ nhân chính là ta yêu cầu chuẩn bị hai ngày đệ nhất tử nói đệ nhất tử chuẩn bị đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến đỉnh trạng thái sau đó lại tiếp thu thần nữ trong cơ thể lực lượng. Không có gì quan hệ, không bằng liền một ngày lúc sau đi, ta muốn minh nguyệt am mọi người. Màu một chút thả ra, Lâm Việt nói, hắn nhất cử nhất động chi gian. Chẳng lẽ là mang theo tiên vận, nhất tần nhất tiếu, càng là làm thế gian kỳ hoa. Đều là muốn mất đi sắc thái. mươi 1595 người vương điện thực nghiệm nếm thử thiên đế huyết mạch đệ nhất tử hàng năm ở vào tu hành bên trong đối với thế gian nữ tử không phải thực hiểu biết đặc biệt là nhìn thấy như thế mạo mỹ lâm tiên lúc sau trong ánh mắt càng là mang theo một cổ khó có thể nói rõ vui sướng có thể ta thỏa mãn ngươi đệ nhất tử nói hắn rời khỏi cửa phòng ở chỗ này thiết lập hạ cấm chế tránh cho lâm việt đào tàu một canh giờ qua đi lục vũ giải khai cấm chế đi tới lâm việt phòng bên trong ngươi giấu kín ở chỗ này tìm cơ hội đem đệ nhất tử kia tiên tôn pháp khí thu đi lâm việt nói không tiếc hết thảy đại giới tiên tôn pháp khí a không tồi không tồi lục vũ nói chỉ thấy hắn đem sớm đã khắc lục trận văn toàn bộ toàn bộ thêm vào ở căn phòng này bên trong đệ nhất tử như thế nào cũng không nghĩ tới lục vũ có thể đột phá tiên tôn pháp khí cấm chế trà trộn tiến vào đến nơi đây rồi sau đó thiết lập xuống dưới nhiều nặng tay đoạn thời gian thực mau tới ngày thứ hai, vào đêm đệ nhất tử tiến vào tới rồi cửa phòng bên trong. Mà Lục Vũ sớm đã đem chính mình thân hình giấu ở trong hư không, đó là tiên tôn pháp khí. Cũng là khó có thể tra xét này đó là khinh thiên trận văn diệu dụng, mặc dù là tiên tôn thân. Đến, ở trong khoảng thời gian ngắn cũng là khó có thể phát hiện manh mối. Đệ nhất tử tiến vào đến nơi đây lúc sau, trong ánh mắt mang theo cuồng nhiệt nô già chờ ngươi đã lâu, lâm việt lộ ra vai ngọc rất có mị hoặc chi ý. Đệ nhất tử tuy rằng mang theo cuồng nhiệt lại cũng thập phần cẩn thận. Chỉ thấy hắn lấy ra một kiện thạch chất mũi tên, này thượng có một cổ khủng bố dao động. Ở lâm việt trên người, nhìn quét một lần. Xác nhận không có bất luận cái gì khác thường lúc sau, phục sức ta nghỉ tạm đi. Đệ nhất tử nói, muốn được đến ta trong cơ thể lực lượng, yêu cầu ngươi đem tự thân lực lượng quy về bình thản lâm việt nói đệ nhất tử gật đầu hắn lường trước minh nguyệt am mọi người còn vây ở diệt thần đại trận bên trong nếu là thánh nữ có cái gì ý tưởng đến lúc đó chỉ cần chính mình một ý niệm minh nguyệt am mọi người đều đem chết ở bên trong vạn kiếp bất phục hy vọng ngươi không cần có cái gì mặt khác ý tưởng đệ nhất tử uy hát yêu ta nói ngẫm lại ngươi tông môn người không phải lo lắng tông môn ta cũng sẽ không tới lâm Việt đáp lại nói, đệ nhất tử bỏ đi áo trên, lộ ra mạnh mẽ dáng người. Liền ở hắn chuẩn bị đem tiên tôn pháp khí thu hồi trong cơ thể thời điểm. Dị biến đột hiện, lục vũ tế ra đào lưu, đồng thời xúc động nơi này trận pháp. Ở khoảnh khắc chi gian, đem đệ nhất tử trong tay tiên tôn pháp khí. Trực tiếp thu được đào lưu bên trong, đối mặt dị biến. Đệ nhất tử ánh mắt biến đổi, hắn mang theo sát ý, nhìn thẳng lục vũ phương hướng, tiểu tử, đa tạ, lục vũ xuất hiện ở phòng bên trong, trên mặt hắn. Mang theo không chút nào che giấu ý cười, là ngươi, đệ nhất tử giận dữ. Chính là này quạ đen, đem vọng tiên cốc nội tình dọn không? Làm người vương điện tổn thất thảm trọng, lúc này thế nhưng còn dám lộ diện ngươi. Cho rằng, ngươi có thể thu đi tiên tôn pháp khí sao, đệ nhất tử mang theo cười lạnh chi ý. Chính là liền ở hắn vận dụng thần niệm thời điểm, lại là phát hiện chính mình cùng tiên tôn pháp khí đã mất đi liên hệ tiên. Tôn pháp khí tính cái rắm người cũng biết ta này đào lưu, liền trời đất này. Đều có thể nhận lấy, lục vũ kêu căng nói, oanh. Nhưng vào lúc này, lâm việt bộ dạng biến hóa, một bộ bạch y, dáng người thon dài. Khuôn mặt tuấn lãng, thần đình chi chủ, lâm việt đệ. Nhất tử xuất hiện hoảng loạn, hắn mạnh mẽ làm chính mình bình tĩnh lại không nghĩ hắn như thế cẩn thận như thế nào cũng không có dự đoán được thần đình cũng dám hai người tiến vào đến người vương điện quản hạt địa vực bụng đệ nhất tử hôm nay chảm ngươi lâm việt nhàn nhạt nói trên người hắn huyết khí vờn quanh lục vũ đã đem phòng này vận dụng trận pháp kéo vào tới rồi mặt khác một mảnh không gian bên trong cũng chính là ý nghĩa mặc dù nơi này phát sinh lại quá mức khủng bố chiến đấu ngoại giới cũng là khó có thể tra xét mặc dù là không có tiên tôn pháp khí, ngươi cho rằng, có thể thắng ta, đệ. Nhất tử nhìn về phía mặt đối lập Lâm Việt, nhàn nhạt nói. Bất quá là tiếp được 10 đại chủng tộc truyền nhân nhất chiêu mà thôi, ngươi cho rằng. Liền có cùng với địch nổi thực lực sao? Hắn nhìn về phía Lâm Việt, trong ánh mắt mang theo khinh thường chị ý cổ. Tiên cảnh giới sao, Lâm Việt nhìn về phía đệ nhất tử, bất quá hắn hôm nay. Chính là không có tính toán cùng với ngạnh hám, hộ đạo con dối xuất hiện ở lâm việt bên người rồi sau đó nhàn nhạt nói ai nói ta muốn đích thân chảm ngươi hộ đạo con dối khủng bố uy áp làm đệ nhất tử động dung lúc này hắn rốt cuộc lộ ra hoảng loạn chém hắn lâm việt chỉ là nhàn nhạt nói một câu tiên liên cùng hộ đạo con dối đồng thời ra tay trực tiếp hướng về đệ nhất tử sát đi hộ đạo con dối sao đệ nhất tử nhàn nhạt cười nói người quá coi thường người vương điện nội tình, năm đó tiên tôn lão tổ. Chính là được đến nhân tộc rất nhiều thần tàng. Đồng dạng là hộ đạo con dối, xuất hiện ở đệ nhất tử bên người, năm đó nhân tộc. Ở thần thánh chiến trường bên trong, không ít có người được đến thánh vương danh hiệu. Bởi vậy có hộ đạo con dối, cũng không làm người kinh ngạc. Đệ nhất tử tế ra hộ đạo con dối lúc sau, không có chút nào trần chờ lập tức hướng về lâm việt sát đi xem ra ngươi tiên tôn lão tổ thập phần xem trọng ngươi lâm việt khóe miệng mang theo một tia ý cười núi sông đại ấn hiện lên ở trên hư không bên trong toàn bộ không gian ở chấn động lập tức hướng về lâm việt áp lạc mà đến xem ra hôm nay còn có thu hoạch ngoài ý muốn đệ nhất tử nói lâm việt không nhanh không chậm phất tay chi gian tiên liên xuất hiện ở hắn bên người cứu gia minh nguyệt am còn có thể thuận tiện chém giết thiên tôn để ý người xem ra chuyến này cũng không mệt lâm việt nói tiên liên trong tay cầm đế kiếm tiên váy phiêu mệ quạnh quẽ bên trong mang theo một cổ lạnh thấu xương kiếm khí đệ nhất tử nhíu mày hắn không nghĩ tới lâm việt một người trên người thế nhưng có cất giấu hai tôn gần như đứng đầu cổ tiên chiến lực tiên liên không có chút nào trần chờ trực tiếp hướng về đệ nhất tử nghiền áp mà đi không bao lâu, đệ nhất tử trên người, chính là xuất hiện lớn lớn bé bé miệng vết thương. Có màu tím máu, đang không ngừng chảy xuôi, hắn hét lớn. Trên người bùng nổ vô lượng quang, đệ nhất tử bị tiên liên nghiền áp, rất nhiều lần. Gần như đều bị chém giết, cẩn thận. Lục vũ thấy được đệ nhất tử trên người hơi thở, tựa hồ nghĩ tới cái gì, lập tức hô to. Làm lâm việt tốc tốc tránh lui, lâm việt vận dụng thiên hành độn pháp. Đi tới Lục Vũ bên người, quả nhiên, người Vương điện tại tiến hành một hồi thực nghiệm lục. Vũ nói, chỉ thấy đệ nhất tử trên người xuất hiện rất nhiều huyết mạch đan chéo. Lúc này thế nhưng dung hợp ở cùng nhau, có cổ vô thượng uy áp ra đời, đệ nhất tử thực lực. Ở ngay lập tức chi gian, thế nhưng tới cổ tiên hậu kỳ. Toàn bộ hư không tựa hồ đều là chịu tải không được trên người hắn lực lượng. Ở xuất hiện rách nát hắn trên người, không biết tồn tại nhiều ít loại huyết mạch lúc này tất cả đều xuất hiện dung hợp ở lẫn nhau cắn nuốt bọn họ muốn từ nhân tộc sơ đại loại huyết mạch bên trong sống lại truyền thuyết bên trong nhân tộc cái loại này huyết mạch lục vũ mang theo giật mình hắn nhìn về phía đệ nhất tử không cấm mày thâm nhan nói hơn nữa bọn họ tự hồ muốn thành công đây là người vương điện vì cái gì ở nhân gian vực bên trong ra đời sơ đại loại bọn họ đều phải bắt lấy đem trong đó huyết mạch rút ra nguyên nhân chính là vì cùng người vương huyết mạch dung hợp tái hiện năm đó nhân tộc một vị thiên đế huyết mạch hỗn độn huyết mạch loại này huyết mạch ở dương gian xếp hạng đệ nhị có khủng bố uy năng hiện tại đệ nhất tử sở bày ra cũng không phải hoàn chỉnh thế nhưng đều có như thế đáng sợ lực áp bách này không khỏi làm lâm việt hai người động dung đệ nhất tử cảnh giới lúc này càng là thẳng tới cổ tiên hậu kỳ Chương 1596 người vương tiên tôn một trưởng diệt thế. Tiên Liên mày nhíu lại, đệ nhất từ cảnh giới, hiện tại đã đuổi kịp và vượt qua hắn. Làm nàng áp lực tăng nhiều, không phải hoàn chỉnh huyết mạch thôi, mượn dùng hắn vật. Trung quy là ngoại đạo, Lục Vũ thở dài nói. Bất quá nếu là như thế này đi xuống, rất có thể làm người vương điện thành công tiên. Liên, chuẩn bị mạnh nhất công kích, Lâm Việt bình tĩnh truyền âm, muốn ra tay đệ nhất tử biết lâm việt trên người có có thể cho cổ tiên hậu kỳ cường giả trọng thương thuật pháp lúc này vẫn luôn ở phòng bị trên người hắn huyết mạch chi lực hướng về lâm việt vọt tới chỉ cần là nhân tộc cho ta quỳ xuống đệ nhất tử nhìn về phía lâm việt hắn đã thành tựu có tì vết hỗn độn huyết mạch cực độ cường đại ở mỗi một khác làm lâm việt đều là cảm nhận được áp lực cực lớn chính là cũng gần đến đây thôi lâm việt nói hải bên trong dị tượng xuất hiện cùng đệ nhất tử huyết mạch chi lực dây dưa ở bên nhau, tới rồi cuối cùng. Thế nhưng trực tiếp đem này trấn áp, cái này làm cho đệ nhất tử giật mình, huyết mạch dị tượng. Không đợi hắn làm ra phản ứng, gấp trăm lần thời không trồng lên đã hình thành. Tiên liên kiếm quyết xuất hiện, kiếm quyết có thể xuyên thấu qua chiến thể. Trực tiếp chém về phía sinh linh thần niệm. Tiên liên tuy rằng cảnh giới chỉ có cổ tiên trung kỳ, chính là bởi vì kiềm giữ đế kiếm nguyên nhân đối mặt hậu kỳ cường già cũng không có bị hoàn toàn áp chế mà nhược với hạ phong đương tiên liên kiếm quyết xuất hiện khoảnh khắc đệ nhất tử không có phản ứng lại đây thần niệm bị chém nhất kiếm nhất thời xuất hiện vỡ vụn giống như toái sứ giống nhau trên người hắn huyết mạch sáng lên cùng thân thể luật động thế nhưng ở lấy cực nhanh tốc độ nhanh chóng chữa trị hắn tự thân thần niệm có hỗn độn huyết mạch đệ nhất tử sinh mệnh lực cường đại tới rồi đáng sợ trình độ chính là tiên liên đã đem mạnh nhất thủ đoạn ngưng tụ mà ra tiên liên kiếm quyết thi triển đây là nàng hóa linh lúc sau tiêu phí vô tận năm tháng tại thế giới căn nguyên bên trong tìm hiểu ra tới kiếm pháp cùng nàng bản thân vô cùng phù hợp có thể phát huy ra lực lượng lớn nhất kiếm quang tung hoành trực tiếp chảm khai nơi đây hư không làm ngoại giới người đều là có điều phát hiện, có người hướng về nơi này cực nhanh tới rồi, không? Cần đem này ma diệt, lục vũ nhắc nhở nói. Đệ nhất tử trực tiếp bị chảm thành mảnh nhỏ, chính là trong hư không huyết nhục. Lúc này thế nhưng mấp máy, muốn lại lần nữa về một. Một lần nữa, sống lại, bất quá lục vũ không có cho hắn thời gian. Trực tiếp đem này lấy trận pháp phong ấn, rồi sau đó trấn áp tiến vào tới rồi đào lưu bên trong ta muốn làm hiểu này tàn khuyết hỗn độn huyết mạch lục. Vũ nói, đại chiến bình nghỉ, lâm việt rách nát thần niệm. Cũng ở thần vương lệnh thời không nghịch chuyển dưới, nhanh chóng chữa trị lại đây. Một lần nữa khôi phục tới rồi đỉnh. Đã không có đệ nhất tử khống chế, này hộ đạo con rối tự nhiên cũng đã không có động tác. Lâm Việt đem này thu vào trong túi, ngoại. Giới truyền đến tiếng gọi ẩm ý, có người vương điện người, đã nhận ra nơi này dao động lúc này đi tới hành cung ở ngoài. Đệ nhất tử, đã xảy ra cái gì, có người vội vàng dò hỏi, lăn, lục. Vũ hóa làm đệ nhất tử bộ dáng bắt trước này thanh âm, quát lớn một câu. Người vương điện đệ tử tưởng bọn họ quấy giày đệ nhất tử nhã hứng. Lúc này đều là vẻ mặt hoảng sợ, nhanh chóng rút lui, kế. Tiếp đem nơi này người, đều giải quyết rớt đi, Lâm Việt Nhàn nhạt nói lúc sau lục vũ hóa làm đệ nhất tử cùng lâm việt hóa thành lâm tiên đi ra hành cung đánh mất mọi người nghi ngờ rồi sau đó phân biệt triệu tập một ít người bất quá từ gặp qua lâm việt bọn họ lúc sau liền không còn có xuất hiện quá tất cả đều bị lâm việt bọn họ kéo vào tới rồi kỳ dị không gian chém giết một ngày thời gian nơi này một trăm nhiều danh đệ tử bị tất cả đều chém giết lâm việt cùng lục vũ đi tới minh nguyệt am đem nơi này diệt thần đại trận giải trừ lúc sau bí mật bước lên vực môn rời đi nơi đây đến tận đây minh nguyệt am nguy cơ giải trừ thẳng đến mấy ngày thời gian trôi qua người vương điện có người phát giác tới rồi nơi này không đúng phái người tiến đến phát hiện nơi nơi đều là huyết tinh nơi này đệ tử đã bị chém giết mà đệ nhất tử cũng không biết tung tích này tin tức truyền tới người vương điện lúc sau, vài tên lão tổ tức giận, lại là thần đình. Bọn họ ở chỗ này, cảm giác tới rồi Lâm Việt bọn họ hơi thở, bởi vì trừ bỏ Lục Vũ, không có người có thể ở trong khoảng thời gian ngắn liền bài trừ diệt thần đại trận. Hơn nữa không lưu dấu vết đệ nhất tử mất tích, rất có thể đã là gặp nạn. Người vương điện vài vị lão tổ biết, hiện giờ chỉ sợ nhân tộc đồng minh thực lực bởi vì Minh Nguyệt Am gia nhập đã cùng người vương điện chẳng phân biệt sàn sàn như nhau, bẩm Báo người vương lão tổ đi, đại tổ nói. Hiện tại cục diện đã không phải bọn họ có thể khống chế, mặc dù là hiện tại sáu tổ thực lực. Tại đây hai tháng thời gian bên trong, vài tên lão tổ ra tay. Làm này thương thế tất cả đều khỏi hẳn, khôi phục tới rồi đỉnh. Hơn nữa mặt khác mấy cái địa vực dị tộc hiện tại muốn bình định nhân tộc đồng minh chỉ sợ cũng là thập phần gian nan, mấy ngày lúc sau, Lâm Việt bọn họ về tới nhân tộc đồng minh. Ngọc là lướt nhìn đến Minh Nguyệt am người, toàn bộ đều là tới nơi này, vui sướng chi tình. Biểu lộ nói nên lời, nhân tộc đồng minh nghe nói lúc sau, đều là mang theo vui sướng. Lâm Việt bọn họ không chỉ có là cứu ra Minh Nguyệt am mọi người, hơn nữa. Còn chém giết người vương điện đệ nhất tử, này tương lai đại địch bất. Quá, hiện tại chém giết đệ nhất tử, chỉ sợ linh giao đế vực tiên tôn cung chủ lộ ra lo lắng chi xác nhưng vào lúc này vòm trời phía trên có tối cao lôi đình đan chéo khủng bố hơi thở cái áp hoàn vũ phía dưới có vô số danh sơn đại xuyên đều là bởi vì này mà hóa thành phế tích người vương tiên tôn mọi người đứng thẳng ở tường thành phía trên nhìn vòm trời phía trên xuất hiện kia nói khủng bố hơi thở không cấm sôi nổi biến sắc quả nhiên như bọn họ sở liệu đệ nhất tử chết đi, đưa tới người Vương Tiên Tôn tức giận. Lúc này thế nhưng hiện hóa ở vòng trời phía trên, một con bàn tay to gần như bao trùm cả nhân gian vực. Này thượng có nguyên thủy phù văn đan chéo, tràn ngập cường đại. Gần như bất hủ bất diệt hơi thở, làm nơi này người đều là cảm nhận được áp lực cực lớn. Phía dưới thành trì chẳng sợ có 72 tiên cung lực lượng thêm vào. Thế nhưng cũng ở xuất hiện vỡ vụn người Vương Tiên Tôn cách vô tận khoảng cách ra tay, một trưởng chụp được, vô số đại địa. Đều là ở tạc nước. vô số nhân tộc gặp nạn. Thần đình chi chủ, con kiến, buồn cười, vòm. Trời phía trên, tựa hồ có một đạo ánh mắt mở. Chứa dục này vô số nguyên thủy sao trời, tiên tôn gần là cách vô tận khoảng cách ra tay. Đều là có như thế đáng sợ lực lượng. Này đôi tay trưởng, nhằm vào cùng nhân tộc đồng minh muốn đem bọn họ ngạnh sinh sinh chấn sát, trường hợp là tuyệt vọng, Lâm Việt thừa nhận áp lực cực. Lớn, lúc này triệu hồi ra tới hộ đạo con rối này thượng hơi thở bùng nổ. Trực tiếp xông lên vòm trời. Hắn khóe miệng, xuất hiện một vòi máu tươi, cung chủ miễn cưỡng vận dụng 72 tiên cung lực lượng. Đem phiến đại địa này phía trên sinh linh bảo vệ, phốc, lâm việt lùi lại. Phun ra mồm to máu tươi, con rối vào lúc này, trên người có phù văn ở ăn món tuy rằng nói hộ đạo con dối ở vận dụng toàn bộ lực lượng dưới tự bảo có thể có tiên tôn lực lượng chính là đối mặt chân chính tiên tôn mới biết được có bao nhiêu vô lực đại địa phía trên có sinh linh ở khóc thảm thiết có người ở tiên tôn bàn tay còn không có buông xuống đều đã hóa thành huyết vụ bọn họ liền hơi thở đều là thừa nhận không được chỉ có thể trơ mắt nhìn đến bao phủ toàn bộ trời cao bàn tay to ở chậm rãi rơi xuống tầng mây vờn quanh ở này sườn, cũng bất quá như điểm điểm đốm tích người vương tiên tôn. Muốn hành tuyệt diệt việc, hoàn toàn sẽ không cho nhân tộc liên minh phát triển thời gian tử. Chiến, đồ tể hét lớn, lúc này mạnh mẽ chống đỡ đứng dậy, trong tay dao mổ quang mang đại thịnh. Trực tiếp bay vào thượng vòm trời, muốn ngăn cản bàn tay rơi xuống. Chương 1597 Thương Nghị Thừa Thiên Tiên Tôn Trọng Sinh Sự Nghi nhưng gần là tiếp xúc khoảnh khắc đồ tể liền mồm to học máu. Máu tươi ở vòm trời phía trên sái lạc xuống dưới, trên người đều là xuất hiện ra nẻ. Cầm dao mổ cánh tay phải, càng là theo tiếng rách nát. Trường hợp gần như là tuyệt vọng, chân chính nhân tộc đồng minh. Đều là có thể cảm thấy kia cổ kinh khủng hơi thở, Lâm Việt đã bắt đầu nếm thử đánh thức trong cơ. Thể tiên tôn lưu lại lực lượng liền tại nơi đây lâm việt đế kiếm dung mạnh một cổ tiên tôn uy áp đánh úp lại tràn ngập toàn bộ trên trời dưới đất mượn kiếm dùng một chút lấy người mặc huyền bào lão giả xuất hiện ở thiên địa chi gian đối mặt khổng lồ bàn tay khổng lồ thoạt nhìn như thế nhỏ bé chính là trên người hắn phát ra hơi thở lại là cái áp hoàn vũ cả nhân gian vực đều là chấn động thừa thiên tiên tôn ngươi không có chết vòm trời phía trên người vương tiên tôn ngữ khí bên trong mang theo một tia giật mình may mắn đào thoát kỷ nguyên người săn thú đuổi bắt kia lão giả nhàn nhạt mở miệng lúc này hắn trong tay cầm đế kiếm bình tĩnh coi trọng trời cao vô cùng lực lượng lúc này tung hoành gần là nhất kiếm liền nhường một chút nhân gian vực trên không sinh ra không thể chữa trị cái khe có thể nhìn đến dương gian trên không nguyên thủy sao trời rơi rụng xuống dưới quang huy này thủ đoạn làm mỗi người đều là tim đập nhanh này đó là từ xưa đến nay một cái thời đại bên trong đều khó có thể nhìn thấy tiên tôn kỳ thật lực chi đáng sợ mặc dù là cổ tiên hậu kỳ tu sĩ đều chỉ có thể nhìn lên thừa thiên tiên tôn bởi vì thiên đế trấn áp kỷ nguyên người săn thú một đoạn năm tháng vào lúc này sống lại thể hiện rồi khủng bố uy năng mặc dù là thần niệm cũng có khủng bố uy áp hắn trực tiếp đem bàn tay to nứt ra rồi một đạo miệng to có thần lực đang không ngừng phát tiết mặt trên bàn tay to phù văn đều là xuất hiện ảm đạm xem ra ngươi tự thân cũng xuất hiện vấn đề hiện giờ không thể xuất thế thừa thiên tiên tôn nhàn nhạt nói chỉ thấy hắn ngữ khí hòa hoãn gợn sóng bất kinh tựa hồ trong thiên địa không có đồ vật có thể dẫn động hắn cảm xúc, hắn một người đứng ở bàn tay to dưới, chính là thiên địa trung tâm. Làm tất cả mọi người chỉ có thể nhìn lên. Người Vương Tiên Tôn biết, hôm nay hắn chân thân khó có thể thân đến. Thừa Thiên Tiên Tôn đã đến, làm nơi này lâm vào tới rồi cục diện bế tắc bên trong ngươi. Cho rằng chỉ dựa vào mượn một đạo thần niệm, liền có thể ngăn cản Ngô sao? Người Vương Tiên Tôn bàn tay to phía trên, quang mang lại lần nữa trở nên sắc bén lên mây đen lượn lờ ở này chung quanh, đại đạo đều là xuất hiện băng toái, có. Thể thử một lần, ta yên lặng vô tận năm tháng, cũng đã lâu không có ra tay. Thừa thiên tiên tôn cầm đế kiếm. Trực tiếp thượng tới rồi vòm trời phía trên, nhân gian vực đã không chịu nổi hai người hơi thở. Bọn họ đi tới rồi vực ngoại chiến trường, có thể nhìn đến, có nguyên thủy sao trời. Bởi vì hai người chiến đấu, mà ở không ngừng hạ truy trường hợp khủng bố vô biên, ở dương gian rất nhiều thế lực. Đều là có thể cảm giác đến này cổ chiến đấu giao động, nhân tộc đồng minh mọi người. Đều là khẩn trương nhìn chằm chằm trên không, thẳng đến ba ngày thời gian trôi qua. Phía trên giao động tan đi, tiên tôn khủng bố uy áp biến mất. Thừa thiên tiên tôn hư ảnh, xuất hiện ở tường thành phía trên, có thể nhìn đến. Hắn thần niệm phía trên, có từng đạo phù văn ở đan chéo như muốn cắn nuốt bất quá theo hắn nhất niệm chi gian trên người hắn phủ văn liền tất cả đều bị trấn áp cuối cùng biến mất ở thiên địa chi gian có thể nhìn đến bởi vì trận này chiến đấu thừa thiên tiên tôn thần niệm trở nên càng thêm ảm đạm đa tạ tiền bối lâm việt khom người nói tất cả mọi người là đối với thừa thiên ở thăm viếng nếu không phải hôm nay thừa thiên tiên tôn sống lại chỉ sợ bọn họ nhân tộc đồng minh đã bị người vương tiên tôn cách vô tận khoảng cách liền toàn bộ chấn giết thần. Đình thứ 9 đại thần chủ, bái kiến lão thần chủ. Lâm Việt đã biết, thừa thiên tiên tôn, đó là ở thần thánh chiến trường bên trong kia một người. Ở phó thác viên hầu nhất tộc lúc sau, hắn tự thân xuất hiện vấn đề lớn, cũng không có rời đi. Mà là thiết kế, thần niệm trầm miên ở đế kiếm mảnh nhỏ bên trong, không tối. Thừa thiên tiên tôn nhìn về phía Lâm Việt vừa lòng gật gật đầu, mọi người về tới đại điện bên trong, thần đình thượng một thế hệ thần chủ. Sống lại, làm rất nhiều người đều là cây ếch yêu ta sợ không thôi. Người vương điện lão tổ, cũng là không nghĩ tới, nhân tộc bên trong. Thế nhưng còn có tiên tôn cảnh giới cường giả tồn tại, bọn họ chẳng lẽ là sợ hãi, lúc này. Người vương tiên tôn hư ảnh, buông xuống ở tế đàn phía trên. Đãi ta trở về, thừa thiên tiên tôn, bất quá là tàn lưu thần niệm mà thôi không đáng để lo người vương tiên tôn nói xong hắn hư ảnh cũng chống đỡ không nổi nữa lúc này tan rã biến mất ở tế đàn phía trên nhân tộc mọi người đều là ở thăm viếng thừa thiên tiên tôn lục vũ vốn dĩ đã chạy không biết rất xa lúc này cảm giác tới rồi quen thuộc hơi thở cũng là trở về tiểu tử ngươi không chết lục vũ nhìn đến thừa thiên tiên tôn lúc sau trong lòng mang theo giật mình bất quá cũng mang theo vui sướng chi tình đương nhìn đến thừa thiên tiên tôn bất quá này đây thần niệm hình thức tồn tại hắn đôi mắt bên trong không cấm là toát ra ảm đạm tiền bối ngươi vẫn là trước sau như một a à, thừa thiên tiên tôn cười hắn ở đế kiếm bên trong thời điểm liền đã cảm giác tới rồi lục vũ tồn tại ở hiện tại người vương tiên tôn ra tay là lúc hắn liền trốn vào đào lưu bên trong bỏ chạy không biết rất xa khoảng cách nghe được thừa thiên tiên tôn trêu ghẹo Lục Vũ cũng là có chút ngượng ngùng. Hiện tại ngươi làm sao bây giờ, Lục? Vũ nói sang chuyện khác, quan tâm hỏi, ngươi này thần niệm cũng thập phần suy yếu, chỉ sợ. Chống đỡ không được bao lâu thời gian, ta yêu cầu một bức thân thể, trợ ta sống lại thừa. Thiên tiên tôn nói, bởi vì mới vừa rồi đại chiến, hắn cơ hồ lại muốn lâm vào vô tận ngủ say bên trong. Hiện giờ hắn xuất thế, chính là muốn mượn dùng kỷ nguyên người săn thú bị thiên đế trấn áp thời gian đoạn làm chính mình chân chính sống lại yêu. Cầu điều kiện gì, lục vũ dò hỏi. Đây cũng là lâm việt bọn họ quan tâm vấn đề, mọi người đều là rút đi lúc sau. Để lại thần đình tổ chức mấy người. Thừa thiên tiên tôn không có chút nào giấu giếm, nói ra năm đó chính mình. Ở nhân tộc diệt vong lúc sau, đã từng cùng linh giao đế tôn giao thủ quá một lần. Chính là thân thể bị phá hủy, cuối cùng bỏ chạy rồi sau đó bị kỷ nguyên người săn thú đuổi giết, bất đắc dĩ, mượn dùng đế kiếm mảnh nhỏ. Giấu kín ở thần thánh chiến trường bên trong, lục vũ ở một bên, cũng là mang theo kinh hãi, nói. Tiểu tử ngươi vẫn là thật không muốn sống, cũng dám đối linh giao đế tôn ra tay. Đây chính là đương thời thiên đế, thực lực khủng bố. Toàn bộ dương gian đều bất quá là này trong tay chi vật nếu không phải 10 thế lực lớn bên trong, có năm xưa lão tổ lưu lại thủ đoạn, chỉ sợ. Hiện tại toàn bộ dương gian, đều đã bị thống ngự. Bất quá tại đây đồng thời, ta phát hiện một cái vấn đề lớn, thừa. Thiên tiên tôn nói, linh giao đế tôn thân thể xuất hiện vấn đề lớn. Thế cho nên ở chấn giết người tộc lúc sau, nàng lâm vào bế quan, trạng thái thực không ổn định. Đây cũng là thừa thiên tiên tôn có thể may mắn từ linh giao đế tôn trên tay chạy thoát nguyên nhân đây là thừa thiên tiên tôn dùng sinh mệnh vì đại giới đổi lấy nếu là như thế này chúng ta cơ hội liền lại gia tăng rồi rất nhiều lục vũ gật đầu nói nơi này thứ nhất cực độ hữu dụng tin tức rất có thể vì bọn họ tranh thủ đến thật lớn cơ hội đánh bại một tôn thiên đế cấp bậc cường giả gần như không có chút nào cơ hội bất quá nếu linh giao đế tôn xuất hiện vấn đề cũng liền ý nghĩa ở kế tiếp thời gian bọn họ có thể mưu hoa rất nhiều sự tình hiện tại quan trọng nhất là ứng đối người vương tiên tôn bọn họ lão thần chủ hẳn là như thế nào làm mới có thể làm ngươi chân chính sống lại lâm việt dò hỏi lục vũ cũng là lâm vào trầm tư hộ đạo con rối thừa thiên tiên tôn nói đây là hiện tại nhân tộc đồng minh bên trong có thể lấy ra phẩm chất tối cao thân thể vật dẫn, nếu muốn sống lại, ta nơi này còn có một loại đồ vật. Nói, lục vũ lấy ra người vương điện đệ nhất tử, kia mang theo tì vết hỗn độn huyết mạch. Lục vũ đã đem đệ nhất tử luyện hóa, để lại này cận tôn huyết mạch chi lực thủy vừa xuất hiện. Đó là mang theo một loại khủng bố cảm giác áp bách tựa hồ kia huyết mạch bên trong. Ở diễn biến thiên địa giống nhau chương 1598 đi vĩnh dạ nơi tìm tạo hóa nguyên dịch. Thừa thiên tiên tôn gật đầu, bất quá còn có một kiện quan trọng đồ vật. Chỉ sợ thế gian khó tìm. Thừa thiên tiên tôn nói, thứ gì, lục vũ nói, tạo. Hóa nguyên dịch, thừa thiên tiên tôn thở dài nói. Đã từng hắn thân thể bị hủy lúc sau, biến tìm dương gian, cuối cùng. Cũng không có được đến loại này vật chất bất. Quá căn cứ ta tra xét, đại khái đã biết nơi nào có loại này vật chất, thừa thiên tiên tôn nói. Lại đồ vật này, Lục Vũ hiển lộ tới rồi trầm mặc bên trong, tạo hóa nguyên dịch. Chí dương gian ra đời chi sơ, từ thiên địa uẩn dưỡng mà thành, tự cố tới nay. Chưa từng có người được đến quá, chỉ là tồn tại với truyền thuyết bên trong, này công hiệu. Có thể tạo hóa vạn vật, có thể cho thừa thiên tiên tôn trọng tân sống lại. Chân chính trở thành hoàn chỉnh tiên tôn cảnh giới cường giả, hiện. Giờ kia đồ vật ở nơi nào, Lục Vũ dò hỏi. Năm đó thừa thiên tiên tôn, cũng là hắn đi bước một nhìn trưởng thành lên, thiên tư đáng sợ. Bằng không cũng không có khả năng trở thành một thế hệ thần chủ, hiện giờ lục vũ tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua thừa thiên tiên tôn hết thảy sống lại khả năng, khả năng ở vĩnh dạ nơi. Thừa thiên tiên tôn thấp giọng lẩm bẩm theo thừa thiên tiên tôn theo như lời. Nơi đó đã từng là một chỗ táng tràng, có rất nhiều cường giả cuối cùng đều là ngã xuống ở nơi đó mang theo mạc danh quỷ dị chính là ở cực kỳ xa xăm thời đại nơi đó đã từng có kinh người tạo hóa xuất thế chỉ là thừa thiên tiên tôn cuối cùng không có tới nơi đó liền đã kiệt lực cuối cùng bất đắc dĩ bắt đầu vô tận ngủ say ở lâm việt ở ngọc quế linh tộc nơi đó được đến thần dịch lúc sau mới làm này ngắn ngủi sống lại một khi đã như vậy chuẩn bị nhích người đi trước nơi đó đi lâm việt nói một tôn tiên tôn cảnh giới cường giả, đối nhân tộc đồng minh thập phần quan trọng. Hơn nữa này vẫn là thần đình thượng một thế hệ thần chủ. Lâm Việt sẽ không tiếc hết thảy đại giới, cũng muốn đem này thân thể chữa trị. Việc này không nóng nảy, ngươi thần niệm. Trước dung hợp tiến vào hộ đạo con rối bên trong đi, lục. Vũ nói, tiếp theo, mấy người tiến vào tới rồi bế quan bên trong. Theo lục vũ tế ra đào lưu, hao phí thật lớn tâm thần, tiêu phí một tháng thời gian mới tế luyện một chỗ đại trận, đem hai tôn hộ đạo con dối, luyện thành một tôn, rồi sau đó. Hắn đem tàn khuyết hỗn độn huyết mạch, dung nhập tới rồi hộ đạo con dối bên trong, trần. Nhàn tiểu tử, tiến vào trong đó. Lục vũ đối với đại lý thần chủ nói, tàn khuyết hỗn độn huyết mạch. Có một bộ phận không thể dung nhập. Nơi này lục vũ cố ý lưu lại, hắn làm đại lý thần chủ tiến vào trong đó. Có thừa thiên tiên tôn bảo vệ, làm này cũng dung hợp loại này huyết mạch rốt cuộc loại này huyết mạch tuy rằng là tàn khuyết chính là ở lúc sau có lẽ có thể ở người vương điện bên trong được đến kia tắc bí pháp đem này hoàn toàn sống lại hình thành chân chính hỗn độn huyết mạch mà lâm việt huyết mạch tự thân chỉ sợ đều không kém gì hỗn độn huyết mạch nếu là mạnh mẽ luyện nói khả năng sẽ hình thành bài xích đến lúc đó sẽ xuất hiện vấn đề lớn bởi vậy lâm việt chỉ là ở một bên vận dụng khởi nguyên cổ tự lực lượng đem nơi này bảo vệ Tránh cho phát sinh vấn đề, thừa thiên tiên tôn cùng trần nhàn, đồng thời tiến vào đến trong đó. Có thể nhìn đến, bọn họ dưới thân mặt đất phía trên. Giống như ở khai thiên tích địa giống nhau, màu xám hỗn độn khí vờn quanh, lâm. Việt tiểu tử, tế ra ngươi bình gốm, lục vũ nói. Hiện giờ tới rồi nơi này, không dung có chút sai lầm. Bằng không thừa thiên tiên tôn cùng trần nhàn. Chỉ sợ đều là muốn chết ở chỗ này, lâm Việt gật đầu, hắn tế ra bình gốm hiện tại hắn đã biết bình gốm là năm đó hy thiên đế lưu lại đồ vật có khó có thể tưởng tượng uy năng tuy rằng không có hoàn toàn chữa trị chính là này thượng có uy năng thập phần thần bí theo lâm việt đem thần lực rót vào trong đó trận pháp bên trong cảnh tượng trở nên thần bí khó lường vạn vật đang không ngừng sinh diệt hộ đạo con rối phía trên bao phủ một tầng sinh khí tức thừa thiên tiên tôn nhìn thoáng qua thời cơ đã thành thục hắn thần niệm tiến vào tới rồi con rối bên trong. Hỗn độn huyết mạch tại đây một khác. Hoàn toàn dung nhập tới rồi trong đó, thừa thiên tiên tôn phát ra hơi thở, bảo vệ trần nhan. Hai người trên người, đều là ở phát sinh khó có thể tưởng tượng biến hóa, thẳng đến hồi lâu qua. Đi lúc sau, lục vũ trong ánh mắt, mang theo nôn nóng. Này Pháp hao phí hắn đại lượng tâm thần, hai người thẳng đến bảy ngày thời gian trôi qua như cũ không có nhìn thấy sống lại dấu hiệu, bất quá có thể nhìn đến. Con rối cùng trần nhàn trên người, có hỗn độn này vờn quanh. Các loại nguyên thủy đại đạo, hình thành huyền ảo phù văn. Đan chéo ở bọn họ huyết nhục bên trong. Lâm Việt có chút giật mình hỗn độn huyết mạch cường đại, gần là tàn khuyết. Lúc này thế nhưng đều là có như thế uy năng, nếu là hoàn chỉnh vô khuyết huyết mạch. Trình độ khủng bố, càng là làm người khó có thể tưởng tượng. Năm xưa một vị thiên đế, đó là loại này huyết mạch. Cuối cùng chứng đạo trở thành thiên đế, thống ngự dương gian cực dài một đoạn năm tháng. Dẫn dắt nhân tộc bước vào cường đại bên trong. Một tháng thời gian trôi qua, đại lý thần chủ trần nhàn, chậm rãi mở hai mắt, hỗn độn chi khí. Ở hắn huyết nhục chi gian vờn quanh, chỉ không thừa thiên tiên tôn. Lúc này cũng không có thức tỉnh lại đây, hắn thần niệm. Hiện giờ còn không có cùng con rối phù hợp hắn cảnh giới quá mức với cường đại, cần thiết muốn mượn dùng với tạo hóa nguyên dịch. Mới có thể chân chính làm thần niệm dung nhập đến thân thể bên trong, lục vũ đem thừa thiên tiên. Tôn thân thể thu vào đào lưu bên trong, lấy trận pháp thủ đoạn đem này chấn phong, đi. Vĩnh dạ nơi đi, Lâm Việt nói, hiện giờ người vương tiên tôn, chỉ sợ nếu không bao lâu. Liền sẽ trở lại nhân gian vực, linh giao đế vực sẽ không cho phép uy hát yota sinh ra rốt cuộc năm đó thừa thiên tiên tôn chính là ở linh giao đế tôn thủ hạ chạy trốn cường giả kỳ thật lực cùng thủ đoạn làm người giật mình nếu là làm này khôi phục đến đỉnh ở linh giao đế tôn bất xuất thế thời đại chỉ sợ là thật lớn phiền toái đại lý thần chủ trần nhàn hiện tại dung hợp hỗn độn huyết mạch lúc sau kỳ thật lực càng là đạt tới linh thánh hậu kỳ này chân chính chiến lực chỉ sợ chút nào không yếu cùng dương gian rất nhiều yêu nghiệt thiên kiêu. Đây là nguyên thủy dịch có thể trợ ngươi tiến thêm một bước tinh luyện chính mình huyết. Mạch Lâm Việt lấy ra một phần từ thần thánh chiến trường được đến nguyên thủy dịch. Cấp tới rồi trần nhàn trên tay. Hiện tại trên người hắn huyết mạch còn không có hoàn toàn phù hợp. Bởi vậy hắn cũng không có nôn nóng yêu cầu củng cố một đoạn thời gian lúc sau lại tiến thêm một bước tinh luyện tự thân huyết mạch tiểu tử khi nào được đến này thứ tốt lục vũ nhìn đến lâm việt lấy ra nguyên thủy dịch không cấm một trận kinh hãi trong ánh mắt toát ra tinh quang nói cho ta một phần ngươi chẳng qua là một con bình thường quả đen lại dùng không đến lâm việt nói ngươi biết cái gì thứ tốt lại không ngại nhiều lục vũ nói cuối cùng ở này lì lợm la eliota dưới lâm việt vẫn là cho hắn một lọ được đến lúc sau hắn mới vừa lòng gật gật đầu công đạo nhân tộc đồng minh một tiếng lúc sau mấy người bọn họ chuẩn bị đi trước vĩnh dạ nơi lúc ấy lâm việt bọn họ đó là từ nơi này qua sông đi tới dương gian hiện giờ lại lần nữa đang lâm nơi đây mặc dù bọn họ cảnh giới đã không thể đồng nhật thì thầm đối mặt vô tận trong bóng tối không biết có cái gì tâm thần bên trong như cũ mang theo một cổ tim đập nhanh cảm giác này vĩnh dạ nơi, cùng tiên mồ lại là liên hệ, ta tiến vào đến tiên mồ, đã từng nhìn đến. Đã có thứ gì sống lại, chúng ta này đi, cần phải cẩn thận, lục vũ nhắc nhở, con. Có ngươi trong cơ thể kia đồ vật, muốn nhanh chóng tìm biện pháp giải quyết. Lục vũ chợt nhíu mày, đề cập lâm việt trong cơ thể. Bị tiên mồ lão giả lưu lại nguyền rủa đây là thật lớn tai họa ngầm. Nếu là bất tận sớm giải quyết nói, khả năng ở cuối cùng, lâm việt khả năng bởi vậy mà ngã xuống chương 1599 vĩnh dạ nơi trung đại mô. Vĩnh dạ nơi đã trở nên cùng phía trước bọn họ tiến vào đến nơi đây thời điểm. Có rõ ràng bất đồng, trừ bỏ trước sau như một hắc ám, trong đó. Tựa hồ nhiều một ít thứ gì, vô tận trong bóng tối, tựa hồ có một đôi con ngươi. Ở nhìn chằm chằm lâm Việt bọn họ. Lâm Việt bọn họ ở bên ngoài nghỉ chân dừng lại mấy cái canh giờ. Cuối cùng lựa chọn tiến vào tới rồi trong đó, phiến đại địa này mang theo làm người tim đập nhanh lực lượng, chết giống nhau yên tĩnh bên trong. Ở phía trước mơ hồ có thể nhìn đến có dày đặc quỷ hỏa ở thiêu đốt. Không khỏi làm người hoài nghi, nơi này hay không có kia truyền thuyết bên trong tạo hóa nguyên dịch, Lâm Việt bọn họ tiêu phí mấy cái. Canh giờ thời gian đã đi tới chỗ sâu trong vị trí, nhưng vào lúc này, Lâm Việt nhíu mày, từ từ. Chỉ thấy phía trước xuất hiện một đội nhân mã, bọn họ trên người mang theo hủ bại hơi thở. Ăn mặc chế thức giáp trụ, trên người da thịt, theo đi lại là lúc, ở rào rạt rơi xuống. Bọn họ tựa hồ vẫn luôn có một cái mục đích địa, đang không ngừng về phía trước hành tàu. Cũng không có chú ý tới nơi xa lâm Việt bọn họ, âm. Bình đều xuất hiện, xem ra hiện giờ dương gian, thật sự muốn phát sinh biến hóa, lục. Vũ mở miệng nói, hiển nhiên hắn gặp qua thứ này. Mà Lâm Việt cũng từng thâm trình tự tiếp xúc đến quá loại này đã không thể trở thành sinh linh đồ vật dương gian tình thế hỗn loạn cùng luân hồi cổ lộ có quan hệ gì sao lâm việt không cấm nhíu mày hỏi âm binh hắn ở luân hồi cổ lộ phía trên không ngừng gặp qua một lần gần nhất một lần là hắn ở trở về tiểu âm phủ thời điểm gặp được đà tiên tôn ở luân hồi cổ lộ phía trên thủ đoạn hắn vẫn luôn không rõ linh giao đế vực tiếp xúc luân hồi cổ lộ có cái gì tác dụng có đại khủng bố này luân hồi cổ lộ trải qua không biết nhiều ít cái kỷ nguyên hiện giờ xuất hiện tuyệt đối không phải sự tình tốt lục vũ nói linh giao đế vực ở tiếp xúc luân hồi cổ lộ lâm việt nói đây là hắn ở luân hồi cổ lộ phía trên lần đầu tiên cùng đà tiên tôn tiếp xúc chẳng qua hắn vẫn luôn không biết luân hồi cổ lộ thế nhưng có như thế đại bí tân tồn tại với trong đó mặc dù là tới rồi dương gian như cụ có này tung tích ngươi nói cái gì lục vũ không cấm mang theo kinh ngạc trải qua xác nhận lúc sau lục vũ không cấm nhíu mày trong ánh mắt mang theo lo lắng nói xem ra linh giao đế tôn năm đó thật sự cùng luân hồi cổ lộ phía trên sinh linh làm ra cái gì giao dịch chỉ là bí mật này mặc dù là lục vũ cũng là chưa từng biết được nếu không phải lâm việt hiện tại đề cập hắn khả năng vĩnh viễn không biết dương gian kỷ nguyên táng diệt cùng luân hồi cổ lộ có lớn lao liên hệ chính là đã từng nhân tộc diệt phong đã từng đều là có luân hồi lộ thân ảnh luân hồi cổ lộ ảnh hưởng muôn đời tuy rằng ở cái này kỷ nguyên yên lặng xuống dưới chính là trước này đều có bóng dáng của hắn không có biến mất quá chuyện này thần đình cần thiết biết rõ ràng bằng không đến lúc đó Mặc dù là nhân tộc lần thứ hai phồn Vinh khả năng cũng dẫm lên vết xe đổ này. đó âm binh đến từ chính luân hồi cổ lộ không biết hiện tại do ai khống chế được. bọn họ phía sau có cường giả chân Linh Trần nhàn lúc này cũng là thấy rõ ràng có thể nhìn đến kia âm binh bên trong. Có người nâng cổ xưa quan tài trong đó có cường giả chân Linh đang không ngừng dẫy rụa. rất nhiều thứ đều là suýt nữa thoát vây chính là ở âm binh hơi thở áp chế dưới chân linh trên người có xương khói ở bốc hơi hắn chân linh đã chịu ăn mòn cuối cùng lại là thối lui đến quan tài bên trong không thể tưởng được có người vì tránh né thanh toán vận dụng như thế thủ đoạn lục vũ nói mạnh mẽ mang ra luân hồi cổ lộ phía trên âm binh làm cho bọn họ ở dương gian cướp lấy tạo hóa bổ sung mình thân là tưởng lấy này tới khác loại chứng đạo sau lục vũ nhàn nhạt lắc đầu hắn tựa hồ cũng không tán thành cái này cách làm tiến vào đến nơi đây lúc sau, phải cẩn thận, khả năng vĩnh dạ nơi chung. Còn có cường giả tồn tại, Lục Vũ nhắc nhở nói. Này đó lão Đông Tây, đều là sống qua đã lâu năm tháng. Hiện tại khả năng ở vào trầm miên bên trong, chính là âm binh đã xuất hiện, có thể phỏng đoán. Đã có người vận dụng thủ đoạn, chuẩn bị sống lại, Lâm Việt cùng Trần Nhàn gật đầu, bọn họ không? Có chút nào đại ý? Nơi này không ngừng với một đội âm binh, thoạt nhìn tựa hồ không phải một người chấp trưởng, Lâm Việt nghĩ tới, chính mình ở vĩnh dạ nơi. Dùng hợp tam thế đạo quả thời điểm, sở tao ngộ đến kia quỷ dị sinh linh, bọn họ lộ. Khả năng chính là từ này quỷ dị sinh linh bên trong tìm hiểu ra tới. Bất quá càng vì cao thâm, bởi vì tới gần câu trần quốc gia cổ kia quỷ dị sinh linh cảnh giới. Thật sự quá thấp, bởi vậy liền tới chỗ sâu trong tư cách đều là không có. Lâm Việt bọn họ căn cứ thừa thiên tiên tôn lưu lại đánh dấu hiện tại đã thoát ly năm xưa tiên hiền. Ở vĩnh dạ nơi sáng lập cổ lộ, bọn họ đi tới từ xưa đến nay bên trong. Chưa từng có người đặt chân quá địa vực. Nơi này đã không có cổ lộ phía trên phù văn thêm vào, vĩnh dạ nơi kia làm người áp lực hơi thở. Có vẻ càng thêm khủng bố, bọn họ cảnh giới, vào lúc này. Đều là đã chịu mạc danh áp chế, thẳng đến bọn họ vận dụng bình gốm cùng đào lưu. Mới khắc chế này cổ uy áp theo thâm nhập đập vào mắt có thể thấy được đều là một mảnh hắc ám, bọn họ trong tay. Cầm đồng đèn, chiếu sáng không dài một đoạn địa vực, con đường phía trước tựa hồ vẫn luôn có thứ. Gì? Ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Cái này làm cho Lục Vũ cũng là có chút phát mau, chính là đã tới rồi nơi này. Tự nhiên không có lùi bước đạo lý, nếu là chúng ta lại vãn một ít đã đến, chỉ sợ táng mà bên trong đã có người. Có thể thi triển ra thủ đoạn, Lục Vũ nói hiện giờ dương gian còn tồn tại áp chế làm nơi này đồ vật còn không dám sống lại bọn họ vẫn luôn đang chờ đợi một thời cơ thẳng đến hồi lâu lúc sau lâm việt bọn họ căn cứ tọa độ đã không biết thâm nhập rất xa vĩnh dạ nơi là dọc bởi vậy bọn họ hiện tại hướng về phương bắc tiến lên vẫn luôn nhìn không tới cuối bất chi bất giác chi gian bọn họ đã đi vào vĩnh dạ nơi nửa tháng thời gian áp lực hoàn cảnh cơ hồ muốn bước điên một người nếu không phải lâm việt mấy người đều là tâm tính cứng cỏi hạng người khả năng đã không chịu nổi sớm đã được thất tâm phong này đi còn không biết có rất xa lục vũ một trận thở dài tại đây hoàn cảnh bên trong thực dễ dàng sinh ra tuyệt vọng cảm xúc tuy rằng bọn họ không có đã chịu bao lớn ảnh hưởng lục vũ cũng tại hoài nghi có phải hay không thừa thiên tiên tôn bị ai sở lừa được đến sai lầm tọa độ liền ở mấy người còn đang không ngừng đi trước, phía trước hoàn cảnh, dần dần trở nên tối tăm. Không khí bên trong, tựa hồ tràn ngập một cổ màu xám vật chất. Tản ra mỏng manh mà quỷ dị quăng, mang theo một cổ cũ xưa cảm giác. Rốt cuộc nhìn đến người sống. Một chỗ đồi núi phía trên, có một người. Đôi tay ấn ở kiếm bảng to phía trên, người mặc một thân giáp trụ, chậm rãi mở miệng. Hắn mở hai mắt, có thể nhìn đến, hắn đã chỉ còn lại có da bọc xương, trên mặt da thịt tùy thời theo hắn mở miệng chi gian ở rào rạt rơi xuống chính là không thể nghi ngờ hắn thập phần cường đại ít nhất đều đã có cổ tiên cảnh giới thực lực đây là chủ thượng theo như lời người nọ sao hắn nhìn về phía lâm việt chủ thượng có lệnh dâng ra thần hồn nhưng tha cho ngươi một mạng người nọ chậm rãi mở miệng hắn bất đồng với mặt khác âm binh có chính mình thần niệm lục vũ mấy người chẳng lẽ là kinh hãi nơi này có sinh linh biết bọn họ sẽ tiến đến đã trước tiên ở chỗ này thiết hạ ngăn trở thủ đoạn hơn nữa bọn họ mục đích tựa hồ chỉ là nhằm vào lâm việt ngươi chủ tử là người nào lâm việt đứng thẳng tại chỗ bình tĩnh hỏi chủ thượng tên húy người không có tư cách biết đây là cấm kỵ toàn bộ dương gian đều chịu tải không được hắn danh hào hắn nhàn nhạt nói gần là đề cập đều là làm nơi đây có tàn khuyết thời gian sông dài hiện lên rồi sau đó băng toái. Chẳng cái gì hơn phân nửa tỏi, là cấm kỵ nói, cũng sẽ không có đầu rút cổ ở chỗ này. Chờ đợi thời cơ sống lại, lục vũ còn lại là khinh thường nói, lớn mật nam. Tử dựng thân quát lớn, nói, nhục chủ thượng, luân hồi bên trong xóa tên. Hắn trực tiếp hướng về lục vũ ra tay, trên người có màu xám vật chất tung hoành tại nơi đây. Bám vào ở lâm việt bọn họ trên người tựa hồ muốn đem bọn họ trên người thần lực cùng chân linh hấp thu, làm cho bọn họ bị đồng hóa. Trở thành nơi này một viên. Chương trăm xương xám gió lốc bên trong không thể diễn tả đồ vật. Nam tử trên người, xuất hiện một cổ màu đen huyền lực, làm lâm việt bọn họ thân hình. Giống như lâm vào tới rồi vũng bùn bên trong, khó có thể dẫy dụa, bọn họ trên người. Giống như đè nặng vài tòa thần sơn giống nhau, tác động cả người thần lực mới gian nan địa vực trụ cổ lực lượng này ta đã biết người tổ tiên chính là kia chỉ lão ô quy đi không thể tưởng được thế nhưng tránh thoát thanh toán có đầu rút cổ ở chỗ này lục vũ nói không hổ là vương bát chính là mệnh trường nói lục vũ trên người đào lưu tán phát đáng sợ lực lượng nơi này màu xám hơi thở cùng với kia cổ màu đen huyền lực đang không ngừng đảo cuốn trở về tới rồi nam tử trong cơ thể lâm việt hai người đều là không nghĩ tới lục vũ vẫn luôn cất giấu chính mình hiện giờ ở chỗ này thế nhưng có thể bùng nổ như thế đáng sợ lực lượng ngươi không phải cái này kỷ nguyên sinh linh nam tử giật mình hắn từ lục vũ thủ đoạn bên trong cảm nhận được một cổ làm hắn kinh hãi lực lượng không thuộc về cái này kỷ nguyên không có khả năng cái kia kỷ nguyên vạn linh đều mất đi dương gian khởi động lại trừ bỏ chủ thượng mấy người, không có khả năng còn có sống hạ. Nam tử mang theo khó có thể tin, ếch, ngồi đáy giếng, người cũng biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, lục. Vũ khinh thường khẽ quát hắn tế dùng đào lưu, trực tiếp đem nam tử trấn áp. Coi như lục vũ muốn đem này hoàn toàn mạt sát là lúc, phía trước một chỗ đại mô. Bạo phát một cổ đáng sợ lực lượng, màu đen huyền lực xuất hiện, nâng lục vũ đào lưu muốn ngăn cản lục vũ trấn sát nam tử lão vương bát ngoan ngoãn cho ta tiếp tục co đầu rút cổ lục vũ hét lớn một tiếng chính mình đào lu phía trên sáng lên một đạo lộng lẫy nguyên thủy phù văn đem màu đen huyền lực bước lui rất nhiều huyền lực đều là bởi vì này mà tán loạn hóa thành tinh khí tư tán ở trong tim đều là một cái kỷ nguyên đạo hữu không đến mức binh nhung tương kiến đại mồ bên trong truyền ra cổ xưa thanh âm như là từ muôn đời thời không truyền đến. Rõ ràng truyền tới Lâm Việt bọn họ mỗi người bên tay, vậy ngươi đây là ý gì? Lục Vũ không có chút nào thoái nhượng, trực tiếp vận dụng bình gốm. Đem nam tử trực tiếp chấn sát rồi sau đó mới chậm rãi nói, làm tốt chính ngươi sự tình. Không cần vượt rào, kia tắc truyền thuyết lâu đời, không có căn cứ. Hy vọng ngươi an phận một chút. Đại hận yên lặng xuống dưới, đại mồ bên trong kia sinh linh cũng không có tiếp tục lên tiếng, có thể nhìn đến. Cơ hồ có thể táng diệt dương gian huyền lực ở biến mất, dần dần quy về đại mồ bên trong, nhìn. Cái gì, tiếp tục đi trước, lục vũ nhìn trong gió kinh ngạc trần nhàn, nhàn nhạt nói. Mới vừa rồi lục vũ biểu hiện, cùng ngày thường bên trong tranh lệch. Thật sự là quá lớn, chính là Lâm Việt ở một bên, đều là có chút kinh ngạc. Bất quá đồng thời, hắn cũng biết lục vũ thân phận thực kinh người xuất thân so với hắn tưởng tượng năm tháng, còn muốn càng vì cổ xưa. Thế nhưng đề cập tới rồi trước kỷ nguyên, mà lục vũ, lại là vì sao tâm hướng nhân tộc. Cái này làm cho Lâm Việt có chút không rõ. Vạn tộc lịch sử, sớm nhất cũng chỉ có thể ngược dòng đến trước kỷ nguyên. Có lẽ có cường đại chủng tộc cùng trước kỷ nguyên. Có không biết tên liên hệ, chính là nhân tộc lịch sử, lại là từ cái này kỷ nguyên bắt đầu. Đã từng nhân tộc thập phần nhỏ yếu một lần trở thành vạn tộc đồ ăn, thẳng đến ở năm tháng phía trước. Nhân tộc có thiên đế cường thế ra tay, mới thay đổi này một ván mặt. Mà nếu là cái dạng này lời nói, cũng liền đại biểu cho, lục vũ nhận thức lúc ban đầu thiên đế. Thậm chí cùng ở nhân tộc lịch sử bên trong, đều là có lục vũ thân ảnh, cái này làm cho người trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu. Tiểu tử, ta biết, người suy nghĩ cái gì, không sai ta đã từng cùng nhiều vị thiên đế là bạn thân, lục vũ ngạo nghễ nói, lão. Tổ, trần nhàn vô cùng giật mình. Lâm Việt ở một bên, biểu hiện đến tương đối bình tĩnh, hắn từ lúc bắt đầu. Liền biết lục vũ theo hầu không bình thường, mặc kệ là từ hắn có thể lấy ra cùng bình gốm gần. Đào lưu, cũng hoặc là đối với cổ sử hiểu biết, hắn đều biết lục vũ trải qua năm tháng. Thập phần cổ xưa, chính là không nghĩ tới, hắn là trước kỷ nguyên sinh vật thậm chí còn đã từng kết bạn nhân tộc nhiều vị thiên đế, đang nói lời nói bên trong. Mấy người lại là đi trước một đại đoạn khoảng cách, có thể nhìn đến nơi này nơi nơi đều là cô phần. Hình dạng và cấu tạo cùng tiên mồ có chút tương tự, bất quá nơi này biểu lộ hơi thở. Lại là có điều không giống nhau, nơi này nhiều một cổ quỷ dị cảm giác nơi. Này khả năng có người muốn đối với ngươi ra tay. Đang lúc lục vũ nói xong, mặt đất phía trên, bỗng nhiên có hôi khí bốc hơi. Thực mau liền bao phủ ba người, quỷ dị phù văn, ở trên hư không phía trên đan chéo. Giống như dây nhỏ giống nhau, vờn quanh ở ba người bên người, lão gia hỏa, lục vũ cắn răng. Đào lưu xuất hiện ở này đỉnh đầu, làm nơi này phù văn tránh lui, thấy thế. Lâm Việt cũng là tế gia bình gốm, đồng thời vận dụng khởi nguyên cổ tự nơi này nguyên thủy phù văn tiếp xúc đến vài loại hơi thở khoảnh khắc liền kịch liệt bốc cháy lên hóa thành mỏng manh ánh lửa chiếu sáng một mảnh khu vực có thể nhìn đến phía trước có một cái cả người bóng loáng đồ vật bởi vì nơi này phù văn bị bỏng cháy nhanh chóng bỏ chạy thứ gì lục vũ chăm chú nhìn phía trước lập tức đuổi theo qua đi chính là kia đồ vật chẳng qua là xuất hiện khoảnh khắc tốc độ cực nhanh siêu việt lẽ thường nhận chi Bất quá bị kia đồ vật nhìn thoáng qua lúc sau, lại là có một cổ sờn tóc gáy cảm giác. Tựa hồ chính mình căn nguyên đều bị lớn hơn một loại ấn ký. Đã chịu nguyên rủa, Lục Vũ về tới tại chỗ, hắn cũng không có thấy rõ đó là thứ gì. Chỉ là trong ánh mắt lại là mang theo thật sâu sầu lo, đặc biệt là Lâm Việt. Hắn xem đến thập phần rõ ràng, kia đồ vật nhìn thẳng hắn một chút, thập phần quỷ dị ta. Tựa hồ thấy rõ ràng kia đồ vật, Lâm Việt nói chính là đương hắn muốn miêu tả ra kia quái vật bộ dáng lại là phát hiện như thế nào cũng làm không đến tựa hồ vận mệnh chú định có thứ gì ở ngăn cản lâm việt đem này miêu tả ra tới mặc dù là thần niệm truyền đạt đều là làm không được thứ này tựa hồ đã chịu đại đạo bảo hộ lục vũ nói hắn ở hồi tưởng có thứ gì có như thế năng lực thẳng đến nửa canh giờ hắn đều là không nghĩ tới không lâu lúc sau hắn còn sẽ đến lâm việt nói hắn chân linh phía trên tựa hồ bị cái loại này đồ vật đánh hạ cái gì dấu vết chỉ là không biết kia đồ vật vì cái gì đối lâm việt có hứng thú phải không lục vũ trong ánh mắt mang theo một cổ lạnh lẽo nói trước nay còn không có đồ vật dám ở ta trước mặt đụng đến ta người động thổ trên đầu thái tuế làm cho bọn họ nếm chút khổ sở bỗng nhiên chỉ thấy phía trước xuất hiện thật lớn xương xám gió lốc thổi quét trên trời dưới đất, có thể nhìn đến, xương xám bên trong. Còn có âm binh tàn chi đoạn tí, âm binh tránh né không kịp, đều là bị tiêu diệt. Không biết phải bị thổi hướng nơi đó. Trận này màu xám gió lốc cơ hồ đem toàn bộ vĩnh dạ nơi, đều là bao phủ. Này thượng mang theo hủ bại hơi thở, trốn đi, lục vũ cảm thấy ra đầu tê dại. Từ xưa đến nay, không có người thâm nhập quá nơi này, bởi vậy cũng không biết nơi này còn sẽ phát sinh như thế đáng sợ gió lốc. Màu xám sương mù, giống như một con thái cổ hoang thú, có thể cắn nuốt hết thảy. Liền âm binh vốn là thuộc về vĩnh dạ nơi chi vật đều là ở gió lốc cuốn động dưới. Hóa thành bột mịn, phiêu tán ở không trung bên trong. Bất quá lúc này, các nơi đại mộ, có quang mang sáng lên, tựa hồ bên trong thi thể. Ở tham lam hấp thu gió lốc bên trong vật chất dùng để lớn mạnh mình thân lâm việt bọn họ bị đào lưu bảo vệ xuyên thấu qua gió lốc mơ hồ có thể nhìn đến bên ngoài cảnh tượng một màn này làm cho bọn họ trong lòng có chút chấn động này gió lốc khả năng không ngừng bùng nổ quá một lần bởi vậy này đó đại mồ bên trong thi thể mới có thể ở xuất hiện kia một khắc liền trước tiên làm ra chuẩn bị hấp thu trong đó lực lượng trần nhàn phân tích nói gió lốc bên trong, tựa hồ có thứ gì, liền ở trần nhàn ngưng thật chi gian. Ba người đều là thấy được kia màu xám gió lốc bên trong, tựa hồ có mấy tôn khổng lồ thân hình. Không thể diễn tả, lúc này thế nhưng ngạnh sinh sinh đào lên một ít đại mồ. Đem trong đó thi thể, trực tiếp cắn nuốt tiến vào tới rồi trong bụng, tàn chi đoạn tí. Rơi dụng đầy đất, lục vũ trong lúc nhất thời cảm thấy lưng phát lạnh.